Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. 206, đau không? Việc nặng đều giao cho ta giang kinh luân hít sâu hắn đưa tay đem chuẩn bị lễ vật đưa ra đến nói nghe nói ngươi cùng cố viện hôm nay đính hôn chúc mừng giang nghị nhìn thoáng qua không có nhận giang kinh luân trong tay đồ vật hắn chỉ lãnh đạm một giọng nói tạ ơn giang nghị không phải nói nhiều người hắn cùng cố viện cùng một chỗ thời điểm phần lớn thời gian đều là cố viện đang nói hắn đang nghe chớ nói chi là cùng giang kinh luân cái này người không quen thuộc giang kinh luân không nói lời nào hắn cũng không nói hai người liền đối mặt như vậy mặt đứng thật lâu, Giang Kinh Luân nói, cố viện là cô nương tốt, thật tốt đợi nàng. Giang Nghị hai hàng lông mày nhíu chặt, lạnh giọng nói ra, nàng là ta vị hôn thê, ta đương nhiên sẽ thật tốt đối đãi nàng. Nhưng, cái này có liên quan gì tới ngươi, ngươi lại lấy lập trường gì nói lời nói này. Coi như hai người từng có một đoạn, đó cũng là cùng tên giả mạo, cũng không phải viện viện bản tôn. Vả lại, Giang Kinh Luân cũng không phải thật thích tên giả mạo, chẳng qua là lợi dụng. Hiện tại, lại tới hắn bên này trang cái gì thâm tình, biểu tồn tại gì cảm giác. Giang Kinh Luân đường bá đi tới, nói, Giang Kinh Luân, xem ở đều là một cái tổ tông phân thượng, ta nhắc nhở ngươi một câu, thê tử của ngươi là cố liễu, nàng là cố liễu thân muội muội. Nhân Luân hai chữ ngươi khẳng định sẽ viết, ta hy vọng ngươi có thế minh bạch nó ý tứ, không muốn làm có nhục nhân Luân hai chữ này sự tình. Trước đó tại linh đường hắn liền phát hiện giữa hai người cử chỉ có chút thân mật, hắn nghĩ đến Giang Kinh Luân phụ mẫu vừa mới song vong, tâm tình nhất định thật không tốt, chuẩn bị qua chút thời gian nhắc lại chuyện này. Nào biết bọn hắn một nhà đang làm xong sự tình về sau trực tiếp đi. Hôm nay lại thấy hắn mang theo tam nha tới, đường bá suy nghĩ về sau vẫn là đứng dậy. Giang Kinh Luân sắc mặt biến đổi lớn, hắn còn chưa nói chuyện, tam nha dành nói, phi, chuyện của chúng ta lúc nào đến phi ngươi đến quản, ngươi ít tại cái này giả làm người tốt. Còn nói cái gì nhân luân, ngươi tại sao không nói hắn gian nghị. Biết rõ cố viện là giang đại ca vị hôn thê, hắn còn ra tay đi đoạt, hắn cùng cố viện điểm kia phá sự ta không tin các ngươi không rõ ràng. Chẳng qua là nhìn giang đại ca thất thế, tới dẫm một chân thôi. Tam Nha đem đường bá khí lồng ngực chập trùng, giang nghị sắc mặt cũng càng thêm rét lạnh. Ta cùng cố viện điểm kia phá sự. Ngươi ngược lại là nói một chút, ta cùng cố viện có cái gì việc không thể lộ ra ngoài đây. Giang nghị thừa nhận hắn từ nhỏ đã thích cố viện, cũng biết cố gia cùng giang kinh luân có hôn ước, cho nên, hắn một mực kiềm chế lấy tình cảm của mình không dám để người ta biết. Khi còn bé hắn còn có thể mượn từ tuổi còn nhỏ, yên lặng hầu ở cố viện bên người. Cố viện sau khi trở về, hắn vẫn luôn là cẩn thủ bổn phận, không dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Hắn sợ mình khống chế không nổi, biểu lộ tâm ý, cho cố viện mang đến bối rối. Nếu nói hắn cùng cố viện thật có cái gì, đó cũng là cố viện cùng Giang Kinh Luân từ hôn chuyện sau đó. Khi đó cố viện trên thân không có bị mạnh ấn lên hôn ước, khôi phục tự do thân hắn mới dám tấp nập xuất hiện ở trước mặt nàng nhưng cái này cùng tam nha có quan hệ gì đâu bọn hắn nam chưa lập gia đình nữ chưa gả tam nha tính là thứ gì quản được hắn giang nghị không ngại người trong thôn nói thế nào hắn nhìn hắn nói cố viện chính là không được hắn dù sao cũng là lên núi vết qua không ít giả thú người trên thân tự mang sát khí bình thường liền để người sợ hãi bây giờ nóng giận càng là khiến người sợ hãi Tam Nha bị dọa đến nắm chặt Giang Kinh Luân ống tay áo, trốn ở Giang Kinh Luân sau lưng. Giang Nghị từng bước một đi đến Giang Kinh Luân trước mặt, thanh âm mang theo vô tận hàng ý, làm sao? Người muốn bảo đảm nàng. Hắn bộ dáng kia rất có Giang Kinh Luân nói là, liền Giang Kinh Luân cùng đi tư thế. Giang Kinh Luân vô ý thức lui lại hai bước, ngoài miệng úp úp mở mở, không phải, tất cả mọi người là người văn minh, đánh nhau không tốt, có nhục nhã nhặn, có nhục nhã nhặn như có thể hắn đương nhiên không nghĩ bảo đảm Tam nha, Tam nha hắn còn hữu dụng chỗ, nếu là bị Giang Nghị đánh xấu, chẳng phải ảnh hưởng kế hoạch của mình. Giang Kinh Luân ở trong lòng tự hỏi làm sao tiêu trừ Giang Nghị lửa giận, lại không biết sau lưng của hắn Cố gia trong cửa lớn đi tới một đám người, cầm đầu chính là Cố Viện. Cố Viện nổi giận đùng đùng hướng phía Tam nha đi đến, nàng nắm chặt Tam nha tóc chiếu vào Tam nha mặt ba ba chính là mấy bàn tay. Miệng đầy phun phân đồ chó, ta để ngươi bố trí ta miệng không nghĩ muốn ta không ngại giúp ngươi khâu bên trên. Chính ngươi buồn nôn, coi là ai cũng cùng ngươi giống như. Cùng tỷ phu của mình rêu rao khắp nơi cũng không ngại mất mặt. May mắn lúc trước dương gia đem ngươi tên chó chết này muốn đi, không phải như còn cùng ta đại ca một cái hộ tịch, ta đại ca một nhà chẳng phải là muốn bị ngươi cái đồ chơi này cho hại chết. Cố viện là thật sự tức giận, cho dù ai thật tốt đến hôn bị người khác nói này nói kia đều sẽ nổi giận đi. Trong miệng nàng nói, động tác trên tay không ngừng, không đầy một lát tam nha mặt đều bị nàng đánh sưng. Cố viện phen này thao tác đem mọi người vây xem dọa cho phát sợ, ai có thể nghĩ tới bình thường gặp mặt cười tủm tỉm, người vật vô hại tiểu cô nương, khi ra tay cũng như thế hung ác. Đương nhiên, không ai sẽ trách cứ cố viện, không phải bọn hắn có bao nhiêu tin tưởng cố viện nhân phẩm, chủ yếu là hai người thường ngày đều có dấu vết mà lần theo, mỗi người đều đang bận rộn chính mình sự tình. Bọn hắn làm sao có thời giờ lêu lỏng? Nó gian nghị cướp người càng không khả năng. Cố Viện chuyển đến chân núi mới bao lâu, ở trước đó nàng cùng Giang Nghị nói không chừng cũng không nhận ra. Đã không biết, sao là một cái đoạt chữ. Đang nói, Cố Viện cùng Giang Kinh Luân, trong thôn ai không biết là Giang Kinh Luân trước thật xin lỗi Cố Viện, cùng Cố Liễu xen lẫn trong cùng một chỗ bị tóm gọn. Danh tiết của nữ nhân quan trọng cỡ nào, tam nha một phen nói bậy rất có thể sẽ hại Cố Viện tính mạng, Cố Viện đánh nàng cũng là phải. Đánh xong tam nha nàng còn chưa hết giận, Cố Viện nhấc lên mép váy chiếu vào giang kinh luân hạ bộ chính là một cái liêu âm thối. Lão hổ không phát huy coi ta là con mèo bệnh đâu. Dám đến xấu lão nương công việc tốt, đạp chết ngươi chó đồ vật. Lâu dài cùng cố lão thái sen lẫn trong cùng một chỗ, cố viện sinh khí thời điểm không tự chủ liền sẽ học lên cố lão thái lời nói. Cố viện một chân này không nhẹ, giang kinh luân che lấy thân thể ngao ngao trực khiếu, cổng nam nhân khác cũng vô ý thức không lưng. Có người đưa ánh mắt chuyển hướng giang nghị, mắt lộ ra đồng tình một cái hung hãn mẹ vợ cũng coi như, không nghĩ tới nhìn xem kiều nhuyễn vị hôn thê cũng là lợi hại. Giang nghị ngày sau sinh hoạt nhất định sẽ muôn màu muôn vẻ. Cố vĩ vĩ cẩn thận giật giật cố viện ống tay áo, tại bên tai nàng nhẹ giọng hô, cô, dưỡng út còn ở đây. Nàng cô động tác mới vừa rồi xoái khí là xoái khí, nhưng ở dưỡng út mặt có phải là không tốt lắm. Vạn nhất nàng dưỡng út cảm thấy cô giả mang, cùng tiểu cô từ hôn làm sao bây giờ. Lý trí hấp lại, cố viện mặt xoát đỏ, nàng tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong váy hai tay có chút không biết để vào đâu cái kia cái kia nàng muốn nói chút gì giải thích xuống hành vi của mình giống chuyện vừa rồi nàng cũng là lần đầu tiên làm nàng bình thường không phải như vậy lại phát hiện mình làm sao đều nói không ra miệng cố viện nóng nảy đem mặt đều nghẹn đỏ đương nhiên cũng có thể là xấu hổ giang nghị gật đầu hắn nói chân đau sao lần sau lại có loại chuyện này ngươi không cần mình bên trên giao cho ta liền tốt hắn vừa rồi cũng là dự định xuất thủ, làm sao cố viện xong quá nhanh đến mức hắn bỏ lỡ cơ hội biểu hiện. Về phần cố phỉ phỉ lo lắng cái gì hình tượng vấn đề, gia nghị căn bản cũng không để ý. Nghe nói như thế, đám người im lặng liếc mắt, trong lòng tự nhủ, xong, gia nghị đời này xem như xong. Chương 207, vung Đường, mặn Chết Mắt được nhiều mù khả năng nói ra lời như vậy. Cố viện lại nội tâm buông lỏng, nàng đỏ mặt ngượng ngùng lắc đầu. Cố viện giải thích, ta bình thường không phải như vậy, chính là quá tức giận. Giang Nghị hạ xính lễ, cố viện liền trở về phòng, cố Xuân Vũ lại nhìn chầm chầm vào Tam Nha cùng Giang Kinh Luân đâu. Hai người này không đi ra cố gia thôn hắn cũng không yên tâm. Kết quả một chầm chầm liền cho chầm chầm xảy ra vấn đề, Giang Kinh Luân cùng Tam Nha nói những lời kia cố Xuân Vũ tất cả đều nghe được, sau đó chuyển cáo cho cố viện. Như thật có việc cũng liền thôi, vấn đề là đây đều là giả dối không có thật, cố viện có thế không tức giận. Tại hiện đại một nữ tử danh tiết bị hủy còn dễ dàng bị người nói đâu, chớ nói chi là yêu cầu càng nghiêm khắc cổ đại. Nàng đây nếu là còn có thể chịu, nàng chính là con rùa. Cố viện thật sao? Khẳng định không phải, cho nên nàng mới ra đến cho Tam Nha vang dội cái tác. May mắn, may mắn Giang Nghị không hề không vui, bằng không nàng thật không biết muốn như thế nào tiếp tục chút tình cảm này. Đúng vậy, cố viện không có ý định làm oan chính mình, tại biết rõ mình bị bêu xấu điều kiện tiên quyết, còn cảm thấy mình trả thù phương thức không đúng, dạng này người chú định cùng nàng cảm quan không hợp. Hai người nếu là cùng một chỗ, tương lai sợ cũng là lại bởi vì dạng này chuyện như vậy phát sinh cãi lộn. Giang Nghị vỗ nhẹ bờ vai của nàng, an ủi, ngươi đi về trước đi, chuyện này ta sẽ giải quyết, đừng để những thứ đồ dơ bẩn này bẩn ngươi mắt. Ô uế đồ vật, đầu heo mặt tam nha không người tôn Giang Kinh Luân. Giang Nghị có ý tứ gì, bọn hắn đều như vậy trộn lẫn, Giang Nghị còn muốn thế nào? quay đầu Giang Nghị liền cho hắn biết cái gì gọi là như thế nào. Khuyên đi cố viện, lại để cho cha hắn đem hỗ trợ thân thích hô về viện tử, Giang Nghị một tay sách lên Giang Kinh Luân, hắn mang theo Giang Kinh. Luân vừa đi vừa nói, viện viện nói đánh nữ nhân nam nhân không phải nam nhân tốt, cho nên, tam nha tạo nghiệp chỉ cần để ngươi giúp đỡ tiếp nhận. Ta nghĩ, lấy các ngươi hai quan hệ, ngươi hẳn là cũng sẽ không phản đối, đúng không? Đi ra một khoảng cách, Giang Nghị đem Giang Kinh Luân buông xuống, hai tay của hắn bắt lấy giang kinh luân cánh tay uốn éo giang kinh luân hét thảm một tiếng a à, giang nghị trực tiếp cho hắn đến cái phân cân thác cốt thủ giang kinh luân tay bị hắn mạnh mẽ tách ra xương cốt sai vị tam nha dọa đến run rẩy nàng nhịn đau nói giang nghị ngươi muốn làm gì bởi vì mặt sưng phù nguyên nhân ngắn ngủi mấy chữ quả thực là bị nàng nói thành giấu cá ngươi nghĩ đoạn sa mạc tam nha đối giang kinh luân đại khái là chân ái nhìn thấy giang kinh luân chịu khổ Minh biết mình không phải Giang Nghị đối thủ, còn quả thực là nhào tới. Nàng nhào gấp, kém chút nhào vào Giang Nghị trên thân. Giang Nghị dọa đến tranh thủ thời gian lui lại. Hắn một mặt nghĩ mà sợ, tức giận nói: Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là có vị hôn thê người, ta chỉ thích viện viện. Ngươi đừng nghĩ người giả bị đụng ta. Cái này Tam Nha không phải là muốn cùng hắn đến cái tiếp xúc gia thịt, tới cứu Giang Kinh Luân hay sao? Hừ, thể xác và tinh thần của hắn đều thuộc về viện viện ai cũng đừng nghĩ dùng xuống ba lạm biện pháp ỷ lại vào hắn. Giang nghĩ cái này vừa lui không sao, hắn còn gấp đem Giang Kinh Luân hướng phía trước nhất nhất, kết quả chính là tam nha cái này bổ một cái đặt ở Giang Kinh Luân trên thân. Hảo chết không chết, nàng tay còn đặt tại Giang Kinh Luân trước đó bị cố viện đạp địa phương. a à, Giang Kinh Luân lại là hét thảm một tiếng. Chỗ kia vốn là yếu ớt, trước đó bị cố viện đá, bây giờ lại bị tam nha hung hăng nén, Giang Kinh Luân kém chút đau ngất đi. Giang Kinh Luân tiếng kêu thảm thiết đem Giang Nghị giật nảy mình, tâm hắn nói cái này Tam Nha thật đúng là đủ không muốn mặc cùng lòng dạ ác độc, nếu không phải hắn né tránh, nói không chừng lần này liền đến trên người mình. Vậy hắn chẳng phải là bị làm bẩn rồi. Đang nghĩ ngợi, chợt nghe sau người truyền đến Cố Xuân Vũ thanh âm. Cố Xuân Vũ vừa chạy vừa hô, dựng út, dựng út, tiểu cô để ta nói cho ngươi, giáo huấn một chút là được, nhưng chớ gây ra án mạng. Vì loại đồ chơi này không đáng hắn chạy đến trước mặt cố ý nhìn giang kinh luân liếc mắt về sau dọa đến hắn tranh thủ thời gian dùng tay che mắt cố xuân vũ khoa trương nói tam nha ngươi là có bao nhiêu thiếu nam nhân a à? trước công chúng ngươi cùng giang kinh luân liền không thể chú ý điểm xong ta muốn đau mắt hộp giang kinh luân nộ khí dâng lên thành công bị tức đến ngất đi giang nghị sửa sang lại ống tay áo nói đi thôi ta trở về trong nhà cơm sắp làm tốt ngươi một hồi cho ngươi tiểu cô làm điểm đi qua hôm qua từ trên núi bắt chim cút, liền hai con, ta đều cho nàng hầm tốt. Chim cút đại bổ, viện viện vẫn là quá gầy, dưới chân cường độ cũng không được, được nhiều bồi bổ. Chim cút không tốt lắm bắt, Giang Nghị tìm kiếm nửa ngày mới hai, hắn ai cũng không cho, cũng chỉ cho cố viện một người. Cố Xuân Vũ thích nhất chính là giúp dưỡng út cho tiểu cô làm việc, hắn quét miệng cười nói, được rồi, ta bảo đảm một giọt đều không vung cho tiểu cô đưa đến. Giang Nghị hài lòng sờ sờ đầu của hắn, hôm nay làm rất tốt, Ngày sau nếu có không có mắt khi dễ ngươi tiểu cô, ngươi không cần đi nói cho nàng, một mực tới tìm ta. Nam nhân mà, nên bảo hộ nữ nhân của mình, nàng chỉ cần đi làm chính mình sự tình liền tốt. Cố viện chỉ cần vui vẻ sinh hoạt, cái khác phiền lòng sự tình có hắn đâu. Cố Xuân Vũ càng cao hứng, hắn dùng sức gật đầu, dựng út, cái kia gian kinh luân cùng ngươi không cách nào so sánh được, hắn hôm nay đến khẳng định là cố ý, hắn khẳng định là biết tiểu cô cô thích ngươi, không cam tâm, cố ý tới quấy rối để ngươi hiểu lầm tiểu cô cô dưỡng út ngươi nhưng không thể mắc lừa cố xuân vũ mở miệng một tiếng dưỡng út mở miệng ngậm miệng tiểu cô cô thích ngươi nói giang nghị gọi là một cái tâm hoa nổ phóng miệng hắn đều nhanh liệt đến lỗ tai đằng sau giang nghị lay động hạ đầu ngươi cùng ngươi tiểu cô cô nói ta còn có thế không tin nàng giang kinh luân cháu trai kia từ nhỏ tâm tư đố kỵ liền mạnh hắn đố kỵ ta nhập ngươi tiểu cô cô tâm tại bình thường chẳng qua cố xuân vũ cúi đầu cố gắng nín cười tâm hắn nói, ai nha mẹ của ta, đây thật là cái kia lãnh khốc cơ trí dũng mãnh thợ săn gian nghị, cũng quá dễ lừa, hẳn là ai giả mạo a à. Nói cái gì tiểu cô cô thích hắn, đều là cố xuân vũ bị chuyện, hắn tiểu cô cô nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua loại lời này. Mà gian nghị, hắn tương lai cô phụ thế mà tin tưởng. Khó trách hắn nương bí mật cùng hắn cha đánh cược nói tiểu cô tương lai nhất định sẽ qua ngày tốt lành đâu. Liền hắn dựng út cái này nói gì nghe nấy dạng, hắn cô chỉ đông không dám hướng tây thời gian có thế không thoải mái. Cố Xuân Vũ nhún nhảy một cái về cố gia, hắn trực tiếp tiến vào cố. Viện phòng ngủ. Đem sự tình vừa rồi sinh động như thật miêu tả một lần, cố Xuân Vũ hiến bảo giống như đem một bồn nhỏ chim cút canh bưng đến cố viện trước mặt. Tiểu cô, tiểu cô, ta dượng út nói, đây là cố ý làm cho ngươi, phần độc nhất nha. A chữ còn bị hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, chế nhạo ý vị mười phần. Cố viện mắt cỡ đỏ mặt đuổi theo hắn đánh, ngươi cái thối Xuân Vũ, cánh cứng trắng, lại dám chê cười ngươi tiểu cô, nhìn ta không xé nát miệng của ngươi. Phòng bên trong mấy cái cháu gái đều tại, cố xuân vũ ngay trước mặt mọi người nói kia lời nói, nên đón mọi người thiện ý cười vang. bị cháu gái nhóm trêu chọc, nàng làm sao lại không ngượng ngùng? cố xuân vũ cái này, họa đầu lĩnh cũng không phải bị nàng giáo huấn a. À. cố phỉ phỉ ngồi tại trên ghế cười, xuân vũ, ngươi xác thực nên đánh, đây chính là ta tiểu cô, ngươi sao có thể dễu cực tiểu cô cùng dưỡng út đâu? Cố viện dừng bước, nàng giơ lên đôi bàn tay trắng như phấn, cốt ngươi cái cố phỉ phỉ, ngươi chờ đó cho ta. Nói liền cào lên nàng ngứa tới. Chương 208, Hái Hạt Thông Đính hôn sau thời gian dường như cùng trước đó không có gì không giống, cố viện như cũ mỗi ngày đi theo mẹ nàng, cháu gái đi trong tiệm bận rộn. Giang nghị phần lớn thời gian là tại cố gia thôn đợi, hắn chưa quên chức trách của hắn. Ngẫu nhiên, hắn sẽ đánh chút con mồi cầm tới trên trấn thanh phong lâu bán, hoặc hướng cố viện tiệm cơm đưa một chút bây giờ cố viện tiệm cơm đã triệt để đi đến quỹ đạo trong tiệm ăn thịt cũng không còn nương tựa giang nghị đi trên núi đánh lão giang đầu cho cố viện mua cái sườn núi nhỏ cố viện đem nàng những cái kia gà vịt con thỏ toàn bộ chuyển đến trên sườn núi giao cho nàng đại ca toàn gia quản lý hậu viện chỗ cũ cũng bị nàng nuôi một hai chục đầu heo những cái này tăng thêm giang nghị ngẫu nhiên đưa tới con mồi cung ứng quán cơm nhỏ dư xài đã đính hôn Giang Nghị không cố kỵ nữa, mỗi lần đi trên trấn đưa thịt hắn đều lựa chọn sáng sớm. Từ Thanh Phong lâu ra tới, lại đến cố viện tiệm cơm, vừa vặn mở cửa. Không cần phân phó, Giang Nghị đều sẽ đi theo hỗ trợ làm việc, xào rau hắn không được, những cái này sống đều là cố viện, cố lão thái, cố hân hân tại làm. Lao bàn, quét rác hay là chặt thịt, loại này tương đối quá nặng, quá trường rà sống đều là hắn. Công tác chuẩn bị làm tốt về sau, thư viện tan học, hắn cũng sẽ đi theo mua cơm, mãi cho đến thư viện học sinh đều đi thu thập xong tiệm cơm sau khi ăn cơm xong sẽ cùng nhau về cố gia thôn đương nhiên cố lão thái các nàng đều rất có ánh mắt giang nghị đi thời điểm các nàng đều sẽ cố ý rời xa hắn tận lực cho hắn cùng cố viện một mình thời gian để hai người có thể bồi dưỡng tình cảm mỗi lần thấy được nàng nương cháu gái động tác cố viện luôn luôn khống chế không nổi đỏ bừng mặt liên đối lấy không dám nhìn tới giang nghị giang nghị lời nói như cũ không nhiều cho dù là hai người ngồi xổm ở cùng làm việc, hình tượng đều lộ ra ăn ý mười phần, rất là ấm áp. trở lại cố gia thôn, cố viện cũng không có nhàn rỗi, sáng sớm thời điểm nàng sẽ cùng theo gian nghị cùng nhau lên núi, hai người tại đại thanh sơn bên ngoài hái một chút rau dại, hai nhà cũng không thiếu ăn mặc, mỗi ngày thịt cá cũng dễ dàng chán dính, cố viện cách mỗi mấy ngày đều sẽ lên núi hái chút có thế ăn rau dại cải thiện khẩu vị. trong ngày mùa đông, nàng ngẫu nhiên cũng sẽ đi theo gian nghị lên núi đi săn vẫn như cũ là ở vòng ngoài không hướng bên trong đi giang nghị rất lợi hại luôn có thể phát hiện ẩn tàng con thỏ ổ a à, đau quá cố viện ngay tại đại thụ dưới đáy đào giả nấm bỗng nhiên không biết bị ai đầu vào một chút người kia trong tay đủ chuẩn trực tiếp nện vào đầu của nàng cố viện hai tay che lấy đầu đứng lên bốn phía nhìn cuối cùng tại nàng phải phía trước trên đại thụ nhìn thấy một cọng lông mượt mà cái đuôi cố viện đối giang nghị vẫy gọi giang đại ca ngươi mau nhìn đó là cái gì giang nghị ngay tại cố viện nghiêng phía sau cách đó không xa trên đất trống chỉnh lý chính mình cái gùi hôm nay vận khí không tệ hắn bắt sống ba con bồ câu hai con gà rừng nghe được cố viện tiếng la giang nghị đi qua cố viện chỉ vào chạc cây nói vừa rồi gốc cây kia trên có đồ vật nó còn trộn ta một chút giang nghị dương mắt nhìn lên có lẽ là nghe được động tĩnh. bây giờ cây bên trên trống trỗng cái gì cũng không có hắn suy nghĩ một chút nói có thể là trên núi nghịch ngợm hầu tử con sóc loại hình a cũng chỉ có bọn chúng thích cầm đồ vật đánh người. Cố viện con mắt lóe sáng tinh tinh, nàng không tự chủ vương tay ra kéo Giang Nghị ống tay áo, Giang đại ca, núi này bên trong còn có hầu tử cùng con sóc sao. Giang Nghị cúi đầu, không để lại dấu vết nhìn cố viện ngón tay liếc mắt, hắn trên mặt không chút biến sắc, trong lòng rất là cao hứng. Rốt cục, trải qua hắn không ngừng cố gắng rốt cục để viện viện đối với hắn càng ngày càng thân cận. Trước đó, như loại này thân mật động tác, cố viện xưa nay không làm lặng yên không một tiếng động hướng cố viện bên người di động hai bước, kéo vào khoảng cách giữa hai người, Giang Nghị mới nói, ừm, Đại Thanh Sơn quá rộng lớn, hắn lần này mang cố viện đến mặc dù đồng dạng là bên ngoài, cùng trước đó lại là phương hướng khác nhau. Cái phương hướng này, trong thôn có rất ít người trở về, tiểu động vật khá nhiều, cũng tương đối cơ linh. Giang Nghị không sợ, là bởi vì hắn tin tưởng bản lãnh của mình, cùng đi theo hắn cùng một chỗ tới mười mấy con chó săn. Đạt được Giang Nghị trả lời khẳng định, Cố viện hai mắt tỏa sáng, vậy cái này lân cận có hay không hạt thông hoặc là cây ăn quả? Không đều nói con sóc thích ăn hạt thông loại hoa quả khô, hầu tử thích ăn hoa quả A, như vừa rồi thật là loại này tiểu động vật, kia lân cận hẳn là có bọn chúng thích ăn đi. Hoặc là, bọn chúng vừa rồi chính là nghe được động tĩnh, cho nên mới sẽ cầm đồ vật nện nàng. Giang Nghị cẩn thận quan sát, sau đó đưa tay chỉ về đằng trước. Chúng ta trước hái nấm, một hồi đi cái hướng kia nhìn xem, nói không chừng sẽ có thu hoạch như hôm nay còn không quá lạnh, như trên núi thật sự có quả dại, nói không chừng bọn hắn còn có thế hái một điểm về nhà ăn. Cùng cố viện ở chung lâu như vậy, Giang Nghị biết rõ cố viện tính tình cùng hài tử, đối cái gì đều cảm thấy hứng thú, cũng thích ăn. Nếu có thể hái chút quả dại giữ lại cho nàng làm ăn vặt cũng không tệ. Giang Nghị đem chỉnh lý tốt lưng cái sọc lấy tới, sau đó ngồi sổn ở dưới cây cùng cố viện cùng một chỗ bận rộn. Lần này lên núi bọn hắn hết thảy mang ba cái cái gùi, trong đó một cái bị giang nghị dùng để thịnh phóng con mồi một cái bị cố viện lấy ra thả hái rau dại quả dại còn lại một cái giữ lại dự bị giang nghị trước ngực cùng phía sau lưng riêng phần mình treo một cái cái gùi còn lại một cái hắn còn muốn sách trên tay kết quả bị cố viện cự tuyệt cái gì đều để ngươi cầm một hồi vạn nhất đụng tới lợn rừng cái gì làm sao bây giờ cố viện cảm thấy trong núi giang nghị tay chính là dùng để săn thú trên người hắn treo đầy cái gùi làm sao đi săn trên thực tế Giang Nghị trước ngực lưng cái sọc, cố viện đều không nghĩ để hắn tổng, làm sao Giang Nghị không nghe, mà mình khí lực không có Giang Nghị lớn, không lay chuyển được hắn. Đi ướt chừng một khắc đồng hồ, hai người trước mắt xuất hiện hai viên cao lớn cây tùng. Thông qua hệ thống, cố viện biết đây là đỏ lỏng. Như loại này đỏ lỏng cao nhất có thể lấy dài đến hơn 40 mét, trước mắt nàng cái này hai khỏa hiển nhiên còn nhỏ, chỉ có mười mấy không đến 20 mét. Dù là như thế, cũng làm cho nàng cảm thấy cao vút trong mây, đứng tại gốc cây hạ cảm thấy mình phá lệ nhỏ bé. Cố viện giang hai cánh tay tựa vào thân cây, hai tay cũng không thể khép lại, có thể thấy được cây này không chỉ có cao còn to hơn. Giang nghị dở xuống cái gùi, hắn đem ngón tay đặt ở miệng bên trong huyết sáo, chó săn nhóm từ bốn phương tám hướng chạy như bay đến, giang nghị đưa thay sờ sờ chiêu tài nạp phút đầu chó, các ngươi lưu tại cái này bảo hộ viện viện. Viện viện, ta đi lên cho ngươi hái hạt thông. Cái này cây đủ thô to, phía trên mắt trần có thể thấy một đầy hạt thông chỉ là những cái này hạt thông vị trí đồng dạng không thấp cần leo đến trên cây khả năng hái đến cố viện có chút bận tâm có thể bị nguy hiểm hay không nếu không vẫn là thôi đi hạt thông bóng nhảy cũng không được khá lắm ăn nàng kỳ thật vẫn là thật thích ăn hạt thông nhưng cùng bụng chi dục so ra đương nhiên là an toàn trọng yếu nhất đang nói nàng có hệ thống thật thèm ăn còn có thể từ hệ thống mua hoàn toàn không cần thiết mạo hiểm đừng lo lắng ta liền hái thấp nhất những cái kia cái này nhưng cây tùng đủ cao, thấp nhất chi nhánh cũng chỉ có 5-6 mét nhất có khoảng cách. Điểm ấy cao độ đối Giang Nghị đến bảo hoàn toàn không thành vấn đề. Giang Nghị nói xong cũng xông lên, hắn bò nhiều nhanh, không đầy một lát liền leo đến cổ thứ nhất phân nhánh vị trí. Cố viện tại dưới đáy nhìn lo lắng không thôi, nàng cắn chặt môi sợ hãi ảnh hưởng Giang Nghị, không dám phát ra âm thanh. Cái này khỏa cây tùng năm tháng cũng không nhỏ, dưới đáy chạc cây đều tương đối tráng kiện, Giang Nghị cẩn thận dọc theo chạc cây đi lên phía trước, tiện tay lấy xuống quả thông, ném xuống đất. Chương 209, Tam Nha đến. Hái được không sai biệt lắm non nửa cái gùi, Giang Nghị mới từ trên cây xuống tới, cố viện gặp hắn cái trán thấm lấy mồ hôi, mau từ cái gùi bên trong lấy ra sạch sẽ khăn cho hắn xoa xoa. Giang Nghị đứng tại kia tùy ý nàng động tác, hắn mỉm cười hai mắt nhìn qua nàng, đem cố viện nhìn bắt đầu ngại ngùng. Cố viện xấu hổ dậm chân, tức giận nói, nhìn cái gì vậy, mình xác. Trong tay cầm mềm mại khăn tay, như là lôi kéo cố viện mềm mại không xương tay nhỏ giang nghị lung tung sát mấy lần liền nhét vào trong ngực tất kỹ hoàn toàn không có còn cho cố viện ý tứ cố viện nhìn xem hầu như đều là quá nửa lưng cái sọc nói thời điểm cũng không còn sớm chúng ta về đi hiện tại cái gùi là quá nửa chờ trên đường trở về lại hái chút gì cũng liền toàn mãn giang nghị không có không nên những cái này hạt thông ngươi ăn trước quay đầu chờ ăn xong ta lại đến cho ngươi hái hắn không nghĩ tới trên núi còn có hạt thông, chuẩn bị không đủ đầy đủ, chỉ dựa vào hắn dùng tay hái, còn có rất nhiều cá lọc lưới. Nhìn xem những cái này với không tới hạt thông, Giang Nghị có chút đáng tiếc. Tâm hắn nghĩ, qua hai ngày hắn lại lên núi một lần, cái đồ chơi này nhịn thả, làm sao cũng phải hái đủ cố viện ba bốn số không miệng. Không chỉ là hạt thông, còn có cái khác hoa quả khô cũng đều làm chút, viện viện thích ăn cái kia. Cố viện cúi đầu đi lên phía trước, ngươi không cần cố ý lên núi làm cái này, hôm nay hái liền đủ ta ăn thật lâu ngươi quên trừ cái này chúng ta còn có giả bồ đào đâu giả bồ đào bị cố viện đặt thù chiếu cố qua bây giờ trái cây vừa to vừa ngọt ăn cực kỳ ngon cố viện còn tính toán đợi đến sang năm mùa xuân tại nuôi gà vịt trên sườn núi trồng một chút đâu mẹ nàng còn làm một gốc cây lựu cây cây táo cắm trong sân năm nay đã bắt đầu kết quả cho nên thật không cần cố ý lên núi hái những thứ này giang nghị lắc đầu viện viện không hiểu cho nàng làm những chuyện này đều là cam tâm tình nguyện hắn cũng sẽ không cảm thấy phiền phức ngược lại cảm thấy rất hạnh phúc hai người một đường đi tới rất nhanh liền trở về nhà để cố viện nghi ngờ là lúc này nhà nàng thế mà đại môn đóng chặt mẹ nàng không ở nhà viện viện đại nương khả năng có chuyện gì ra ngoài nếu không ngươi tới trước bên này nghỉ ngơi một hồi viện viện gật đầu nàng lúc đi ra mẹ nàng ở nhà cho nên nàng cũng liền không mang chìa khóa dù sao giang nghị không phải người ngoài đi nhà hắn chờ lấy cũng tốt Hai người vừa mở cửa lớn ra, liền thấy lão Giang đầu đi ra ngoài, nhìn thấy Cố Viện, lão Giang đầu nói: "Viện Viện trở về a, à, vừa rồi ngươi tam ca tới đem mẹ ngươi hô đi." Ta mơ hồ nghe giống như đại ca ngươi nhà đã xảy ra chuyện gì sao, nếu không ngươi đi xem một chút." Hắn chính là nghe được động tĩnh suy đoán Cố Viện trở về, mới ra ngoài nói cho nàng những thứ này. Cố Viện biến sắc, nàng đem cái cùi dựa vào tường thất kỹ, nói: "Vậy ta đi xem một chút." Nàng cùng đại ca toàn gia quan hệ cũng không tệ, Đại ca xảy ra chuyện, trong nội tâm nàng cũng gấp. Giang Nghị cũng theo sát lấy buông xuống cái gùi, "Ta đưa ngươi đi, bây giờ sắc trời đã muộn, để Cố Viện một người đi qua hắn cũng không yên tâm." Giang Nghị nói, "Viện Viện ngươi cũng đừng quá lo lắng, Cố đại ca hơn 30 tuổi người, nhất định có thể chiếu cố tốt mình." Giang Nghị tính tình có chút lạnh, Cố gia đám người trừ Cố Viện, những người khác hắn cũng không phải là rất quan tâm. Tự như hắn nói, Cố lão đại hơn 30 tuổi nhanh 40 người, coi như thật xảy ra chuyện mình không thể giải quyết như chính hắn cũng không thể giải quyết cố viện cái này mười mấy tuổi tiểu cô nương đi thì có ích lợi gì chẳng qua là tăng thêm phiền não hắn là người ngoài cuộc khả năng như vậy tỉnh táo phân tích cố viện không được dù sáng suốt giang nghị nói đúng trong lòng nàng vẫn lo lắng vạn phần một đường chạy chậm đến đi trở về đi đến trong làng gặp phải người không đợi cố viện chào hỏi các nàng nhân tiện nói viện viện đến nhanh đi đại ca ngươi nhà đại ca ngươi nhà tam nha trở về các nàng những người này đều là muốn đi Cố lão đại nhà xem náo nhiệt. Người trong thôn đều là dạng này, ở nhà nhàn rỗi không chuyện gì, nhà ai có chút động tĩnh đều sẽ kết bạn đi qua nhìn náo nhiệt, xem như trà dư tử hậu đề tài câu chuyện. Đối với các nàng động tĩnh Cố viện lòng dạ biết rõ, nhưng lúc này nàng lại không thể chú ý nhiều như vậy. Lần trước Tam nha tới vẫn là nàng đính hôn thời điểm, lần kia Tam nha bị nàng cùng đại ca tuần tự đánh một trận, cuối cùng tức thì bị đại ca cho ném ra làng, tuyên bố một lần nữa đánh một lần lấy tam nha tính tình tất nhiên sẽ đối đại ca ghi hận trong lòng nàng đến chuẩn không có công việc tốt còn chưa đi đến nàng nhà đại ca cố viện liền gặp cửa nhà nàng đen nghiệp vì không ít người tại đại môn cách đó không xa còn ngừng lại một cổ hoa lệ xe ngựa cố viện đứng tại đám người đằng sau hô nhường một chút phiền phức các vị thúc bá thím đại nương ca ca chị dâu nhóm để cái nói để ta đi vào nói nàng không đợi đám người phản ứng đẩy ra đám người liền phải đi đến chen giang nghị sợ người khác chen đến nàng vương tay cánh tay giúp nàng cản trở đám người mạnh mẽ cho nàng thông qua một con đường tới tận cùng bên trong nhất đứng cố cường mẹ hắn nhìn thấy cố viện nàng ngữ khí chanh chua mà nói ai u là cố viện trở về viện viện a nhà các ngươi nhưng khó lường ra cái quan thái thái đâu chúng ta thế nhưng là người một nhà ngày sau phát đạt cũng đừng quên thím ta a cố viện mặt lạnh xuống thím cơm có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung nhà ta hân hân cùng vĩ vĩ đều còn không có đính hôn Ngươi đây là muốn xấu danh tiết của các nàng hay sao? Ta nghe nói trước đây ít năm cha ta cố ý đi đi tìm nhà ngươi, sao, lúc này mới mấy năm, liền quên rồi. Ngươi liền không sợ cha ta tối nay lại đi tìm ngươi cùng ta thúc. Cố cường mẹ hắn thật đúng là cùng đánh không chết tiểu cường đồng dạng, đến chết không đổi, mới an ổn mấy năm, lại nghĩ ra đến làm yêu. Nhất lên cố thiết chù y, cố cường nương co rúng lại một chút, nàng cường ngạnh nói, viện viện, đây cũng không phải là thím ta nói mò, nhìn thấy bên ngoài chiếc xe ngựa kia không có kia là sát vách thương hà trấn đình trường nhà ngươi tam nha gả cho thương hà trấn đình trường hôm nay đình trường cố ý mang theo tam nha về nhà ngoại đâu không tin ngươi hỏi đại gia hỏa tam nha chính miệng nói đại gia hỏa đều nghe thấy đón cố viện ánh mắt những người khác gật gật đầu ngô đại nương ánh mắt phức tạp nói cố viện a lúc này cố cường nương cũng không có nói mò là thật tam nha có thế gả cho đình trường đương nhiên là công việc tốt Ngô Đại Nương sở dĩ ánh mắt phức tạp, là bởi vì kia đình trường niên kỹ so cố lão đại còn lớn 2 tuổi, là cái nhanh 40 tuổi lão già họng hẹm. Mà lại Ngô Đại Nương còn biết kia thương hà trấn đình trường là có nàng dâu, nghe nói thương hà trấn đình trường thê tử là phủ thành một vị nào đó quan lại nhân gia tiểu thư. Thương Hà Trấn Đình Trường có hôm nay toàn bộ đều là hắn phu nhân công lao, hắn là tuyệt đối không có khả năng bỏ vợ khác cưới. Như thế, Tam Nha cái gọi là gã khả năng rất lớn chính là cho Thương Hà Trấn Đình Trường làm thiếp làm thiếp nhìn xem Quang vinh cũng liền cố cường nương dạng này sẽ chua vài câu ao ước giống ngô đại nương dạng này ngay thẳng người đều mười phần kinh thường cảm thấy mất mặt xảo chính là ngô đại nương biết đến sự tình cố viện cũng biết lúc trước triệu gia cùng với nàng đại tẩu kia ra nháo kịch cố viện cố ý cùng với nàng chị dâu nghe qua cái này đình trường biết hắn rất nhiều chuyện nàng đối cái này đình trường không có hảo cảm tam nha cũng không phải cái thứ tốt hai người bọn họ tụ cùng một chỗ sợ là muốn cấu kết với nhau làm việc xấu, Thương Hà Trấn sợ là phải xui xẻo. Có điều, để nàng nghi ngờ là Tam Nha không phải thích Giang Kinh Luân a. Nàng một mực đi theo Giang Kinh Luân cái mông phía sau chuyển, liền thanh danh đều không cần. Bây giờ vì sao lại gả Thương Hà Trấn Đình Trường? Chương 210, Cố viện chiến Tam Nha. Khi Thương Hà Trấn Đình Trường nhìn xem cũng không giống là loại lương thiện, vậy mà cũng nguyện ý đỉnh đầu một mảnh lục. Mang theo đủ loại nghi hoặc cố viện dậm chân tiến vào cố lão đại nhà. Đẩy cửa ra, liền gặp Thương Hà Trấn Đình Trường cùng Tam Nha ngồi ngay ngắn ở phòng bên trong, hai người một mặt cao cao tại thượng. Mà mẹ nàng, nàng mấy cái ca tẩu cháu gái toàn bộ đều phân tán đứng thành hai hàng. Tràng diện kia, để cố viện nhớ tới tại trên tivi nhìn thấy hoàng đế vào triều. Thảm nhất chính là nàng đại tẩu, lúc này, nàng đại tẩu chính quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy cố viện, Tam Nha mắt mang theo hận ý, nghiến răng nghiến lợi nói, nha, nhìn một cái ai đến đây không phải ta vị kia thật nhỏ cô a nha tương lai dưỡng út cũng tới làm gì lúc này không trang bắt đầu dính nhau cùng một chỗ muốn nói tam nha người hận nhất không phải cố viện không ai có thể hơn trừ cố viện đánh qua nàng bên ngoài còn nữa cũng là bởi vì đố kỵ không sai chính là đố kỵ đố kỵ cố viện có cái yêu thương nàng nương đố kỵ cố viện có thể được đến gian nghị yêu cùng giữ gìn càng đố kỵ rõ ràng đều từ hôn Giang Kinh Luân còn đọc nàng. Đố kỵ đến, nàng muốn hủy cố viện, muốn để cố viện quỳ gối nàng dưới lòng bàn chân. Cố viện cho nàng một cái liếc mắt, cười lạnh nói, chúng ta là đi qua lễ, hợp pháp vị hôn phu thê. Xem ra chuyện cũ kể không phải không có lý, chính ngươi dơ bẩn, xem ai đều cùng ngươi, như cái con rệp. Còn có, ai là ngươi tiểu cô, mặc dù chúng ta chỉ là dân chúng thấp cổ bé họng, thế nhưng không phải cái gì bẩn thúi đều có tư cách gọi ta một tiếng tiểu cô. Nói xong, nàng cường thế muốn kéo tần thị lên đại tẩu lên nàng tính là thứ gì không phải quan không phải dài cũng xứng để ngươi quỳ mặc dù đây là cổ đại có quỳ xuống tập tục thế nhưng không phải ai đều có tư cách để người khác quỳ xuống không nói trước các nàng cái này thuộc về thanh sơn trấn không về thương hà quảng coi như quỳ tam nha làm đình trường tiểu thiếp cũng không có tư cách để các nàng quỳ xuống tần thị đối nàng lắc đầu nàng đưa tay vuốt cố viện bàn tay nhỏ giọng nói viện viện đừng làm rộn Tần thị không nghĩ tới cố viện đi lên liền cùng Tam Nha đòn khiên bên trên, dưới cái nhìn của nàng bây giờ Tam Nha xưa đâu bằng nay, nàng là thương hà trấn đình trường người. Đình trường có lẽ ở phía trên đại nhân vật trước mặt không tính là gì, nhưng tiểu lão bách tính vẫn là rất e ngại. Cố viện không là cái thứ nhất kéo nàng lên, vừa rồi nàng bà bà, nam nhân đều từng có đến, là chính nàng kiên trì. Bởi vì nàng rõ ràng Tam Nha lần này chính là tới gây chuyện, nàng hy vọng mình thuận theo chút, để Tam Nha xả giận, không muốn làm khó cố gia những người khác tam nha trong lòng vô cùng tức giận nàng liền không rõ bây giờ thân phận của mình đã biến vì sao cố viện còn có thế như thế kiên cường không chỉ là cố viện còn có cái kia mụ già đáng chết cũng giống như thế nàng dắt thương hà trấn đình trường ống tay áo lay động nói lão gia ngài nhìn nàng tục ngữ nói đánh chó còn nhìn chủ nhân đâu nàng chướng mắt ta không quan hệ ngài thế nhưng là một đình chi trưởng nàng làm sao có thể đối với ngài bất kính đâu nàng thanh âm ra vẻ kiều mị, để người toàn thân thẳng nổi da gà. Đình trường hoàng hồn, hắn cũng không có như Tam Nha tưởng tượng như vậy răng dậy cố viện, mà là vuốt lấy chồng râu của mình, nói, không sao, mỹ nhân nha, chính là hẳn là có chút ưu đãi. Bản đình trường là không ngại. Nói xong còn hướng về phía cố viện mập mờ cười bị ổi lên. Cái này thương hà trấn đình trường chẳng những là cái lòng tham không đáy chi đồ, vẫn là cái háo sắc sắc bên trong quỷ đói. Tam Nha tướng mạo chỉ có thể coi là thanh tú, hắn cũng chính là vừa chiếm được cảm thấy mới mẻ lúc này mới nguyện ý bồi tiếp tam nha tới một chuyến bởi vì tam nha nói cái này cố gia tương đương có tiền chẳng qua là đi một lần đã có thể được mỹ nhân niềm vui còn có thế bổ khuyết hầu bao cớ sao mà không làm hắn thực sự không nghĩ tới cố gia còn có như thế duyên dáng xinh đẹp tiểu cô nương dù là tự xưng là nhìn quen mỹ nhân đình trường đều bị mê chặt giang nghị ngăn tại thương hà trấn đình trường trước mặt thanh âm băng lãnh mắt chó không nghĩ muốn ta không ngại thành toàn ngươi. Viện viện là vị hôn thê của hắn, là hắn yêu nữ nhân, lão già này lại dám sắc mị mị đi xem viện viện, làm thật là đáng chết. Đình trường còn chưa nói chuyện, tam nha bén nhọn nói, Giang Nghị, ngươi thật to gan, ngươi biết trước mắt là ai chăng, ngươi thế mà dám nói thế với. Ngươi có tin ta hay không trị ngươi cái bất kính chi tội. Cố viện cười, tam nha, ngươi ít cầm lấy lông gà làm lệnh tiễn, đình trường nói thật dễ nghe là quan, thế nhưng ngay tại mình một mẫu ba phần đất lại dùng hắn là thương hà trấn đình trường, cũng không phải ta thanh sơn trấn. Muốn đùa nghịch uy phong đi các ngươi thương hà, tại núi xanh còn chưa tới phi ngươi. Cố viện những năm này cũng không phải bạch đợi, nàng lúc không có chuyện gì làm liền lật xem đại hạ pháp luật điều khoản. Qua nhiều năm như thế, đã sớm đối nó bên trong khuôn sáo rõ rõ ràng ràng. Tam Nha lấy thương hà đình trường uy hiếp các nàng, chỉ có thể nói tìm nhầm người. Còn trị nàng cái bất kính chi tội, chỉ cần hắn hôm nay dám ngày mai nàng liền có thể làm cho đối phương chạy trở về nhà có phủ nha bảo hộ nàng đã sớm nghe tôn học tử nói lần trước lên chức thất bại bây giờ huyện lệnh chính mài đao xoèn xoẹt chuẩn bị cầm giống thương hà đình trường dạng này người khai đao đâu thương hà đình trường dám lấy quyền mưu tư đây không phải vừa vạn đâm vào trên vết đao bị người như thế không nể mặt mũi thương hà đình trường trên mặt nụ cười nháy mắt biến mất hắn nói thú vị thú vị không nghĩ tới tại thanh sơn trấn cái này thâm sơn cùng cốc còn có thế có xinh đẹp như vậy tính cách mạnh mẽ tiểu mỹ nhân. Tiểu mỹ nhân ngươi nói đúng, bản đình trường xác thực không xen vào ngươi thanh sơn trấn. Nghe nói ngươi tại trên trấn còn mở quán cơm, ngươi tin hay không chỉ cần bản đình trường vung cánh tay hô lên, ta cam đoan tiệm cơm của ngươi không tiếp tục mở được. Không xen vào thanh sơn trấn lại như thế nào, hắn thương hà có là người, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, còn nhiều vì hắn làm việc người. Cố vĩ vĩ cười lạnh, có bản lĩnh ngươi liền đi a, à, chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, chúng ta tiệm cơm thế nhưng là có tôn gia nhập cổ phần tôn gia biết đi chính là huyện chủ bộ nhà công tử a à, còn có chúng ta đình trường đệ đệ cũng là khách quen ngươi dám phái người đi quấy rối liền thử xem nàng đã sớm nhịn đủ tam nha này tấm thối đức hạnh vừa rồi nếu không phải mẹ nàng gắt gao lôi kéo nàng khẳng định đi lên thật tốt giáo huấn tam nha dừng lại bây giờ cái này hai không biết xấu hổ còn dám đánh nàng tiệm cơm chủ ý đây là cố vĩ vĩ không thể nhịn cùng cố hân hân không giống cố phỉ phỉ là đem cái này tiệm cơm xem như sự nghiệp của mình tới làm nàng đối tiệm cơm trút xuống rất nhiều tình cảm cái này người há miệng liền lấy tiệm cơm nói sự tình cố phỉ phỉ nhịn được mới là lạ tôn học tử tuy nói cũng không phải là trong miệng nàng nói chi như vậy nhập cổ nhưng hắn thường đến cùng người cố gia đều quen thuộc cố phỉ phỉ tin tưởng coi như cái này chó má đình trường thật đến hỏi tôn học tử cũng sẽ đứng tại nàng bên này tôn học tử cũng không vẹn vẹn ở quán cơm ăn cơm có đôi khi về nhà sẽ còn từ các nàng chỗ ấy mua dùng một vài thứ. Ví dụ như trên núi quẩn nấm, nhà nàng loại dưa leo đậu giác. Chỉ cần hắn coi trọng, cái gì đều muốn cầm một. Điểm. Dám đi nàng tiệm cơm gây sự, không nói các nàng, sợ là tôn học tử cái thứ nhất liền không đáp ứng. Thương Hà Đình Trường lợi hại, có thể lợi hại qua huyện chủ bộ. Đình Trường quay đầu đi xem Tam Nha, cố viện tại trên trấn có sản nghiệp sự tình là nàng nói, nhưng nàng cũng không có nói phần này sản nghiệp phía sau có nhiều người như vậy. Ngụy gia hắn có lẽ cũng không thèm để ý, tôn gia không thể được. Huyện chủ bộ bà nương cũng không dễ chọc, mà nàng quan tâm nhất chính là đứa con trai này. Phát giác được đình trường ánh mắt, cố viện miễn cười nói, làm sao? Nguyên lai đình trường ngài không biết a? À? Ai, nguyên bản ta là không muốn nói, ai bảo ta quá thiện lương nữa nha. Ta là thật không đành lòng nhìn ngài bị người lừa gạt a. À? Chương 211, Tần Thị có thai. Ngài vị này mới cưới phu nhân, cùng một cái gọi Giang Kinh Luân. Cố viện lời còn chưa nói hết liền bị cố lão thái đánh gãy. Viện viện, nàng biết nữ nhi muốn nói cái gì, nhưng nữ nhi vẫn là cái chưa xuất các hoàng hoa khuê nữ. Lời này từ nàng nói ra không thích hợp. Cái này nếu là truyền đi, sẽ ảnh hưởng nàng thanh danh. Giang Kinh Luân, đây không phải ngươi cái kia anh rể a? À? Thương Hà Đình Trường nhíu mày hỏi. Tam Nha chính là Giang Kinh Luân hiến cho hắn. Còn nhớ rõ trước đó Cố Liễu nói nghĩ biện pháp để Giang Kinh Luân đi học tiếp tục sự tình, nàng nói biện pháp chính là đi tìm Thương Hà Đình Trường. Thương Hà cùng Thanh Sơn Trấn không giống, Thương Hà Đình Trường chỉ nhận tiền, chỉ cần có tiền, liền có thể đi Thương Hà thư viện đọc sách. Về phần nói tương lai khoa cử có thể hay không bị điều tra ra, cùng hắn có quan hệ gì? Thương Hà Đình Trường hoàn toàn không quan tâm. Cũng là một lần ngẫu nhiên, Thương Hà Đình Trường gặp phải Tam Nha, bị nàng điêu hoa bộ dáng hấp dẫn, cảm thấy nàng có ý tứ. Liền lắm miệng hỏi một câu. Hắn không nghĩ tới Giang Kinh Luân như vậy biết điều, cũng không lâu lắm liền đem người đưa tới cho hắn. Thế là Tam Nha liền thành hắn mới cưới 28 phòng tiểu thiết. Tiền thị bỗng nhiên nói, Giang Kinh Luân đúng là Tam Nha anh rể không giả, đồng thời cũng là nàng nhân tình. Đình trường ngài nếu không tin đại khái có thể đi hỏi một chút, chúng ta cố gia thôn người đều biết. Nhớ ngày đó, Giang Kinh Luân cha mẹ qua đời, Tam Nha còn cho đốt giấy để tan, đưa tiễn đâu hai người bọn hắn cũng thường xuyên cùng vào cùng ra, sau cùng cố liễu đều thân mật. Tiền thị nhưng thật ra là cái rất nữ nhân thông minh, tam nha chuyện này dù sao khó nghe, trong nhà chưa thành hôn tiểu cô nương khẳng định không thể nói, nàng đại tẩu thân phận xấu hổ cũng không được, tam đệ muội là cái chất phát sợ là cũng nói không rõ ràng. Loại chuyện này chỉ có nàng đứng ra nói cho thương hà đình trường thích hợp nhất. Tiền thị mặc dù bị cố lão nhị thu thập dừng lại trung thực không ít, cái kia cũng muốn nhìn đối chuyện gì. Tam nha cái này rõ ràng là xâm hại cố gia chỉnh thể lợi ích, nàng không có khả năng lại tiếp tục làm câm biết. Tam nha bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, "Ngươi, ngươi nói bậy." "Lão, lão gia, ngài cũng đừng nghe nàng." "Ngài là biết đến, ta, ta lần thứ nhất thế nhưng là cho ngài đâu." Thương Hà Đình trường có 28 phòng tiểu thiếp, đến bây giờ còn sống trừ nàng còn có 10 người, còn lại 17 cái toàn bộ đều chết rồi. Ở trong đó bị Đình trường phu nhân chơi chết chiếm đại đa số còn có một phần là gây đình trường bị hắn cho xử trí cũng là vừa vặn tam nha vào cửa ngày thứ ba đình trường liền phát hiện hắn trước kia một cái tiểu thiếp thế mà cùng trong nhà người hầu cấu kết sáng loáng một đỉnh nón xanh đội ở trên đầu thương hà đình trường sao có thể nhịn tam nha tận mắt nhìn thấy đình trường là thế nào thu thập cái kia tiểu thiếp kia tiểu thiếp thế nhưng là cho hắn sinh một trai một gái đều cực kỳ được sủng ái đình trường nói dết liền dết huống chi là nàng tiền thị biểu môi nhỏ giọng nói cái này có cái gì khả năng gian kinh luôn món đồ kia tương đối ngắn không có đâm thủng ngươi đây ngươi như thế tao các ngươi cô nam quả nữ ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy muốn nói không có phát sinh chút gì ai mà tin a à? tam nha tái nhật nghiêm mặt quỳ trên mặt đất nàng ôm lấy đình trường chân lão gia lão gia ta là oan uổng nàng cố ý hại ta ngài phải tin tưởng ta a à? đình trường hừ lạnh một tiếng hắn đá văng ra tam nha đứng lên cả giận nói hồi phủ đi đến cố viện bên người thời điểm hắn lại dừng bước hắn nhìn cố viện liếc mắt thầm nghĩ đáng tiếc đáng tiếc xinh đẹp như vậy người thế mà đã đính hôn đối tượng vẫn là cái thô bỉ thợ săn cố viện hai người là từ trên núi trực tiếp tới cố lão đại nhà hắn một thân trang phục còn không có đổi thương hà đình trường liếc mắt liền nhìn ra hắn là cái thợ săn đình trường tự cho mình cao quý nhất là xem thường những cái này nông hộ thợ săn dù là giang nghị tướng mạo tuấn mỹ như cũ như thế cố gia đám người nhẹ nhàng thở ra nhìn đình trường biểu lộ liền biết Tam Nha trở về khẳng định sẽ rất thảm, nhưng không ai đồng tình nàng. Ai bảo Tam Nha lần lượt đụng vào cố gia ranh giới cuối cùng đâu, bây giờ không nói cố viện bọn người, chính là cố lão đại cái này cha ruột, cũng đã sớm coi như không có nữ nhi này. Tam Nha bọn người vừa đi, cố lão đại liền mau đem tần thị kéo lên, hắn nói, "Ủy khuất ngươi. Tam Nha tiến đến liền bắt đầu làm khó dễ bọn hắn, cố viện không đến trước đó đứng mũi chịu sào chính là tần thị kiên kỵ đối phương là đình trường nữ nhân, bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình không dám phản kháng, cho nên tần thị thụ không ít vĩ khuất. Tần thị hướng về phía hắn lắc đầu, ta không sao, đây đều là ta cam tâm tình nguyện làm. Nàng nói rõ là đến báo thù nhà ta, nếu ta không đứng ra, mọi người khẳng định đều sẽ nhận nàng làm khó dễ. Có thể gả cho cố lão đại, tần thị cảm thấy rất hạnh phúc, cũng rất cảm ơn. Mặc dù cố lão đại cái này đi nữ nhi cách đoạn thời gian nắm chặt trở về quấy rối, nhưng so với ban đầu ở triệu gia sinh hoạt đã rất tốt tần thị cũng biết như mình một mực cùng tam gia đối nghịch mặc dù vui sướng xuất khí nàng trong lòng nam nhân chưa chắc sẽ dễ chịu chỉ có hắn nhìn thấy ủy khuất của mình nhìn thấy mình vì cái này nhà trả giá hắn mới có thể cảm động mới có thể đối nàng càng tốt hơn mặc dù hành vi có chút hèn hạ nhưng tần thị cũng không hối hận nàng thích hiện tại cái nhà này muốn một mực như thế qua xuống dưới cũng may hiện tại tất cả đều vui vẻ nghĩ tới đây tần thị triệt để nhẹ nhàng thở ra ngay sau đó nàng liền hôn mê bất tỉnh đại tẩu cố viện kinh hô một tiếng cố lão thái cũng bị hổ không nhẹ nàng nói hân hân ngươi cùng xuân vũ hai ngươi đi đem giả đại phu mời đến đẩy xe bò đi tốc độ phải nhanh lão đại ngươi đem người ôm trên giường đi những người khác tán nên làm gì làm cái đó đi đừng đều chày ở đây thế là cố lão nhị cùng cố lão tam rời đi tiền thị cùng lý thị lưu lại. Còn có cố viện cùng Giang Nghị, hai người bọn hắn cũng đều lưu lại. Cố viện cắn răng nói, đáng chết Tam Nha, nếu là đại tẩu có cái chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua nàng. Giang Nghị gật đầu, đâu chỉ Tam Nha, còn có cái kia chó má đình trường, lại dám dùng ánh mắt như vậy nhìn viện viện, hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn. Viện viện là của hắn, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Nghĩ tới đây, Giang Nghị trong mắt lóe lên một tia tinh hồng, trên thân sát khí nhiều lần hiện giả đại phu rất nhanh liền đến, bắt mạch về sau, hắn nói, chỉ là thụ một chút kinh hải, không có gì đáng ngại. Ngươi để nàng trên giường tỉnh dưỡng hai người liền thành, thuốc dưỡng thai đều không cần ăn. Thuốc dưỡng thai. Cố lão thái kinh nghi lên tiếng. Giả đại phu gật đầu, ừm, vị này nương tử có thai, làm sao các ngươi không biết. Thấy mọi người lắc đầu, hắn không đồng ý nói, cái này không sai biệt lắm có ba tháng, các ngươi cũng quá không sợ hãi nhìn phụ nhân này dáng vẻ cũng không phải đầu thai làm sao có thể như thế đâu cố lão thái nói đại phu nói đúng lắm chuyện này trách chúng ta trách chúng ta đại phu thân thể nàng thật không có việc gì a à? có muốn ăn chút gì hay không thuốc bổ cái gì đây không phải lão thái thái ngóng trong tầng thị xảy ra chuyện chủ yếu là tầng thị niên kỹ cũng không nhỏ nàng trước đó sinh con liền bệnh căng không dứt lão thái thái lo lắng nàng cái này một thai không tốt nuôi giả đại phu nói thuốc bổ liền không cần là thuốc ba phần độc. Có điều kiện, cho thêm nàng ăn chút trứng gà, thịt bồi bổ là được, chẳng qua cũng phải chú ý đừng bổ quá mức. Bổ quá mức dễ dàng dẫn đến thai nhi qua lớn, thai nhi quá lớn cũng không tốt sinh. Hắn gặp qua không ít người ta vì mập mạp cháu trai, dùng lực để con dâu bồi bổ. Kết quả những người này 89 phần 10 cũng khó khăn sinh, có thậm chí vì thế mất mạng. Chương 212, Tần Thị khúc mắt. Tần Thị có thai, Đối tần gia cùng cố gia đến nói đều là tin tức tốt, cố lão đại đều nhanh 40 người, còn có thế có hài tử có thế không vui vẻ a à. Hắn hiện tại hận không thể mỗi ngày nhìn chầm chầm tần thị bụng, chờ đợi nàng ngày thứ hai là có thể đem hài tử cho sinh ra. Cố lão đại như vậy, để tần thị áp lực rất lớn, nàng rất sợ mình bụng không cố gắng sinh cái nữ nhi ra tới. Cố lão đại niên kỹ không nhỏ, nàng cũng không trẻ tuổi, như cái này một thai không thể sinh nhi tử, ai biết nàng ngày sau còn có thể hay không thoải mái nếu không thể cố lão đại đời này không phải tuyệt hậu tần thị không khỏi nghĩ đến ban đầu ở triệu gia triệu gia biết được nàng sinh khuê nữ tràn cảnh nghĩ đến nhiều nàng ăn không ngon ngủ không ngon không có mấy ngày liền bệnh tật biết được việc này cố lão thái thở dài một tiếng nàng vỗ vỗ trên thân cũng không tồn tại thổ đối cố viện nói ra ta đi đại ca ngươi nhà nhìn một cái một hồi liền trở về ngươi nếu là mệt mỏi đóng cửa phòng tự đi ngủ không cần phải để ý đến ta Cố viện nghe nói việc này, lúc này đứng lên, mẹ, ta đi chung với ngươi xem một chút đi, vừa vặn, nhà ta còn có chút dê rừng. Sữa, ta cho đại tẩu đưa đi. Cố viện biết rõ uống sữa tươi chỗ tốt, cố gia thôn không có nuôi bò sữa, dê rừng ngược lại là có mấy nhà. Lão giang đầu cho nàng cái ngọn núi nhỏ về sau, cố viện liền mua mấy đầu dê rừng nuôi dưỡng ở nơi đó. Cái này mấy cái dê rừng cũng không chịu thua kém, mỗi ngày sinh ra sữa dê có thế cung cấp nuôi dưỡng 6-7 người uống cố viện mỗi ngày sớm tối chen hai hồi sữa buổi tối hôm nay lúc này còn không có động cố viện tay nghề tốt nàng nấu ra tới sữa dê không có mùi vị tất cả mọi người thích uống từ khi tần thị tuôn ra có thai cố viện mỗi ngày đều sẽ đơn độc cho nàng chừa lại đến một phần hoặc là nàng đại ca tự mình đến lấy hoặc là để cố hân hân tiện thể về nhà hôm nay nàng còn không có đưa cố lão thái nói đại ca ngươi không phải nói ngươi đại tẩu gần đây không thấy ngon miệng a à, nàng có thể uống phải hạ dây rừng sữa thứ này chợt nghe xong sẽ cảm thấy có cổ tử mùi vị, tần thị là phụ nữ mang thai, đối cái này khẳng định rất mẫn cảm, chưa chắc sẽ thích. Cố viện, ta lấy trước đi qua đi, đại tẩu không thích liền cho tân sinh cùng Xuân Vũ uống. Cố hân hân cùng cố vĩ vĩ phần lớn thời gian đều là đi cùng với nàng, hai người này là uống dê rừng sữa nhiều nhất, tiếp theo chính là Nam Phong. Ngược lại là tân sinh cùng Xuân Vũ cái này hai tiểu nhân, uống ít nhất. Hai người đến cố lão đại nhà thời điểm, vừa vặn tần thị nương cũng tại hai nhà khoảng cách gần kể từ khi biết nữ nhi mang thai tần mẫu thường thường đều tới xem một chút bà thông gia đến cố lão thái chào hỏi nàng hướng phòng bên trong nhìn thoáng qua nói tần thị thế nào vẫn là ăn không vô lão đại ngươi liền không hỏi một chút nàng thích ăn cái gì lúc này cũng không thể tiết kiệm nàng muốn ăn cái gì liền cho nàng làm cố lão đại một mặt sầu khổ mẹ ta hỏi qua nàng nói không thấy ngon miệng tần thị mang chính là con của hắn bây giờ tần thị ăn không ngon, cố lão đại so với ai khác đều gấp. Cố lão thái nói, ta vào xem. Cố viện đem trong tay thùng đưa cho cố lão đại, đại ca, đây là ta tối nay hiện chen sữa dê, ngươi giữ lại, cho đại tẩu uống. Nói xong nàng cũng đi theo vào phòng. Phòng bên trong, tần thị sắc mặt vàng như nến nằm nghiêng ở trên giường, nhìn thấy cố lão thái các nàng tiến đến, thế mà còn nghĩ tới tới. Cố lão thái vội vàng nói, được rồi, đều là người một nhà, ngươi không thoải mái nằm là được làm nga a à, ngươi đừng trách ta dông dài ngươi nếu là có cái gì ý nghĩ nói ngay có cái gì muốn ăn có ý kiến gì đều nói cho lão đại hắn nếu là không nghe ngươi ngươi để tân sinh đi tìm ta ta thu thập hắn chỉ một điểm ta nhưng không thể cầm thân thể của mình bực bội coi như ngươi không quan tâm mình trong bụng hài tử đâu ngươi cũng không quan tâm rồi nàng không nói hài tử còn tốt nói lên hài tử tần thị liền nghĩ rơi lệ tần mẫu trong lòng biết nhà mình nữ nhi khúc mắt nàng trước đó cũng khuyên qua đáng tiếc vô dụng nếu không phải nữ nhi chui ngõ cục không ra nàng cũng không đến nỗi thỉnh thoảng liền đến cố gia một cái mẹ vợ mỗi ngày hướng con rể nhà chạy không biết còn tưởng rằng cố gia làm sao nàng khuê nữ đây tần thị nghẹn ngào mẹ ta biết ta ta chính là ăn không vô chỉ cần vừa nghĩ tới mình cái này thai rất có thể sinh vẫn là khuê nữ nàng liền khó chịu cố lão thái thở dài thấy tần thị vẫn là như thế, nàng dứt khoát làm rõ nói, ngươi có phải hay không lo lắng trong bụng là khuê nữ, lo lắng lão đại thất vọng. Bị nói trúng tâm sự, tần thị hai tay run rẩy, nàng thậm chí không dám nhìn tới cố lão thái, sợ đối mặt chính là cố lão thái chỉ trích. Cố lão thái giống như là không thấy được, tiếp tục nói, sinh nhi sinh nữ đều là mệnh, lão đại như trong số mệnh chú định không con, ngươi lo lắng thì có ích lợi gì. Lại nói, khuê nữ làm sao? Ngươi nhìn xem muội muội ngươi, nhiều hiếu thuận nàng ba người ca ca cộng lại cũng không sánh nổi muốn ta nói sinh nhi tử vô dụng vẫn là sinh nữ nhi có phúc khí sinh nhi tử ngươi phải cho hắn làm trâu làm ngựa tay phân tay nước tiểu nuôi lớn lập nhà cưới vợ xong còn phải cho hắn nhìn hài tử ngươi cuối cùng đạt được chính là cái gì hơi không như ý nhi tử liền sẽ oán trách nữ nhi liền không giống xa không nói liền nói nhà ta ngươi nhìn hân hân cùng phỉ phỉ cố hân hân cùng cố phỉ phỉ tiền kiếm được đều là mình thu hai hài tử cũng là hiếu thuận thường xuyên cho nhà mua thêm đồ vật cuối năm thời điểm còn cho đại nhân kéo vải may xiêm y nữ nhi tốt bao nhiêu a à, ngoan ngoãn xảo xảo ngươi a à, nên ăn một chút nên uống một chút đem thân thể dưỡng tốt thuận lợi đem hài tử sinh ra tới sau cái gì đều mạnh như lão đại bởi vì ngươi sinh khuê nữ làm ầm ĩ ta cái thứ nhất không buông tha hắn lão thái thái lời này để tầng mẫu cao hứng kém chút rơi lệ Lời nói này nàng đã sớm muốn nói, chỉ là nữ nhi nghe không vào. Cố lão thái khác biệt, nàng là bà bà, có đôi khi bà bà một câu, sao mẹ ruột nói toạc miệng đều có tác dụng. Cố viện lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai nàng đại tẩu là bởi vì cái này. Nàng ở trong lòng hỏi hệ thống, ngươi có thể nhìn ra ta đại tẩu mang là cái gì sao? Hệ thống vung ra liên tiếp đồ vật cho nàng, những vật này bất luận lấy ra kia đồng dạng đều có thể giám định ra tần thị trong bụng thai nhi, Tỷ lệ chuẩn xác cao tới 99, 99. Cố viện quả quyết mua xuống, nàng để hệ thống trợ giúp cho tần thị quét hình một phen, cho ra kết luận thế mà là. Mang thai 15 tuần, song thai, giới tính nam. Hai nam hài nhi. Hệ thống ngươi xác định. Cái này nếu là thật, nàng đại ca đại tẩu còn không phải cao hứng chết. Xin đừng nên hoài nghi bản hệ thống phẩm hạnh. Cố viện vậy mà từ đó nghe được một chút xíu nghiêm túc ngữ khí. Thật là được, nghĩ tới đây nàng nói đại tẩu đều nói lên trời đau người tốt nói không chừng ngươi cái này một thai liền có thể mộng tưởng thành thật đâu ta liền hỏi ngươi nếu như là thật ngươi dạng này không ăn không uống vạn nhất xảy ra chuyện có hối hận không cố lão thái giả bộ quát lớn phi 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 đồng ngôn vô kỵ đồng ngôn vô kỵ xấu mất linh tốt linh tiểu hài tử gia gia chớ có nói hô nói vượng nhà nàng ngoan bảo thật sự là không biết nói chuyện nói cái gì không tốt hết lần này tới lần khác muốn đưa ra sự tình tranh thủ thời gian cho ta phi. Đừng nhìn lão thái thái bình thường ôn hòa thật nhiều, lúc này sụ mặt nghiêm túc muốn mạng, rất có cố viện không làm theo, nàng liền sẽ đè ép cố viện làm đồng dạng. Cố viện nhanh học lão thái thái dáng vẽ phi vài tiếng, sau đó tội nghiệp nhìn về phía tần thị. Tần thị nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, nàng nói, nương cùng tiểu muội nói đúng, đều là ta không tốt, là ta nghĩ sai. Hít sâu, nàng nói, các ngươi yên tâm, sau này ta nhất định ăn cơm thật ngon, đem mình cùng hài tử nuôi trắng trắng mập mập. Chương 213, Triệu lão thái, Tần thị trước thái bà bà không có. Cố lão thái không yên lòng, lúc trở về lại kéo qua Cố lão đại đem Tần thị tâm sự nói cho hắn nghe, có phải hay không là ngươi nói cái gì, để nàng cảm thấy có áp lực rồi. Ngươi đừng ghét bỏ ta nói chuyện không dễ nghe, dù sao ngươi có hân hân cùng Tân Sinh, cái này hai nha đầu là cái tốt, nếu đem đến thật không có cái này phúc phận, các nàng cũng sẽ không mặc kệ hai ngươi. Cố lão đại gật đầu mẹ ta biết ta cũng không có nói với nàng cái gì ta quay đầu sẽ thật tốt nói với nàng nói thật cố lão đại cưới tần thị liền không có lại nghĩ qua có thế có đứa bé đứa bé này bất luận nam nữ với hắn mà nói đều là niềm vui ngoài ý muốn hắn cao hứng còn không kịp đâu lại làm sao có thể còn chọn chọn lựa lựa cố lão thái gật đầu ngươi có thế nghĩ như vậy rất tốt ngươi a à, không chỉ là muốn còn muốn đem ngươi ý nghĩ nói cho nàng nghe nàng lúc này chính bẩn cảm đâu ngươi không nói, nàng làm sao biết ngươi ý tưởng gì. Vào lúc ban đêm cố lão đại liền cùng tần thị đến phiên tâm sự, không thể không nói cố lão thái là cơ trí. Tần thị nghe xong cố lão đại trong lòng hồ quả thật đã khá nhiều, dù ngẫu nhiên cũng sẽ đoán, cũng là không theo trước đồng dạng. Bốn tháng thời điểm, tần thị bụng lớn có chút không quá bình thường. Cố lão thái lại cho nàng mời trên trấn nổi danh đại phu bắt mạch, biết được tần thị mang song bào thai, rất có thể đều là nam hài thời điểm, cố lão đại cao hứng kém chút cho nàng quỳ xuống. Cố viện cười nói, ta nói cái gì tới, đại tẩu người tốt có hảo báo, khẳng định sẽ tâm tưởng sự thành. Tần thị vui đến phát khóc, nàng nói, tạ ơn viện viện, như chị dâu thật có thể phải hai nhi tử, quay đầu chị dâu nhất định cho ngươi cái đại hồng bao. Nhi tử A, nàng cũng có thế sinh nhi tử, tần thị quét qua ngày xưa vẻ lo lắng, trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, nàng rốt cục không còn là không hạ trứng gà mái. Ai có thể nghĩ tới đâu, triệu gia lão thái thái đối tần thì ảnh hưởng lớn như vậy đã cách nhiều năm nàng vẫn nhớ kỹ triệu lão thái năm đó những cái kia đã thương người ngữ cố viện cười nói chị dâu ta thật là coi là thật coi là thật chị dâu giữ lời nói có hy vọng từ đó cố lão đại càng cẩn thận kỹ càng thời gian nhoáng một cái lại là hơn một tháng ngày này triệu gia cửu cửu bỗng nhiên đến hắn mang đến một tin tức triệu gia lão thái thái triệu bằng trình nải nải không được dù nhà ta cùng hắn nhà không hợp nhưng là người chết vì lớn, lúc này nếu là không nhìn tới nhìn, quay đầu người khác nên nói chuyện phím. Cố lão thái gật đầu, biết, ta đến mai trước kia liền đi qua. Dù không thích lão thái thái kia, cố lão thái cũng sẽ không ở cái này khẩn yếu quan đầu như xe bị tụt xích, nên đi động nàng vẫn là sẽ đi lại. Cố lão thái là một người đi, buổi sáng đi, giữa trưa liền trở lại. Từ triệu gia trở về chẳng qua ba ngày, đầu kia lại người đến, triệu lão thái thái không có, bọn hắn phải đi phúng viếng lần này, không thể là lão thái thái một người, tất cả mọi người qua được, đương nhiên tần thị ngoại trừ. Không phải là bởi vì tần thị thân phận. Xấu hổ, mà là nàng bây giờ có thai. Việc tang lễ điềm xấu, phụ nữ mang thai kiên kỵ cái này. Không tới nhìn tần thị, mới đầu người triệu gia còn rất không cao hứng, triệu bằng trình còn cả giận nói, nàng dựa vào cái gì không đến, nàng không đến ai cho ta sửa đốt giấy để tang. Tại triệu bằng trình trong lòng, tần thị là vợ của hắn, bây giờ hắn sữa không có, Tần Thị làm cháu dâu nên đưa cho hắn sữa dập đầu đưa tiễn. Tần Thị lại dám không đến, bị triệu gia làm hư triệu bằng trình làm sao nguyện ý. Cố lão đại giận, ngươi cho rằng ngươi sữa là ai, bằng cái gì để vợ ta đốt giấy để tang, nàng xứng sao? Hắn cố ý cắn trọng vợ ta ba chữ. Đừng tưởng rằng hắn không biết, mình cùng Tần Thị thành hôn, triệu bằng trình tên vương bác đảng này không ít ở sau lưng nói hắn chuyện phím. Trước kia hai nhà cách xa, cũng liền thôi, hiện tại ở ngay trước mặt hắn lại nói những cái này khốn nạn lời nói cố lão đại cũng không nguyện ý cố lão thái cũng lạnh xuống mặt nàng nhìn về phía triệu bằng trình cha hắn nói phú quý cái này là chính hắn nói hô nói vượng vẫn là nhà ngươi ý tứ vợ ngươi đâu để nàng cút ngay cho lão nương ra tới muốn để lão nương con dâu đốt giấy để tan nàng phối đâu cảm nhận được ánh mắt của mọi người cố lão thái lâm nguy không sợ vừa vặn triệu gia thân tộc đều tại đoàn người cho phân xử thử triệu bằng trình hắn nói rất đúng không đúng đều nói người chết vì lớn lớn hơn nữa thù hận cũng không thể náo người khác tang lễ không phải người khác đem ngươi đánh cái gần chết đều không quá đáng cố lão thái trong lòng tự nhủ lúc này cũng không phải ta gây sự mà là nhà hắn lần trước cố lão thái đến cũng đã nói tần thị mang thai sự tình lúc ấy ở đây còn có không ít người triệu gia tại nhà mình nàng không tin triệu bằng trình toàn gia sẽ không nhớ rõ Bây giờ bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn sách tần thị, là muốn làm gì? Tống thị từ trong nhà đầu đi tới, nàng cả giận nói, làm gì chứ, làm gì chứ? Triệu Bằng Trình vợ ngươi đâu, nhanh để nàng cút ra đây quỳ. Cái quái gì a, à, thật coi mình là cái tổ tông, lão thái thái không có đều không hạ chỗ ngồi. Đám người thế mới biết, hóa ra là Triệu Bằng Trình sau tìm tiểu quả phụ không nguyện ý đến khóc nức nở, nói cái gì nàng là về sau, loại chuyện này hẳn là để tỷ tỷ trước trong miệng nàng tỷ tỷ chỉ chính là tần thị. Cho nên, triệu bằng trình cái này ngốc thiếu liền thật trước mặt mọi người xách cái này. Triệu tứ cậu tiến lên cho triệu bằng trình một chân, hồ đồ đồ chơi, có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Dựa theo bối phận, nàng hiện tại là ngươi đại biểu thẩm nhi. Người triệu gia còn chưa có chết tuyệt đâu, ngươi để cái người ngoài cho ngươi sửa khóc nức nở, cũng cho ngươi nghĩ ra. Triệu tứ cậu bối phận lớn, hắn không cần lại lều chứa linh cửu dưới mặt đất trông coi, hắn vừa rồi tại vội vàng quý khách sự tình, cũng không biết tỷ tỷ toàn gia đến. Chờ hắn làm xong tới liền thấy Tống Thị tại trách cứ Triệu Bằng Trình, khi hắn biết được Triệu Bằng Trình nói khốn nạn lời nói, nơi nào còn nhịn được. Đào Hoa Nương, Đào Hoa Nương, ngươi cùng ngươi chị dâu, hai ngươi đi đem Bằng Trình gia lôi ra tới. Ngươi nói cho nàng, hôm nay nàng nếu là không quỳ, liền mang theo nàng con Hoa Nhi tử lăn ra Triệu gia. Không sai, con Hoa Nhi tử. Cứ việc vừa mới bắt đầu triệu bằng trình không nguyện ý thừa nhận, trưởng thành theo tuổi tác, đứa bé kia càng ngày càng không giống hắn. Không giống hắn cũng coi như, hết lần này tới lần khác đứa bé kia dáng dấp cùng bọn hắn thôn một cái khác tên du thủ du thực rất giống. Lại cái kia tên du thủ du thực chính là trước đó truyền ra cái tiểu quả phụ cấu kết người. Lần này, coi như hắn như cũ chết không thừa nhận cũng vô dụng. Mọi người bí mật ai không cười hắn cho người làm quy công cũng chỉ có triệu bằng trình còn một mực cầm cái kia tiểu quả phụ xem như bảo bối, những người khác hận không thể xé xác cái này mê hoặc nàng cháu trai, nhi tử, tiện nhân. Lần này triệu lão thái thái qua đời, nghe nói liền có nàng nguyên nhân. Người bị ngươi tức chết, bây giờ ngươi còn chưa tới khóc nức nở, ngươi không đến vậy thì thôi, còn dám kiếm chuyện chơi, triệu tứ cậu có thể tha nàng. Triệu bằng trình còn muốn nói điều gì, triệu tứ cậu tiếp tục nói, còn có ngươi, ngươi như còn dám ra sức khước từ, nhà các ngươi sự tình, chúng ta mặc kệ các ngươi thích thế nào địa chết là ngươi thân sửa lại không phải chúng ta các ngươi đều không khóc nức nở chúng ta nhàn lớn trời lạnh quỳ gối cái này triệu tứ cậu nói chuyện mặc kệ triệu bằng trình cha sợ hãi hắn nói đừng đừng tứ thúc tứ thúc ta cái này để người đi hô cái này đi bây giờ người tới triệu tứ cậu một mạch nhiều nhất triệu gia rất nhiều người đều là xem bọn hắn ánh mắt làm việc nếu là bọn họ bỏ gánh không làm những người khác học theo mẹ hắn làm sao bây giờ hắn cũng không muốn cùng cố gia thôn gian gia kia về, nháo đến cái cuối cùng nhất quan tài người đều không có. Chương 214, ngoài ý muốn người tới. Triệu tứ cậu nói, hừ, quen nhà hắn một đám tật xấu. Mắng xong triệu bằng trình toàn gia, triệu tứ cậu đối cố lão thái bọn người cười nói, tỷ khó được các ngươi có rảnh tới, đi cùng ta nhà đi. Nói hắn bàn giao nhà mình đại nhi tử một câu, quay đầu bước đi. Viện viện A, đây là cửu cửu hai ngày này cho ngươi lưu cá, dựa theo yêu cầu của ngươi cái này một vạt đều là một cân trái phải một đầu sẽ không vượt qua một cân nữa bên này trong vạt còn có ba đầu cá chép lớn ngươi nhìn nhưng đủ cố viện tiệm cơm không chỉ có đồ ăn cùng thịt ngẫu nhiên cũng sẽ bán cá cố viện các căn cứ lớn nhỏ khác biệt chia làm hai loại bán pháp một cân trái phải luận đầu bán chủ yếu kiếm chính là phú hộ xuất thân học sinh tiền hai cân đi lên cá lớn thì là làm thành canh chua cá cùng cái khác thịt đồ ăn đồng dạng tính làm bốn văn tiền một điểm trên thị trường nặng một cân cá chép đại khái 25 văn trái phải, cố viện từ triệu gia trực tiếp cầm hàng. Triệu gia sẽ cho nàng đưa đến tiệm cơm, nàng dựa theo thị trường giá cả hơn một cân cho hai văn tiền. Triệu gia đối nàng nhà tốt, cố viện vẫn luôn nhớ kỹ đâu, cũng bởi vậy có công việc tốt cũng nguyện ý nghĩ đến triệu gia. Đây không phải bởi vì lấy triệu lão thái thái sự tình, nguyên bản nói xong hôm nay đi đưa cá, chưa kịp. Hơn một cân cá không sai biệt lắm có 15-16 đầu, từng cái nhảy nhót tưng bừng, nhìn xem liền mới mẻ. Cố viện mò lên một đầu, đuôi cá bốc lên làm nàng một mặt nước, nàng cười nói, cái này mười mấy con cá không sai biệt lắm đủ, vừa vặn chúng ta một hồi đi trên trấn tiệm cơm, trực tiếp mang đi. Hôm nay phúng viếng chỉ là tới đập cái đầu, ngày mai hạ tán mới là màn quan trọng. Cho nên hôm nay nàng còn có thời gian đi trên trấn nấu cơm. Cố viện tiệm cơm xưa nay không bán bữa cơm đêm qua, giống cá loại vật này đều là học sinh sớm một ngày dự định tốt, cố viện hiện làm. Cũng bởi vì lấy thịt cá hơi đắt, nàng tiệm cơm mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng liền tại 10 đầu trái phải. Cố viện mỗi ngày sẽ căn cứ đặt trước số lượng nhiều làm một hai đầu, làm ăn chính là như vậy, có đôi khi những cái kia học sinh lâm thời khởi ý, lúc đầu không muốn ăn, nhìn thấy thực đơn bỗng nhiên lại có muốn ăn. Cái này một hai đầu chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Đương nhiên, cũng có người một ngày trước đặt trước, ngày thứ hai bỗng nhiên không muốn ăn, không đến mua. Vừa mới bắt đầu loại chuyện này phát sinh còn không phải số ít, nhiều nhất thời điểm, cố viện còn lại 10 đầu cá. Cuối cùng cái này 10 đầu cá đều tiếng người cố gia bụng, mặc dù không có lãng phí, nhưng người cố gia trong lòng cũng đang rỉ máu. Theo lý thuyết học sinh phần lớn là phẩm hạnh cao khiết người, hẳn là không đến mức xuất hiện nhiều như vậy lật lọng người. Về sau trải qua điều tra mới phát hiện, hóa ra là đồng hành ác ý cạnh tranh. Có người thấy cố viện kiếm được nhiều, đỏ mắt, cũng học cố viện kinh doanh hình thức, kết quả chính là làm sao đều không tranh nổi cố viện. Thanh Sơn Thư viện học sinh đã thành thói quen đi cố viện tiệm cơm ăn cơm, cũng chỉ có tại cố viện cơm hộp bán xong tình huống dưới mới có thể đi khác tiệm cơm ăn cơm. Loại này ăn cơm thừa cảm giác đương nhiên không tốt, bọn hắn đã từng vụng trộn đi cố viện tiệm cơm ăn cơm xong, không thể không thừa nhận, luận tay nghề, bọn hắn xác thực không sánh bằng cố viện. Đang lúc cạnh tranh không sánh bằng, đương nhiên muốn chọn bàn môn tả đạo. Vừa vặn cố viện bên này đặt trước bán cá, cho bọn hắn chỗ trống. Lại về sau, Cố viện dứt khoát tuyên bố, muốn đặt trước có thể, cần trước giao tiền đặt cọc cầm đối bài, đến lúc đó cầm bản hiệu đến lĩnh cá cùng giao còn lại một nửa đồ ăn tiền. Giao tiền đặt cọc là vì để tránh cho mình tổn thất quá nặng. Đối bài thì là vì cam đoan khách nhân lợi ích. Một nửa đồ ăn tiền không phải số lượng nhỏ, khó tránh khỏi có người lo lắng cố viện lật lòng. Có đây đối với bài, chính là một cái chứng cứ, như đến lúc đó cố viện cố ý không cho cá, bọn hắn hoàn toàn có thể bằng vào cái này đối bài cùng cố viện bị thẩm vấn công đường đương nhiên không khỏi có người dở trò dối trá mỗi ngày đối bài đều không giống còn cần học sinh đăng ký cách làm này trực tiếp khuyên lui không ít người bao quát những cái kia ác ý người cạnh tranh bởi vì cố viện cái gọi là tiền đặt cọc là đồ ăn tiền một nửa cũng chính là ba thập văn cái giá tiền này coi như cuối cùng bọn hắn điểm không muốn cố viện cũng tổn thất không có bao nhiêu Trái lại mình còn có khả năng góp đi vào ba thập văn tiền, may mà sau so cố viện còn nhiều. Vừa mới bắt đầu thực hành cái này biện pháp, cá sinh ý khó tránh khỏi bị chút ảnh hưởng, theo thời gian trôi qua, đến bây giờ trong tiệm mỗi ngày đều có thể bán đi 10 đầu trái phải. Hôm nay triệu gia có việc không thể cho đưa hàng, cũng may cố gia người tới nhiều, đổ cũng không đến nỗi chậm trễ cố viện sinh ý. Sắc trời không còn sớm, cố. Viện lại tại triệu gia hơi ngồi ngồi liền về nhà, sau đó nàng cùng với nàng ca đuổi xe bò mang theo cá đi trên trấn. Toàn gia đi vào thập lý thôn liền gặp Giang Nghị đuổi xe bò chờ ở bến tàu, cố viện xuống thuyền, Giang Đại ca, ngươi làm sao tại cái này, cố ý chờ chúng ta. Giang Nghị gật đầu, hắn cùng cố lão đại cùng một chỗ nhất cái vạt đặt ở trên xe bò, đem vạt đều cố định lại, hắn mới giải thích, từ triệu gia trở về sắc trời quá muộn, lại đi chân núi đánh xe lãng phí thời gian, chúng ta từ cái này xuất phát đi trên trấn cũng có thế mau một chút, bể cá cũng không phải là rất lớn, đặt ở trên xe bò, vừa vặn còn có thế lại ba người ngồi, cố viện nhìn về phía mẹ nàng, mẹ, chúng ta cùng đi đi. Nào biết cố lão thái khoát khoát tay, ta đi xem liếc mắt ngươi đại tẩu, quay đầu để đại ca ngươi đưa ta, ngươi cùng tiểu giang hai ngươi đi đầu. Nhìn tần thị là thật, tần thị dù sao mang chính là song thai, lão thái thái vẫn là rất xem trọng. Nàng không cùng cố viện cùng một chỗ chủ yếu nhất vẫn là cho nữ nhi, tương lai con rể chế tạo một mình cơ hội để bọn hắn bồi dưỡng tình cảm. Dù sao hai người đã đính hôn, coi như bị người nhìn thấy cùng một chỗ cũng không cần lo lắng hư hao nữ nhi danh tiết. Lão Thái Thái không chịu, cuối cùng cố viện vẫn là ngồi lên xe bò. Hôm nay xuất phát đã muộn, tiệm cơm chỉ có cố phỉ phỉ cùng cố hân hân, nàng cũng không yên lòng. Trên đường, cố viện lựa lời gợi chuyện, giang đại ca, các ngươi thật lâu sao? Không, ta cũng mới vừa đến. Trên thực tế cố viện các nàng đi không bao lâu, Giang Nghị liền đi bến tàu chờ lấy. Tại cố viện các nàng đến trước đó hắn chờ chí ít có nửa canh giờ. Nhưng những cái này đều không cần thiết để cố viện biết. Giang Nghị tốc độ rất nhanh, bọn hắn đến cửa hàng thời điểm, thư viện còn có không sai biệt lắm hai thác đồng hồ liền tan học. Không lo được nghỉ ngơi, hai người cấp tốc bắt đầu làm việc. Trước đó, cố vĩ vĩ cùng cố hân hân đem phần lớn đồ ăn cùng thịt đều cắt gọn, liền đợi đến xào. Cố viện sau khi đến nháy mắt chiếm cứ một cái bếp lò, nàng cùng cố hân hân phụ trách xào rau, giang nghị phụ trách giết cá, cố phỉ phỉ thì cho hai người trợ thủ. Cố viện cùng cố hân hân tốc độ rất nhanh, một khắc đồng hồ đem cần thiết cơm hộp tám món ăn toàn bộ làm tốt, bày ra chỉnh tề. Ngay sau đó hai người lại bắt đầu sát cá. Đám học sinh tan học, cá cũng theo sát lấy ra nồi, hết thể chuẩn bị hoàn tất, một điểm không được cũng không muộn. Bận rộn nhiều nửa giờ, đám học sinh đi hết, các nàng đồ ăn thư giãn xuống tới. Sáu người, cố viện làm bốn đồ ăn một chén canh bắt đầu ăn cơm đang lúc ăn bỗng nhiên tiến đến một lần trước trung niên hai người gặp bọn họ đang dùng cơm trung niên nhân sửng sốt một chút sau đó nói chưởng quỷ các ngươi cái này nhưng còn có ăn lời này hắn là nhìn xem giang nghị nói hiển nhiên coi là trong tiệm này chỉ có nam tử giang nghị là làm người nhà cố viện đứng lên phúc thân nói hai vị lão gia an các ngươi muốn ăn cái gì chúng ta chỉ là quyển vở nhỏ sinh ý quá phức tạp đồ ăn không có Người trước mắt hai người mặc hoa lệ lăng la áo cà sa, đi trên đường khí thế phi phàm, không giống phàm nhân. Chương 215, tìm người. Ngồi xuống thời điểm, trung niên nhân còn cho lớn tuổi người xoa xoa ghế, làm cho đối phương ngồi xuống trước, chỉ dựa vào động tác này liền có thể nhìn ra, hắn chỉ là cái tùy tùng hoặc là nô tài. Một cái nô tài khí thế so với nàng thấy qua Ngụy Đình Trường còn mạnh hơn, chủ tử sợ không đơn giản. Cố viện hơi nghi hoặc một chút, dạng này người làm sao sẽ đến thanh sơn trấn cái này thâm sơn cùng cốc. Nghi hoặc chỉ là một cái chớp mắt, cố viện nghĩ thầm cái này không có quan hệ gì với nàng, nàng chỉ là cái mở quán cơm. Lão giả lại cười nói, không sao, ngươi trong tiệm có cái gì, tùy tiện đến hai cái đồ ăn liền tốt. Ân, ừ, ta nhìn vị tiểu ca này ăn cá không sai, còn gì nữa không? Hắn nói chính là gian nghị. Hôm nay không phải từ triệu gia cầm ba đầu cá lớn A, vừa vặn có một đầu là hắc ngư. Cố viện thích ăn cá, đang trưng cầu mọi người ý kiến về sau dứt khoát đem con cá này cho làm thành cá luộc giang nghị thích ăn cây cá luộc vừa vặn đối khẩu vị của hắn cho nên hắn ăn rất ngon cố viện quay đầu nhìn giang nghị liếc mắt ăn ngay nói thật cá ngược lại là còn có hai đầu chẳng qua chúng ta làm cái này cá luộc dùng chính là hát ngư còn lại hai đầu là cá chép đều là cá luộc khác biệt cá làm được hương vị cũng không giống nhau lắm lão giả dường như cũng không quá để ý hắn nói không sao ngươi cứ việc làm liền là Cố viện gật đầu, nàng từ trong hồ cá vớt ra một con cá, ngài nhìn con cá này như thế nào? Khi cá sức sống mười phần, cố viện muốn dùng hai cánh tay mới có thể bắt lấy. Lão giả, không sai, liền cái này đi. Cố viện trên tay con cá này không sai biệt lắm, có hai cân nữa. Bọn hắn chỉ có hai người, cố viện nghĩ nghĩ lại nói, vậy ta lại cho các ngươi làm chua cây sợi khoai tây cùng hầm xương sườn như thế. Nào, cái này hai món ăn đều tương đối nhanh một ăn mặn một chay phối hợp cũng không dễ dàng chán ngấy có thế đều không cần cố viện chào hỏi lão giả nhưng chữ vừa dứt giang nghị liền để đổ xuống tới hỗ trợ cố viện hai tay khả năng ấn xuống cá giang nghị một cái tay liền bắt kiên cố hắn đem cá ấn có trong hồ sơ trên bảng cầm đao ba một cái đập vào đầu cá cá liền bị chụp chết sau đó mở ngực mổ bụng đi vẫy cá cố viện tiệm cơm vách tường cố ý mở cái lỗ hỏng từ bên ngoài có thế rõ ràng trông thấy bên trong động tác nhìn xem Giang Nghị gọn gàng động tác, chẳng biết tại sao, trung niên nhân khóe miệng co giật một chút, hắn vụng trộn đi xem lão giả. Lão giả ngồi ngay thẳng không hề bị lay động. Cố hân hân cho hai người pha ấm trà, canh xương hầm không có, sơn giả trà thô, hai vị không muốn ghét bỏ. Miệng thảo luận lấy sơn giả trà thô, cố hân hân trong lòng cũng không nghĩ như vậy, nàng cô xào chế ra trà, cho dù là trà thô, hương vị cũng so trên trấn bán được tốt. Lão giả nói tạ, hắn tự mình cho mình châm một chén, liền không có sau đó trung niên nhân có chút nóng nảy hắn đối cố hân hân vẫy tay tới 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 tiểu cô nương ta hỏi ngươi a à, thiếu niên này là gì của ngươi ngạch không phải ta là muốn hỏi hắn là làm gì nhìn một cái cái này giết cá thủ pháp gọn gàng xem xét chính là quen tay quen tay hắn ý tứ là gian nghị gọn gàng thủ đoạn giống như là chuyên môn giết cá cố hân hân miếng môi cười dưới ngươi nói ta dựng út a à, vậy ngươi có thể nói sai ta dựng út am hiểu nhất đi săn thỉnh thoảng sẽ hỗ trợ giết cá. Cố Hân Hân cũng không có nói dối, cùng đi săn so ra, giết cá lại tính là cái gì. Cố Lão Thái nhìn xem hai người nói, nghe hai vị khẩu âm không giống người địa phương, không biết như thế nào đến chúng ta cái này thâm sơn cùng cốc. Hiện tại mới tháng 12, cũng không phải khoa cử thời gian, bỗng nhiên đến hai cái người bên ngoài xác thực rất dễ dàng để người hoài nghi. Cũng không trách cố lão thái có câu hỏi này, dù sao trước đó nạn dân sự tình cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý. Bây giờ nhìn thấy khẩu âm không đúng, nàng kiểu gì cũng sẽ tiến lên hỏi vài câu, xác định bọn hắn không phải hướng về phía nhà mình ngoan bảo đến. Đối mặt Cố lão thái dò xét, trung niên nhân cũng không thèm để ý, hắn nhìn lão giả liếc mắt, thấy đối phương cũng không có phản đối, liền cười nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta là đến tìm người. 18 năm trước, có cựu gia thừa dịp lão gia nhà ta đi ra ngoài, trộm đi thiếu gia của chúng ta. Gần đây chúng ta nhận được tin tức, người kia cuối cùng xuất hiện địa phương tại Thanh Sơn trấn không biết lão phu nhân, nhưng có nghe nói, 18 năm trước nhà ai nhặt người. Nói trung niên nhân này mặt ngậm chờ mong. Đồng dạng đối thoại, trung niên nhân không biết nói bao nhiêu lần, mỗi lần đều là mang theo kỳ vọng đi nói, cuối cùng thất vọng mà về. Lần này, trực giác nói cho hắn có lẽ sẽ có không giống kết quả, nguyên nhân chính là trong phòng bếp thiếu niên. Thiếu niên kia nhìn xem cũng liền 17-18 tuổi, bộ dáng vậy mà cùng hắn gia lão gia lúc tuổi còn trẻ có ba phần tương tự đó cũng không phải để hắn kinh ngạc. Những năm này hắn cũng gặp gặp qua không ít cùng hắn gia lão gia tương tự người, đáng tiếc cuối cùng tra ra những người kia đều không phải hắn lão gia mất đi nhi tử. Hắn sợ dĩ nhịn không được liên tiếp nhìn về phía gia nghị, trừ gia nghị cùng hắn gia lão gia lúc tuổi còn trẻ rất giống bên ngoài, càng nhiều hay là bởi vì hắn mặt mày lớn lên giống năm đó phu nhân. Đặc biệt là kia phòng bị dáng vẻ, quả thực cùng phu nhân năm đó giống nhau như đúc đây cũng là hắn vừa rồi vì sao lại tìm cố hân hân nghe ngóng gian nghị nguyên nhân. Sữa, cô. Cố phỉ phỉ chợt nhớ tới gian nghị, gian nghị không phải liền là nhặt được, mà lại hắn năm nay vừa vặn 18. Cố phỉ phỉ tuổi tác nhỏ, phòng bị tâm không có như vậy nặng, rất dễ dàng liền tin tưởng trung niên nhân, cố lão thái khác biệt. Thấy cố phỉ phỉ muốn nói lên gian nghị, nàng trực tiếp mở miệng đánh gãy, vậy ngươi thật đúng là làm khó ta, nhà chúng ta mới đến trên trấn không bao lâu, đối với nơi này không phải rất quen thanh sơn trấn như thế lớn, muốn tìm người cũng không dễ dàng. Làm sao lại khéo như vậy, hai người vừa vặn đến tiệm cơm của nàng hỏi thăm, mà Giang Nghị lại vừa vặn phù hợp hắn nói tới điều kiện. Cố lão thái nghĩ như thế nào đều cảm thấy quá trùng hợp, cho nên nàng mới có thể đánh gãy cố vĩ vĩ. Nàng đến cùng lớn tuổi, nghĩ tương đối nhiều, ai biết hai người này là cái gì nội tình, vạn nhất là người xấu đâu. Vả lại, Giang Nghị ngay tại bên trong, hắn có thể nghe thấy bọn hắn, cái này dù sao cũng là gian nghị việt tư hẳn là từ gian nghị đến quyết định phải chăng nói cho bọn hắn hai người chân tướng trung niên nhân có chút nóng nảy làm sao lại thế ngài tại suy nghĩ kỹ một chút lão nhân gia lão gia nhà ta tìm thiếu gia ròng rã 18 năm bởi vì thiếu gia trong vòng một đêm đầu bạc ngài nếu là có manh mối còn mời báo cho chúng ta hắn nói lên cho cố lão thái thật sâu thở dài gia nghị bỗng nhiên đi tới hắn đem một bàn chua cây sợi khoai tây đặt ở trước mặt bọn hắn lạnh mặt nói, hai vị, không biết là không biết, còn mời không nên làm khó chúng ta." Giang Nghị trực giác sau Cố lão thái nhạy cảm, hắn đã sớm phát hiện người trung niên này thỉnh thoảng đang trộn nhìn hắn. Có lẽ bọn hắn là biết cái gì cố ý đến, lại hoặc là chỉ là trùng hợp. Nhưng, Giang Nghị cũng không muốn đi truy đến cùng, cũng không muốn đi nhận cái gì. Xin ân không bằng nuôi ân, không phải không đạo lý. Lão giả tuy rằng đáng thương, lão Giang đầu liền không thể yêu Lão gian đầu thế nhưng là một mực coi hắn là con ruột nuôi 18 năm, liền hắn một thân nhân như vậy, hắn như đi, lão gian đầu làm sao bây giờ? Còn có cố viện, nhìn hai người này cách ăn mặc liền có thể nhìn ra được không tầm thường, người như bọn họ nhà có thế tiếp nhận cố viện làm con dâu sao? lui một vạn bước, coi như bọn hắn tiếp nhận cố viện, cũng nguyện ý để hắn cho lão gian đầu dưỡng lão đưa tiễn, lấy cố viện cùng lão gian đầu tính tình, có thế quen thuộc bọn hắn quý tộc sinh hoạt. Không nói cố viện sợ là hắn đều không quen. So với cái gì, thiếu gia, hắn càng thích vẫn là tại Sơn Lâm rong rủi. Chương 216, Thanh tỉnh Giang Nghị Đương nhiên, còn có một cái khả năng, đây hết thảy chỉ là một loại trùng hợp, mình cũng không phải là người bọn họ muốn tìm. Như thế lại càng không có cần phải để ý. Trung niên nhân còn muốn nói điều gì, lão giả hướng về phía hắn lắc đầu, hắn dường như rất dễ nói chuyện, người nói đúng, là tùy tùng của ta đường đột. Thật có lỗi giang nghị gật gật đầu giống như là tiếp nhận hắn xin lỗi về sau quay người về phòng bếp cố viện quay đầu kém chút cùng giang nghị chạm thẳng vào nhau nàng ngượng ngùng đưa tay đẩy hắn một cái sẵn giọng người tiến tới làm cái gì nhanh đi ra ngoài ăn cơm nơi này có ta cùng hân hân nhìn xem liền tốt phòng bếp vốn là chật hẹp cố viện còn tại bên trong cất đặt hai ngụm nồi lớn cùng rất nhiều vật dụng điều này sẽ đưa đến bên trong không gian càng thêm nhỏ hẹp đứng hai người hoàn thành lại nhiều một cái liền chuyển thân không gian đều không có cố hân hân nói cô ngươi cũng ra đi ăn cơm đi ta đến xem lửa xương sườn đã hầm nhập trong nồi cá cũng xào chế xong cất kỹ gia vị chỉ còn chờ quen phòng bếp dùng không được nhiều như vậy người nàng một người liền đầy đủ thấy cố viện do dự cố hân hân lại nói cô ngươi nhanh đi đi ta lúc này vẫn chưa đói chờ thêm một chút không quan hệ giang nghị nói hân hân ngươi đi ăn cơm đi ta cùng ngươi tiểu cô tại cái này nhìn xem lửa cố viện không nói lời gì đem cố hân hân đẩy đi ra được rồi nhanh đi ăn cơm đừng cho là ta không nghe thấy bụng của ngươi đều gọi vừa rồi cố hân hân một mực cùng với nàng bận rộn là trễ nhất động đủ người chính mình cũng đói nàng không đói mới kỳ quái cố hân hân bị đẩy ra phòng bếp giang nghị sau đó cũng đi ra ngoài hôm nay bọn hắn ăn chính là cơm giang nghị hướng trong chén kẹp một chút đồ ăn bưng đi phòng bếp cầm chén đưa cho cố viện ăn đi cố viện do dự đón lấy hiện tại nên thả gia vị đã cất kỹ chỉ còn lại hỏa hầu cũng không cần làm sao động thủ nàng ăn cơm cũng không chậm trễ tiểu huynh đệ các ngươi cái này gạo còn gì nữa không có thể hay không cho chúng ta cũng tới một bát lão giả hơi nghi hoặc một chút gạo này cơm nhìn xem chính là rất bình thường gạo nghe lại có một cổ mùi thơm để hắn miệng lưỡi nước miếng có ta cái này cho các ngươi thịnh cố viện nói vừa rồi phía ngoài lời nói nàng đồng dạng nghe thấy người nọ là ai đều không hô hết lần này tới lần khác hô giang nghị rất có thể nói rõ vấn đề dường như trong lòng bọn họ đã nhận định giang nghị chính là bọn hắn lạc đường đứa bé kia cố viện vừa mới chuẩn bị đứng lên liền gặp giang nghị động hắn đi trong nồi nhanh chóng thịnh hai bát cơm phóng tới trên mặt bàn lần này hắn tuyệt không lập tức rời đi mà là hỏi hai vị còn có gì cần lão giả lắc đầu tạm thời không có hắn cảm giác được giang nghị không chào đón hắn đối với hắn ẩn ẩn có địch ý tại sự tình không có điều tra rõ ràng trước đó hắn không định làm nhiều cái gì để tránh kết quả cuối cùng không phải mình muốn cho đứa nhỏ này mang đến phiền phức thời gian kế tiếp lão giả cũng chỉ coi mình là cái thực khách chuyên tâm ăn cơm chỉ là tại cần đồ vật thời điểm hắn sẽ hô gian nghị mà không phải cố viện bọn người cơm tất lão giả lấy ra một cái thỏi bạc để lên bàn đứng dậy liền chuẩn bị rời đi chờ một chút ngươi cho nhiều ba cái đồ ăn bốn bát cơm không đáng cái giá này những cái này đồ ăn cộng lại 102 thập văn, các ngươi nhưng có tiền đồng. Cái này người tiện tay lấy ra bạc ước chừng có 5 lượng, đây cũng không phải là nhiều, mà là nhiều lắm. Mở cửa làm ăn, là bao nhiêu liền muốn bao nhiêu, đây là cố viện. Nguyên tắc. Lão giả cũng không thèm để ý, hắn nói, cỡ nào? Tiểu cô nương, ngươi có phải hay không đối tài nấu nướng của mình có cái gì hiểu lầm? Ngươi cái này ba cái đồ ăn trước không đề cập tới kia bồn cá ta chưa hề nếm qua chỉ nói cái này xương sườn cùng sợi khoai tây, nếu là phóng tới kinh thành tửu lâu, vẹn vẹn cái này hai đồ ăn liền đáng giá hai ba lượng bạc. Đây vẫn chỉ là một loại tử lâu, nếu là nổi danh tử lâu giá cả càng tốt hơn. Hắn cho cái này 5 lượng bạc không có bất kỳ cái gì tư tâm tại, mà là đơn thuần cảm thấy lấy cố viện tay nghề đáng cái giá này. Cũng chính là tại thanh sơn trấn loại này thâm sơn cùng cốc, nếu là đặt ở kinh thành, năm lượng bạc sợ là chỉ có thể mua trong đó một món ăn. Cố viện lắc đầu, ngài cũng nói, kia là ở Kinh Thành. Chúng ta đây là Thanh Sơn Trấn, Thanh Sơn Trấn giá hàng nhưng không có Kinh Thành cao như vậy. Ngài nếu là tại Thanh Sơn Trấn ăn cơm, vậy liền dựa theo Thanh Sơn Trấn phép tắc thu ngài bạc. Cố viện không nói lời gì, lúc này bắt đầu trả tiền thừa. Cũng may nàng trước đó liền cân nhắc qua các loại đột phát tình trạng, giống loại tình huống này cũng ở trong đó. Nhanh chóng tìm kiếm ra hai cái hai lượng bạc, cùng tám tiền bạc tiền xu, cố viện mở ra một cái bắt đầu xuyên đồng tiền, đếm ra hai cái đến, đem cái khác nhất lên, cũng bạc đặt chung một chỗ, đưa tới. Thành tiền, đây là tìm ngài bốn lượng tám tiền cũng tám mươi cái tiền đồng. Lão giả nhìn xem đưa tới trước mắt bạc, lắc đầu, tiểu cô nương, ngươi làm như vậy xin ý thế nhưng là ăn thiệt thòi. Cố viện cố chấp nói, mẹ ta từ nhỏ dạy bảo ta, nên ta một cái tiền đồng không thể để cho, không nên ta, nửa cái tiền đồng chúng ta cũng không thể thu. Cố hân hân cùng cố vĩ vĩ nhìn về phía cố lão thái, trong lòng tự nhủ, nàng sửa lúc nào nói qua lời này các nàng làm sao không biết cố lão thái liếc mắt trong lòng tự nhủ xuống nha đầu lại cho nàng chụp mũ nàng bao lâu nói qua loại lời này chẳng qua nữ nhi phẩm chất để nàng rất hài lòng hai người này vừa nhìn liền biết xuất thân phú quý lúc này ngoài miệng nói thật dễ nghe ai biết trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào vạn nhất sau đó bọn hắn cảm thấy cho cao đây loại này kẻ có tiền phần lớn sẽ không cho là mình có sai nếu là hắn đem sai gắn ở trên người nữ nhi chẳng phải là không may. Sau khi hai người đi, mọi người rất ăn ý cũng không có sách chuyện này, cố viện như cũ cầm chén bàn thu thập xong, ôm đến bên cạnh giếng thanh tẩy, cùng nàng cùng nhau là gian nghị. Thừa dịp hai người đi hậu viện, lão thái thái đem cố phỉ phỉ ba người gọi vào trước mặt dặn dò, chuyện hôm nay đều cho ta nát tại trong bụng, ai cũng không thể nói biết sao. Càng không được đi hỏi gian nghị, có hiểu hay không? Sửa, chúng ta biết. Cố viện đồng dạng giả vờ như cái gì đều không có phát sinh, trước đó làm sao phân phó giang nghị bây giờ vẫn là như thế nào hai người còn giống như trước đó trò chuyện giang đại ca ngày mai ta cùng ta nương giữa trưa đuổi không trở lại phải làm phiền ngươi tới hỗ trợ phòng bếp sự tình hân hân cùng phỉ phỉ đều có thể ứng phó ngươi liền cùng xuân vũ giúp đỡ mua cơm là được ngày mai triệu gia lão thái thái đưa tang cố viện bọn hắn làm thân thích qua được cố hân hân mấy cái mặc dù cũng là tiểu bối vừa đến còn chưa thành gia thứ hai quan hệ cũng xa có đi hay không tùy ý như hai nhà quan hệ tốt cố lão thái khẳng định sẽ để cho các nàng đi một lần ai bảo hai nhà quan hệ cứng đờ đâu đừng nói cố hân hân chính là cố tân sinh nàng đều cho đưa đi tầng gia triệu gia huyết mạch lại như thế nào bây giờ nàng họ cố là cố gia tôn nữ giang nghị gật đầu bên này ngươi không cần phải để ý đến ta sẽ hỗ trợ nhìn chờ thu thập xong ta liền đi bến tàu tiếp ngươi đưa tan đồng dạng đều là tại giờ thân trái phải lúc kia tiệm cơm đã sớm không ai từ triệu gia thôn đến thập lý thôn bến tàu cùng từ trên trấn về triệu gia thôn lộ trình không sai biệt lắm hắn hoàn toàn có thế theo kịp không có chuyện liền mấy bước này đường ta cũng không phải không có chân còn đi không trở về nhà ngươi làm xong liền về nhà nghỉ ngơi chứ sao liền xem như trợ thủ bận rộn nửa ngày cũng đủ mệt người nàng nơi nào có ý tốt lại để cho giang nghị đi đón nàng tự như nàng nói mấy bước đường để người trông thấy chẳng phải trò cười 217, Náo nhiệt Tiểu cô, chúng ta tới, ngươi thu thập xong không có. Hôm nay là thư viện một hưu thời gian, mỗi khi gặp một hưu cố viện đều sẽ cho tiệm cơm nghỉ, một ngày này các nàng nghỉ ngơi không khai trương. Vừa lúc hôm nay lại là khâu 10 trên trấn phiên chợ khai trương thời gian. Cố phỉ phỉ là cái không chịu ngồi yên, nàng lúc này hẹn cố viện cùng cố hân hân cùng đi phiên chợ bên trên tham gia náo nhiệt. Cố viện nghĩ đến dù sao mình cũng không có việc gì, đi xem một chút cũng không sao, nàng nào biết cố phỉ phỉ gấp cáp như vậy, ngày mới sáng liền đến thúc. Hướng trên đầu cắm cái màu hồng đào hoa tu cờ trăm bạc, cố viện đối gương đồng chiếu chiếu, lại dùng sức nhấp mấy lần môi, làm môi sắc nhìn hồng nhuận, nàng lúc này mới vỗ vỗ trên người kẹp áo đứng lên. Như vậy cũng tốt, ta lập tức tới. Hôm nay thời tiết hơi có chút lạnh, cố viện mặc trên người kiện màu hồng kẹp áo, kẹp áo cổ áo cùng ống tay áo khâu một vòng màu trắng động vật lông. Cái này màu trắng cũng không phải lông thỏ, mà là Giang Nghị săn được bạch hồ lông cáo. Trừ cái này kẹp áo, cố viện còn có một cái lớn áo choàng, tại áo choàng trên mũ cũng theo một vòng lông hồ ly. Nàng trên chân xuyên song tuyết trắng da thỏ dày, dày dấu ở bông vải trong váy, theo đi đường chỉ nhìn thấy một điểm màu hồng mũi dày. Mở cửa phòng, cố phỉ phỉ hai mắt tỏa sáng, nàng trêu chọc, ai u, tiểu cô hôm nay ăn mặc thật xinh đẹp. Hân hân tỷ ngươi nói chúng ta tới chính là không phải không phải lúc, chúng ta tiểu cô chẳng lẽ muốn cùng dưỡng út đi hẹn hò a? À? Cố viện nộ trừng lấy tại trên mặt nàng đến một chút, không có chính hình, liền ngươi tiểu cô cũng dám trêu chọc. Nói nàng vậy mà bắt đầu ngại ngùng. Lúc đầu cố viện xác thực không có hẹn gian Nghị, gian Nghị biết được các nàng ba cái cô nương muốn đi trên trấn, sợ không an toàn, nhất định phải đi theo cho các nàng làm xa phu. Cái này không đã đến tháng 12, theo cửa ải cuối năm gần, thị trấn chung quanh cũng càng ngày càng không an toàn. Ba cái nũng nịu tiểu cô nương, đi trên đường nguy hiểm vô cùng lúc này có một cái nam tử tương bồi, những cái kia có tâm người cũng phải cân nhắc một chút. Giang Nghị cho ra lý do quá đầy đủ lại là ngay trước cố lão thái mặt nói, cố viện muốn ngăn cản đều không được. Nữ vì vì người thương mà làm đẹp, cố viện bản thân không phải lôi thôi, bây giờ Giang Nghị lại muốn đi theo, nàng đương nhiên phải thật tốt cách ăn mặc. Chỉ là bị cố vĩ vĩ nói ra, thân là thiếu nữ ngượng ngùng lại làm cho nàng mười phần ngượng ngùng. Cố vĩ vĩ le lưỡi, nàng một tay kéo một cái, ngửa đầu đối cố lão thái nói, sữa ta cùng tiểu cô chúng ta liền đi trước cha ta nói ngày giữa trưa đừng nấu cơm để ngài đi nhà ta ăn các nàng vừa đi giữa trưa trong nhà chỉ còn lại cố lão thái một người cố lão nhị có chút không yên lòng cố lão thái lại nói ta không đi ta có tay có chân mình biết làm cơm từ nàng cái này chạy đến cố lão nhị nhà nàng cơm cũng có thể làm quen đi cái gì đi lại nói phỉ phỉ đi ra ngoài lão nhị cùng quan công diệu tổ lại không biết làm cơm Nàng đi ăn cái gì? Dù sao, tiền thị làm cơm nàng là ăn không quen. Đi lão nhị nhà còn không bằng mình ở nhà đối phó mấy ngụm. Cố Viện giật giật Cố Phỉ Phỉ, ngươi sửa cái này không cần ngươi nhọc lòng, nàng muốn đi tự nhiên sẽ đi, vừa rồi không còn nói ăn, nhanh đi thôi. Cố Viện cùng Cố lão thái nghĩ đồng dạng, đi nhị ca nhà còn không bằng tại nhà mình ăn ngon. Trong nhà nàng gà vịt thịt cá đồ ăn cái gì cũng không thiếu, không muốn làm, trong nồi còn có bao tử cùng chịu canh gà ba người vừa đi ra cửa, liền gặp đối diện Giang Nghị dắt trâu đi xe đi ra. Hôm nay Giang Nghị đồng dạng xuyên kiện màu xanh lá cây đậm áo cà sa, cấp trên là một kiện màu xám kẹp áo. Kẹp áo cổ áo đồng dạng theo một vòng động vật lông, là màu xám. Trên chân là da trâu dày. Một bộ này xuống tới phối hợp hắn nghiêm túc thận trọng mặt, không hiểu để người cảm thấy uy nghiêm. Trên xe bò quét nhiều sạch sẽ, mặt trên còn có dùng củ sợi bông làm thành cái đệm. Cố phỉ phỉ lôi kéo cố hân hân rất tự giác ngồi ở trong xe ở giữa, đem xe đầu vị trí để lại cho nàng tiểu cô. Rất rõ ràng gian nghị tại khác nhau đối đãi trong xe cái đệm là dùng củ sợi bông làm, nhan sắc cũng không phải rất dễ nhìn, ảm đạm. Đầu xe bên này thì là dùng con thỏ da làm thành, dù đồng dạng là màu xám, sờ lấy mềm mại không nói, bên trong dùng bông cũng là mới. Ngồi ở phía trên rất dễ chịu. Chờ cố viện ngồi lên, gian Nghị còn đưa cho nàng một cái tay che tử cố viện hai tay cắm vào bên trong còn có lưu dư ôn hôm nay gia nghị thân phận là xa phu hắn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh phu xe quy tắc chỉ cấp ba người đánh xe khác không làm gì đến trên trấn cố phỉ phỉ lôi kéo cố hân hân giống như là bay ra chiếc lồng chim nhỏ người địa phương nào nhiều hướng nơi nào chui cố viện nhìn buồn cười hai người các ngươi chậm một chút cố phỉ phỉ quay đầu cô ta cùng hân hân tỉ qua bên kia nhìn xem ngươi cùng cô phụ tùy ý ha nói nàng còn đối cố viện hoặc bắt nháy mắt mấy cái. Nàng thế nhưng là tốt cháu gái, đã dựng út theo tới, nàng nhất định phải cho hai người chế tạo một mình cơ hội a. À. Cố viện vừa bực mình vừa buồn cười, Giang Nghị đem xe bò dừng ở vừa nói, đi thôi. Nói hắn đưa tay bảo vệ cố viện, một cái tay vương về trước trợ giúp nàng đẩy ra đám người. Hai người tuyệt không giống cố phỉ phỉ nói đi hướng nơi khác, bọn hắn ngay tại cố hân hân tỉ muội sau lưng cách đó không xa đi theo, đã có thế đơn độc ở chung, lại cam đoan hai người một mực đang dưới mí mắt bọn hắn hôm nay người có chút nhiều giang nghị hư hư ôm cố viện không khiến người ta bày đụng phải nàng cũng không biết đi được bao lâu bỗng nhiên thấy đám người hướng mặt trước chạy cố phỉ phỉ lôi kéo cố hân hân cũng đi theo hân hân tỉ phía trước nhất định có náo nhiệt chúng ta cũng mau chóng tới nhìn một cái ngụy đình trường quản lý có phương thanh sơn trấn đã thật lâu không có náo nhiệt có thể nói cố phỉ phỉ lôi kéo cố hân hân liền hướng trước chạy cố viện ở phía sau hô, phỉ phỉ, người chú ý điểm đám người. Nhiều như vậy người, ai biết bên trong có hay không cất giấu gian nhân, vạn nhất có người đục nước béo cò trộn đồ đâu. Cố gia không có đặc biệt khó coi cô nương, cố phỉ phỉ cùng cố hân hân đều đã mở ra, nhan sắc dù không bằng cố viện, so với tam nha hơn một chút, là cái thanh tú tiểu mỹ nhân. Hai người hôm nay mặc cũng đều là mảnh vải bông kẹp áo, nhìn xem tựa như là người nhà có tiền tiểu thư, khó đảm bảo sẽ không bị người nhớ thương giang nghị vóc người cao lớn ngẩng đầu một cái liền có thể nhìn rất xa hắn an ủi cố viện đừng lo lắng ta nhìn hai người bọn họ đâu không sai nói hắn tăng thêm tốc độ che chở cố viện hướng cố phỉ phỉ phương hướng đi đến đi đến phía trước ngõ nhỏ mọi người bắt đầu đi đến ngoặt cố phỉ phỉ cũng thuận mọi người đi đến cố viện giang nghị theo sát phía sau sau đó các nàng đã nhìn thấy trong ngõ nhỏ ngừng lại một cổ hoa lệ xe ngựa cố viện nhẹ nhàng nhíu mày nàng thấy thế nào xe ngựa kia có chút quen mắt đại khái xem náo nhiệt là thiên tính của con người cố viện đến thời điểm bên trong đã có không ít người lúc này nàng đằng sau còn tại có người càng không ngừng hướng bên trong chen cố viện bị ép đi theo dòng người chỉ chốc lát sau liền bị chen đến phía trước nhất mấy hàng liên tiếp cố phỉ phỉ tỉ muội nhìn xem còn tại bạo động đám người cố viện sợ các nàng bị chen tán duỗi ra một cái tay giữ chặt cố phỉ phỉ cố phỉ phỉ là lôi kéo cố hân hân mà cố viện lại bị giang nghị kéo dạng này chỉ cần bọn hắn không buông tay, liền không cần lo lắng bị bầy người chen tán. Lúc này Sa Phu chính một tay liên lụy xe ngựa, một tay chỉ huy người đem xe bên trên hai người cho ném tới. Vừa rồi khoảng cách xa cố viện không có thấy rõ ràng, hiện tại đi đến phía trước, nàng thế nào cảm giác kia hai vết máu loang lỗ người có chút giống Tam Nha cùng Giang Kinh Luân. Chương 218, Tam Nha, Giang Kinh Luân hạ tràng. Chư vị, ta chính là Thương Hà Trấn Đình Trường nhà quản gia, Thanh Sơn Trấn Giang Kinh luôn xem kỷ luật như không dám can đảm tư thông đình trường mới nhập tiểu thiếp, hôm nay ta phụng đình trường chi mệnh, cố ý đem người trả lại cho. Cái này người nói xong hướng phía đằng sau phất, lúc này có người đưa xe ngựa bên trên một nam một nữ lôi xuống dưới, sau đó ném xuống đất. Cố viện nhón chân lên đến xem, hai người này thật đúng là đủ thảm, cái mông hướng xuống vết máu loang lỗ, xem ra là bị đánh. Quản gia nhảy lên bậc thang đi tới cửa trước đại lực gõ cửa, mở cửa, mở cửa, ta biết ngươi ở nhà, nhanh lên mở cửa. Trước khi đến đình trường cố ý bàn giao, chuyện này náo càng lớn càng tốt, tỉnh một ít người không biết trời cao đất rộng cảm thấy hắn dễ khi dễ. Cố Liễu kéo ra đại môn, đầu tiên nhìn thấy chính là cổng đen nghẹt đám người, tiếp theo là trên mặt đất nằm hai. Phế vật. Nên nói không nói, Cố Liễu tòa nhà này chọn tốt, đối diện nàng không có tòa nhà, trước cổng chính đất trống phương rất nhiều, điều này sẽ đưa đến đến đây người xem náo nhiệt rất nhiều. Cửa mở, quản gia hắn giọng nam nhân của ngươi cùng ngươi muội tử gan to bằng trời bị chúng ta phu nhân bắt gian tại giường. Đình trường nhân từ, để tình muội tử ngươi tốt xấu hầu hạ hắn một trận, cố ý để chúng ta đem người cho ngươi trả lại. Quản gia không e dè để đám người kinh hô, nguyên lai tưởng rằng chỉ là bình thường tư thông sự kiện, lại nguyên lai thế mà là anh rể cùng cô em vợ. Cái này, cái này thật đúng là có bội nhân luôn. Cố liễu lúc này mới đi xem Giang Kinh Luân, Giang Kinh Luân có chút xấu hổ, hắn yểu xìu nói, liễu nhi, liễu nhi ngươi tin tưởng ta ta là bị tính kế ta oan ủng quản gia cười nhạo oan ủng ngươi chỗ nào oan uổng? gian phu nhân sợ là không biết chúng ta nhận được tin tức xông đi vào thời điểm hai người chính khí thế ngất trời đâu trong phòng cái mùi kia đại gia hỏa đều hiểu đi a à, mà lại lúc ấy vị này gian công tử thần sắc rất thanh tĩnh sau đó lão gia chúng ta cũng làm cho đại phu nhìn qua không có bị hạ dược vết tích ngươi nói ngươi oan ủng ngươi oan uổng ở đâu rồi? Ai lại oan uổng ngươi? Giang Kinh Luân mang theo hận ý nhìn về phía bên người Tam Nha, hắn cắn răng nói, là nàng, là các ngươi 28 di nương, là nàng tính toán ta. 28 di nương, nói chính là Tam Nha. Chuyện cho tới bây giờ vì tẩy thoát mình hiềm nghi hắn chỉ có thể đem hết thảy đều đẩy tại Tam Nha trên thân. Tam Nha là hắn tự mình đưa đến Thương Hà Trấn Bình Trường trên giường, vì chính là làm cho đối phương tiến cử hắn đi Thương Hà Thư Viện đọc sách. Tam nha cũng xác thực có bản lĩnh, mới vừa vào phủ thời điểm rất là được sủng ái một đoạn thời gian. Trên đời này ngọn gió nào lợi hại nhất? Đương nhiên là gối đầu gió. Giang Kinh Luân biết rõ không có bối cảnh muốn trở nên nổi bật quá khó, hắn biết Tam nha thích hắn, Tam nha được sủng ái cao hứng nhất không ai qua được Giang Kinh Luân. Cho nên, mỗi lần đình trường trong phủ phái người đến tìm hắn, hắn đều sẽ vui vẻ tiến về. Giang Kinh Luân miệng ngọc nhất biết hống nữ hài tử. Trước kia hắn chướng mắt Tam Nha, đối Tam Nha yêu thương giả giả vờ không biết, chưa từng trả lời. Bây giờ vì tiền đồ của mình, hắn bắt đầu chịu đựng không kiên nhẫn đi gặp Tam Nha. Lần này cũng là như thế, hắn coi là Tam Nha lại tại tìm lý do gặp hắn, nói với hắn chút lời tâm tình. Nguyên bản Giang Kinh Luân không nghĩ đáp lại, hắn biết được đến không. Trân quý, chỉ cần treo nàng, mới có thể có đến chỗ tốt lớn nhất. Nhưng hắn gần đây tại thư viện các loại thụ xa lánh, đi tìm thương Hà Đình Trường, đình trường cũng không thấy hắn cái này khiến hắn rất gấp cuối cùng hắn khẽ cắn môi nghĩ đến không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói tại tam nha lần nữa muốn tựa ở trong ngực hắn thời điểm hắn không có né tránh sau đó hai người mơ mơ hồ hồ nằm ở trên giường tại về sau liền không hiểu thấu bị phu nhân người bắt được tam nha cười thảm một tiếng tính toán giang đại ca chúng ta rõ ràng là thực tình yêu nhau ngươi sao có thể nói là tính toán đâu tại thương hà thời điểm Tam Nha vì Giang Kinh Luân đem hết thảy đều chống trên người mình, dù là biết rõ mình không có kết cục tốt, nàng vẫn kiên trì. Nàng cảm thấy hai người là thật tâm yêu nhau, mình vì Giang Kinh Luân cho dù là chết đều là có ý nghĩa. Nhưng khi đó là nàng cảm thấy Giang Kinh Luân có thế khảo thủ công danh, nàng hy sinh là đáng giá. Hiện tại thế nào? Thương Hà Đình Trường đã đem Giang Kinh Luân từ thư viện xóa tên, hắn lại bị đánh gãy chân, rốt cuộc không có cách nào khoa cử. Bây giờ nàng còn hy sinh cái gì, đương nhiên là ăn ngay nói thật nàng coi là giang kinh luân cùng với nàng nghĩ đồng dạng bọn hắn đến hướng thế nhân cho thấy cõi lòng thời điểm nào biết giang kinh luân thế mà ở trước mặt mọi người nói là nàng tính toán cái này khiến tam nha có chút khó mà tiếp nhận giang kinh luân cả giận nói ai cùng ngươi yêu nhau ta yêu rõ ràng là liễu nhi là ngươi là ngươi cho ta hạ độc ta mới làm ra chuyện hồ đồ liễu nhi liễu nhi ngươi tin tưởng ta tin tưởng ta hắn chợt nhớ tới mình cùng cố liễu cùng một chỗ thời điểm, cố liễu từng nói qua, nàng ghét nhất chính là phản bội, phản bội nàng người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Bây giờ mình thành bộ dáng này, có thể dựa vào chỉ có cố liễu, hắn không thể mất đi cố liễu. Về phần tam nha, xưa nay không tại hắn suy xét phạm vi bên trong. Nhìn xem vội vã không nhịn nổi cùng mình phủ sạch quan hệ gian kinh luân, tam nha sững sờ chỉ chốc lát, sau đó cất tiếng cười to, ha ha ha, ha 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 nàng vì Giang Kinh Luân làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí vì nàng ủy thân một cái lão đầu tử, nguyên lai tưởng rằng Giang Kinh Luân trong lòng là có nàng, như thế nàng làm những cái này cũng đáng. Lại nguyên lai, hết thảy chẳng qua là nàng si tâm vọng tưởng. Nàng chẳng qua là đối phương một con cờ. Tam Nha cười nước mắt đều đi ra, nghiêng đầu lúc nàng chợt thấy trong đám người cố viện, Tam Nha dãy dụa lấy muốn bò qua đi, tiểu cô, tiểu cô, cô, ta sai, ta biết sai. Vang cầu ngươi dẫn ta về nhà đi chỉ có tại trên con đường tử vong dãy dụa về sau, mới có thể minh bạch sinh đáng ngưỡng mộ. Tam Nha biết hôm nay một chuyện, nàng nhị tỷ khẳng định buồn bực nàng sẽ không lại quan tâm nàng. Thương Hà Đình Trường là thật nhẫn tâm, không chút nào nhớ tới tình cũ, sinh sôi đánh gãy chân của nàng. Như không ai quan tâm nàng, nàng một người nhưng làm sao bây giờ? Cố viện chỉ lên trời liếc mắt, cái này Tam Nha thật đúng là cảm tưởng, trước đó như vậy đối nàng nhà, bây giờ xảy ra chuyện còn muốn ỉ lại vào nàng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Cố phỉ phỉ từ trong đám người chui ra ngoài, đối tam nha âm dương quái khí, nói chuyện chanh chua, nha, đây không phải thương hà đình trường nhà phu nhân A, à, lại gặp mặt, dân nữ tại cái này cho ngài làm lễ. Ai, đáng tiếc A, à, đáng tiếc nhà chúng ta đều là xương cứng, không ai quỳ hầu hạ ngài đi. A nha, đình trường đại nhân thế mà không tại, chật chật chật, cũng không biết ngươi cái này mới phu nhân có được hay không làm, những nô tài này có thể hay không nghe ngươi lại đánh chúng ta đâu. Tam Nha sắc mặt khó coi, phỉ phỉ, ta đều như vậy, ngươi liền không thể tha thứ rộng lượng, nhất định phải ép buộc ta sao? Ha ha, ta không khoan dung rộng lượng. Cố phỉ phỉ trở tay chỉ mình, ngay sau đó nàng giận nói, như ngươi loại này ác độc người, có kết cục này đáng đời. Nhà ta kém chút bị ngươi giày vào cửa nát nhà tan, ta dựa vào cái gì muốn đối ngươi rộng lượng. Ta a, à, hận không thể ngươi chết mới tốt. Ngươi muốn về nhà, nhà của ngươi ở chỗ này đây, ngươi muốn về nhà cầu tỷ tỷ, tỷ phu của ngươi a, à, gọi ta tiểu cô làm cái gì? Đừng quên, ngươi sớm không phải ta cố gia người. Đây là ta cô, không phải là của ngươi. Cố phỉ phỉ chỉ vào cố liễu phía sau tòa nhà, Tam Nha chính là cái họa đầu lĩnh, mặc dù Tam Nha hiện tại là có chút thảm, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Tuyệt đối sẽ không. Chương 219, cố liễu lựa chọn. Cái gọi là biết sai, chẳng qua là nàng tự cho là, trên thực tế Tam nha nội tâm tuyệt không cảm thấy mình trước đó làm ra có sai. Chỉ nghe nàng nói ra, vậy ngươi còn muốn ta như thế nào? Nhất định phải ta chết mới cam tâm sao? Ngay sau đó nàng lại đi xem Cố Hân Hân, "Đại tỷ, đại tỷ, chúng ta thế nhưng là một cái cha mẹ ruột thịt tỷ muội, đại tỷ ngươi nói một câu a." Cố Viện tránh thoát gia nghị ôm ấp đứng tại Cố Hân Hân trước mặt, nàng mặt không biểu tình nhìn xem Tam nha. "Đủ rồi." Tam nha ngươi thật đúng là đời ta gặp qua nhất không cần mặt mũi lại vì tư lợi người. Ngươi bây giờ nhớ tới ngươi đại tỷ. Năm đó ngươi bà ngoại cùng mẹ ngươi muốn đem hân hân bán cho cái lão đầu tử thời điểm, ngươi làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đều quên rồi? Nàng quay đầu qua, có lẽ ngươi chuyện xấu làm được nhiều, không cảm thấy vậy thì có cái gì, nhưng ta cùng hân hân, chúng ta cố gia tất cả mọi người quên không được. Nàng thế nhưng là kém một chút liền bị ngươi đẩy tới hố lửa, khi đó ngươi liền không nghĩ tới các ngươi là một cái cha mẹ thân tỉ muội còn có mấy ngày trước đây ngươi trèo lên thương hà đình trường chạy đến cố gia diễu võ dương oai ngươi để đại tẩu của ta ngươi cha ruột thê tử quỳ hầu hạ ngươi ngươi có biết hay không bởi vì cử động của ngươi ta đại tẩu kém chút một thi ba mệnh đại phu nói vậy rất có thể là hai người nam hài cha ngươi lập tức liền phải bốn mươi có bao nhiêu trong mong tử sốt ruột không cần ta nói đi ngươi có hay không nghĩ tới nếu ta đại tổ thật bởi vì ngươi không có ta đại ca sẽ như thế nào cố viện chậm rãi đi đến trước mặt nàng ngồi xuống gằn từng chữ hắn sẽ điên nàng ngay sau đó đứng lên tiếp tục nói nhược đại ca điên mẹ ta như thế nào nhị ca bọn hắn còn có hân hân lại sẽ như thế nào những cái này ngươi đều không nghĩ tới a à. bằng ngươi sức một mình kém chút hại chết chúng ta cố gia người hại chúng ta cửa nát nhà tan chúng ta không có bỏ đá xuống giếng đã là nhân từ ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi há hốc mồm chúng ta liền nhất định phải đem ngươi tiếp về nhà nàng đưa tay chỉ gian kinh luân còn có cái này nam nhân ngươi vì hắn làm nhiều như vậy bây giờ thành bộ dáng này chẳng lẽ không nên để hắn phụ trách sao sao cho tới bây giờ ngươi còn không bỏ được tam nha cười ha ha cười đến nước mắt đều đi ra không bỏ được ta làm sao lại không bỏ được ta hiện tại hận không thể hắn chết a à? thế nhưng là tiểu cô hắn vốn là cái dựa vào ăn nữ nhân cơm chùa lớn lên vì tư lợi mềm yếu nam bình thường ta hảo thủ tốt chân nàng cũng không chịu liếc lấy ta một cái huống chi bây giờ cố viện cười lạnh đúng vậy a à, ngươi hảo thủ tốt chân thời điểm hắn sẽ chỉ lợi dụng ngươi bây giờ ngươi không có giá trị lợi dụng hắn đương nhiên sẽ không cần ngươi cho nên ngươi liền nghĩ đến bị ngươi hãm hại ném sau óc cố gia cố viện quay đầu ngữ khí trở nên bình thản tam nha dưới cầm trời này nào có nhiều như vậy công việc tốt đều để ngươi cho chiếm tam nha rơi vào bây giờ hạ tràng cố viện không có chút nào đồng tình nàng nàng chỉ cảm thấy thoải mái cái này so dáng một gậy chết tư tam nha đều để nàng thống khoái nói hay lắm cố liễu bắt đầu cho cố viện vỗ tay hai người các ngươi ở ngay trước mặt ta liền mắt đi mày lại lúc ấy giang kinh luân ngươi nói thế nào tới a à, ngươi nói các ngươi không có gì ngươi là nể tình ta mới đối với nàng chiếu cố nhiều hơn nói cái này gọi yêu ai yêu cả đường đi. cố liễu một bộ mình vừa nghĩ ra dáng vẻ a, à, nàng cười thảm một tiếng, cái này chính là của ngươi chiếu cố, đều chiếu cố lên giường. hít sâu, đè xuống đáy lòng bạo ngược mà lên phẫn nộ. cố viện cứng rắn gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, nói không sao, ai bảo ta yêu ngươi đâu? ngươi yên tâm ta sẽ thành toàn ngươi. cố liễu đứng lên cao giọng nói, ngượng ngùng quấy rầy mọi người, đã ta tướng công cùng ta thân muội muội lưỡng tình tương duyệt ta cái này làm tỷ tỷ lẽ ra thành toàn. Ngay hôm đó lên, ta đại biểu ta tướng công gian kinh luân chính thức nạp muội muội ta cố tam nha làm thiếp. Thỉnh cầu chư vị thay ta làm chứng, cố liễu cảm kích không cùng. Cố phỉ phỉ mở to hai mắt, nàng chỉ vào gian kinh luân cùng tam nha nói, không phải đâu, đầu ngươi bị cửa chen không thành, bọn hắn đều như vậy, ngươi, ngươi thế mà còn muốn tác thành cho bọn hắn. Lúc này chẳng lẽ không phải hẳn là bỏ xuống cái này hai vướng víu, thừa dịp còn trẻ lại tìm cái tốt. Cố viện như có điều suy nghĩ nhìn về phía cố liễu. Làm người tốt, thánh mẫu tâm. Hai cái này từ nhưng sẽ không xuất hiện tại cố liễu trên thân. Nàng luôn cảm thấy cố liễu nói như vậy là đánh lấy khác bàn tính. Nàng hướng về phía cố vĩ vĩ lắc đầu. Cố liễu cũng không phải sẽ ngậm bồ hòn, các nàng vẫn là không muốn xen vào việc của người khác. Giang Kinh Luân khó mà tin nổi nhìn về phía cố liễu, tam nha vui đến phát khóc, nàng dãy dụa lấy đứng dậy cho cố liễu đập cái đầu, đa tạ tỷ tỷ, Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ cùng tỷ tỷ chiếu cố thật tốt tướng công. Tướng công hai chữ bị nàng cắn rất nặng, hiển nhiên vừa rồi Giang Kinh Luân biểu hiện để tam nha cho ghi hận bên trên. Bị như thế quấy rầy một cái, Cố Viện ba người cũng không có dạo phố tâm tình. Cố Vĩ Vĩ nói: "Nam nhân a, à, ta xem như thấy rõ, bọn hắn ngoài miệng nói không thích không yêu, thân thể lại rất thành thật." Không, cũng không thể nói thành thật, phải nói bọn hắn căn bản không thèm để ý. Nói không chừng trong bọn họ tâm còn tại đắc chí, cảm thấy mình mị lực lớn đâu. Trái lại nữ nhân chúng ta đâu, phàm là ngươi cùng nam nhân khác tới gần một điểm, nói nhiều một câu thử xem. Nàng thở dài, thế giới này, quả thật là không công bằng A. Có người sinh ra cái gì đều không cần làm lại có thế đại phú đại quý cả đời, có người bất kể thế nào cố gắng đều chỉ có thế nhét đầy cái bao tử. Có người ngoắc ngoắc ngón tay liền có nữ nhân ôm ấp yêu thương, cam lòng bị hắn lợi dụng, còn có chỉ có điều cùng nam nhân nói thêm một câu, liền bị tướng công đánh gần chết đồng hành người chỉ có gia nghị một cái nam nhân nhìn thấy cố viện cùng cố hân hân gật đầu hắn vội vàng nói trên đời này cũng không phải là tất cả nam nhân đều như vậy cũng có nam nhân giữ mình trong sạch cam nguyện vì nữ nhân yêu mến thủ thân như ngọc thấy cố viện nhìn qua hắn tranh thủ thời gian thẳng tắp lồng ngực biểu thị chính mình là nam nhân như vậy hắn trừ cố viện chưa từng sẽ thêm nhìn cái khác nữ nhân liếc mắt cố viện còn chưa tỏ thái độ khoảng cách bốn người mấy bước xa nam tử trung niên nói giống, thật giống a, à, lão gia ngươi còn nhớ hay không được năm đó ngươi. Còn chưa có nói xong liền bị lão giả đánh gãy, ngày sau như vậy chớ có lại nói. Hắn nhìn xem gia nghị bóng lưng, thật lâu lại nói, chúng ta lần này trừ thời gian cũng không ngắn, chờ thêm năm băng tan liền về đi. Trung niên nhân kinh hô, lão gia ngài, ngài cái này, cái này không. Phải đã xác định sao, vì cái gì không đi nhận nhau, ngược lại muốn về đến cái kia chướng khí mù mịt kinh thành? Lão giả giống như là thấy rõ hắn suy nghĩ trong lòng, nói, hắn hiện tại rất hạnh phúc, cần gì phải đem hắn kéo tiếng vũng bùng. Nhân sinh hạnh phúc nhất thời điểm chính là có thế cùng mình yêu nhau người tướng mạo tư thủ, bây giờ Giang nghị mắt thấy liền phải làm được, hắn cần gì phải đi làm cái này ác nhân mạnh mẽ đem người kéo vào vũng bùng. Mà lại, hắn cũng nhìn thấy Giang nghị dưỡng phụ, nam nhân kia mặc dù không có bản lĩnh, đối Giang nghị yêu thương là thực sự. Hai người thân phận dù sao khác biệt, bình tĩnh mà xem xét, Chính hắn làm không được cùng người kia đồng dạng, cùng Giang Nghị chung đụng như là một đôi bình thường phụ tử. Giang Nghị đi qua 18 năm hắn không có tham dự đã là thất trách, bây giờ lại bởi vì vì lợi ích một người đem Giang Nghị kéo đến hắn chưa quen thuộc hoàn cảnh, chẳng phải là rất tàn nhẫn. Chương 220, vào ở Giang Nghị nhà. Sau đó, lão giả cùng tùy tùng của hắn mỗi ngày giữa trưa đều sẽ đi Cố viện tiệm cơm ăn cơm, trừ bỏ lần thứ nhất lấy ra năm lượng bạc bị Cố viện tìm số không về sau đều là cố viện nói bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Liền cùng cái bình thường thực khách đồng dạng. Cố viện suy đoán bọn hắn hẳn là hướng về phía Giang Nghị đến, lúc này đến tháng 12, chính là đông săn thời gian, Giang Nghị cũng không phải là mỗi ngày đều sẽ tới. Nàng đem chuyện này nói cho lão giả, lão giả khoát tay, không sao, chúng ta chính là đến ăn bữa cơm, không có ý tứ gì khác. Thanh Sơn Trấn dù sao chỉ là cái thị trấn nhỏ, tại trong mắt người khác tốt nhất Thanh Phong Lâu, tại lão giả trong mắt đều chỉ có thể coi là bình thường ngược lại là cố viện quán cơm nhỏ bên trong món ăn rất đúng hắn khẩu vị ăn vào miệng bên trong toàn thân dễ chịu không nói thậm chí có cổ ấm áp hương vị tựa như là tựa như là sớm mấy năm hắn cùng hắn phu nhân ở cùng nhau thời điểm đồng dạng cố viện nhún vai dù sao nàng đã cùng đối phương nói rõ ràng đối phương làm thế nào chuyện không liên quan đến nàng tình người khác chủ động đưa bạc nàng mở cửa làm ăn cũng sẽ không theo tiền không qua được lão giả mỗi lần ăn cơm xong sẽ còn để cố viện đóng gói một phần theo hắn nói là nếm qua cố viện đồ ăn lại ăn người khác làm không có tư vị đáng tiếc cố viện chỉ làm buổi trưa sinh ý hắn chỉ có thể đóng gói quay đầu nóng đến ăn cố viện cười cười không nói chuyện luận tay nghề nàng không cảm thấy mình so người khác mạnh nàng trong tiệm khách hàng quen nhiều như vậy rất lớn trình độ là bởi vì nàng nấu cơm dùng đồ vật đây đều là trải qua thủ đoạn đặc thù xử lý người khác làm sao so lão giả yêu cầu cũng không quá phận, suy xét đến hắn có lẽ cùng Giang Nghị có quan hệ, cố viện mỗi lần cho hắn làm đồ ăn đều sẽ làm nhiều bên trên một chút. Mãi cho đến 20 tháng chạp. Ngày hôm đó lão giả như thường lệ đi vào cố viện tiệm cơm, thừa dịp cho hắn mang thức ăn lên công phu, cố viện nói, vị đại nhân này, hôm nay thư viện nghỉ, đánh từ mai, chúng ta tiệm cơm cũng bắt đầu đóng cửa. Ngày ăn cơm vẫn là tìm cái khác chỗ hắn cho thỏa đáng. Động tác trên tay dừng lại, lão giả gật đầu, đa tạ cô nương nhắc nhở cố viện cho là mình cùng lão giả hẳn là sẽ không lại gặp mặt coi như gặp mặt cũng là năm sau sự tình nào biết cách một ngày nàng ngay tại sát vách gian gia nhìn thấy lão giả cùng tùy tùng của hắn hai người là thôn trưởng mang tới nhìn thấy cố viện sững sờ lão giả cười cô nương chúng ta lại gặp mặt cố thôn trưởng các ngươi nhận biết vậy thì tốt vậy ta liền không nhiều giới thiệu trong lòng của hắn không khỏi hoài nghi cái này người vừa nhìn liền biết là nhà giàu sang xuất thân đặt vào điều kiện tốt trên trấn không ngừng, hết lần này tới lần khác phải chạy đến trong thôn trang tới. Trước đó hắn không hiểu, bây giờ muốn minh bạch, tình cảm hắn là hướng về phía cố viện đến. Lão giả lắc đầu, trước đó tại trên trấn thời điểm một mực đang vị cô nương này tiệm cơm ăn cơm, ta cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy xảo, sẽ lần nữa gặp được cô nương. Nhưng, càng trùng hợp còn tại phía sau. Chỉ thấy lão giang đầu bịch quỳ trên mặt đất, thảo dân thấy qua đại tướng quân. Đại tướng quân cố viện bọn người cùng nhau hút miệng hơi lạnh, bọn hắn mới nói cái này nhân thân phần không đơn giản, lại không nghĩ rằng sẽ là đại tướng quân. Toàn bộ đại hạ, có thể được xưng là đại tướng quân người một cái tay đều có thể đếm được, mặc kệ hắn là cái kia, đều không phải bọn hắn có thể chọc được. Lão giả kinh ngạc nhìn về phía lão gian đầu, ngươi nhận ra ta. Nói hắn còn sờ sờ mặt mình. Bởi vì lấy vợ con sự tình, hắn trong vòng một đêm đầu bạc, về sau phần lớn thời gian đều dùng để tìm kiếm vợ con, rất ít đi trong quân, cũng rất ít ở kinh thành ẩn hiện. Hắn những lão hữu kia có thế liếc mắt nhận ra hắn, lão giả không cảm thấy kỳ quái. Tại cái này vắng vẻ địa phương có người nhận ra hắn, quả thực để hắn kinh nghi. Lão Giang đầu nói, hơn 20 năm trước Thảo Dân đã từng tham gia qua quân, lúc ấy chính là ngài lãnh đạo chúng ta, Thảo Dân từng xa xa gặp qua tướng quân. Có thế tại cái này gặp phải năm đó lão tướng quân là lão Giang đầu không nghĩ tới, nói thật ra, hắn vừa mới bắt đầu cũng không dám nhận. Mặc dù thời gian qua đi 20 năm, người có biến hóa rất bình thường, lão tướng quân biến hóa quá lớn. Có thể nhận ra lão tướng quân, trừ lão tướng quân tay phải ngón áp út mang theo cái chiếc nhẫn màu bạc bên ngoài, lại có chính là lão tướng quân bên người tùy tùng. Lão giả gật gật đầu, hắn động tác này xem như ngầm thừa nhận thân phận, cố thôn trưởng lúc này liền quỳ xuống, thấy qua đại. Tướng quân, không biết là đại tướng quân giá lâm, ti chức không có từ xa tiếp đón, còn mời chuột tội biết được người trước mắt là đại tướng quân cố thôn trưởng cả người đều dọa sợ đại tướng quân thế nhưng là võ tướng bên trong đại quan mà hắn chỉ là cái bất nhập lưu hạt vừng nhỏ quan cả hai liền giống với con kiến cùng ngỗng trời mà hắn dĩ nhiên chính là con kia con kiến đại tướng quân muốn bóp chết hắn cũng chính là chuyện một câu nói hắn không khỏi đang nghĩ mình những năm này có hay không làm xuống cái gì chuyện hồ đồ đáng tiếc đang khẩn trương sau khi đầu óc trống rỗng cái gì đều nghĩ không ra không chỉ cố thôn trưởng Cố viện cùng Giang Nghị cũng theo sát lấy quỳ xuống. Hai người cũng không có nghĩ đến vị này là tiếng tâm lừng lẫy đại tướng quân, cũng may bọn hắn trước đó cùng đại tướng quân tiếp xúc qua một đoạn thời gian, lão tướng quân bình dị gần gũi, cũng là không cảm thấy nhiều đáng sợ. Lão giả không lưng đem lão Giang đầu kéo lên, bên cạnh hắn người trung gian thấy thế hai tay đỡ dậy Giang Nghị, lão tướng quân nói, ta lần này thuộc về cải trang, các ngươi không cần đa lễ, liền coi ta là thành một cái bình thường tá túc lão nhân gia liền tốt hắn dò xét bốn phía, hài lòng nói, nơi này không sai, sau này ta liền ở cái này. Lão tướng quân ra kinh là vì tìm nhi tử, từ nhìn thấy Giang Nghị một khắc này trong lòng của hắn liền có một thanh âm tại nói cho hắn, đây chính là hắn nhi tử. Mặc dù trước đó nghĩ tới không đem nhi tử cuốn vào vòng xoáy, nhưng biết rõ nhi tử đang ở trước mắt, hắn cũng làm không được thời gian dài không gặp gỡ. Cố viện tiệm cơm mở cửa, hắn thường thường còn có thế cùng nhi tử gặp một lần, tiệm cơm đóng cửa, hắn muốn gặp lại, chỉ có thể chờ đợi đến năm chính nguyệt 16 về sau. Từ hiện tại đạo chính nguyệt 16 đem thời gian gần một tháng, hắn làm sao có thể nhịn được. Thế là, lão giả nghĩ cái biện pháp, hắn giả vờ như đối đại thanh sơn cảm thấy hứng thú, mang theo trung niên nhân đến cố gia thôn tá túc. Lại lấy cớ không khả quan nhiều, thích thanh tịnh, để thôn trưởng giới thiệu với hắn một chỗ yên tĩnh, tốt nhất trong nhà còn có người biết làm cơm. Bởi vì hai người bọn họ đều không biết làm cơm lão giả mặt ăn nói không giống như là lừa đảo hắn tiện tay liền cho thôn trưởng năm lượng làm bằng bạc vất vả phí thôn trưởng nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là đón lấy cái này sống cố gia thôn phù hợp lão giả điều kiện người ta vốn cũng không nhiều còn muốn cầu nấu cơm ăn ngon cố thôn trưởng lúc này liền nghĩ đến cố viện cố viện trong nhà chỉ có nàng cùng với nàng nương hai người không tiện nhưng nàng sát vách có thể a à, đến lúc đó để cố viện làm tốt cơm bưng đi qua chính là cũng liền mấy bước đường sự tình vừa vặn hai người không phải đối đại thanh sơn cảm thấy hứng thú a à. thế là cố thôn trưởng liền đem người tới chân núi hiện tại biết thân phận của đối phương cố thôn trưởng cũng đoán được cái gì đối đại thanh sơn cảm thấy hứng thú hẳn là chỉ là cái cớ về phần đối phương chân thực mục đích là bề bộn nhiều việc hắn cũng không dám hỏi đến cố thôn trưởng cúi đầu không lưng ngài hài lòng liền tốt hài lòng liền tốt ngài nhìn ngài còn thiếu cái gì ti chức lập tức để người đưa tới đại tướng quân ai nhưng lãnh đạm không được Lão giả khoát tay, không cần làm phiền, ngươi tự đi mau lên. Hắn nhìn ra thôn trưởng rất không được tự nhiên, mà lại thôn trưởng tại rất nhiều lời hắn cũng không tiện nói ra miệng, vẫn là sớm đem người đuổi tốt. ti chức trước hết cáo lui. Hắn trước khi đi còn cho cố viện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chương 221, Thẳng Thắng Cố viện hiếu kỳ nhìn về phía cố thôn trưởng, thôn trưởng ngươi gọi ta. Cố thôn trưởng một mặt đau lòng từ trong ngực lấy ra năm lượng bạc, viện viện A vừa rồi ngươi cũng nghe thấy, vị kia không tầm thường. Ta thôn liền ngươi nấu cơm tay nghề tốt, những ngày này ngươi nhưng nhất định phải chú ý, đem vị kia hầu hạ tốt. Nói xong hắn liền đem bạc nhét vào cố viện trong tay, ngươi cầm đi trên trấn nhìn xem có thể hay không tìm kiếm chút đồ ăn đến, nếu là không đủ, ngươi lại cùng thúc nói. Không phải hắn hào phóng, vị kia hắn không thể trêu vào, vạn nhất hầu hạ không tốt, ai biết sẽ như thế nào. Cố viện phốc phốc cười ra tiếng, thúc, ta nhìn vị đại tướng quân này rất hiền hòa, ngày này làm sao hoàn thành chim sợ cành công. Cố thôn trưởng trừng nàng liếc mắt, hắn thăm dò hướng bên trong nhìn lại, sau đó tranh thủ thời gian rút về. Cố thôn trưởng hạ giọng, ngươi biết cái gì? Trước đó chúng ta không biết lai lịch của hắn, đương nhiên như thế nào đều thành, bây giờ nếu biết, ngươi đừng không coi là chuyện to tác gì. Thúc nói cho ngươi, những đại nhân vật này tính tình cổ quái đây. Cố thôn trưởng nói thầm, nói tới nói lui vẫn là quái lão gian đầu, ngươi nhận ra liền nhận ra thôi, tại sao phải ở ngay trước mặt ta đâm thủng hiện tại tốt trong thôn ở như thế một tôn đại phật hắn ngẫm lại liền tâm can rung động thúc nói những cái này ngươi đều nhớ chưa nếu là ngươi không cẩn thận đắc tội đại tướng quân đừng trách thúc ta không cứu ngươi cố viện gật đầu ghi nhớ thúc ngài cứ yên tâm đi ta nhất định coi hắn là ta tổ tông đồng dạng cho cúng bái lời này không sai đi lên số cố viện cùng cố thôn trưởng là cùng một cái tổ tông cố thôn trưởng trừng nàng liếc mắt hắn ông ngực được rồi, thúc không cùng ngươi bần, thúc cái này nhịp tim lợi hại, phải mau về nhà nằm một năm. Đại tướng quân ai, hắn đời này thế mà có thế gặp mặt tướng quân, cố thôn trưởng đi đường đều là phiêu. Nhìn xem thôn trưởng bóng lưng đi xa, cố viện nghĩ nghĩ tuyệt không trực tiếp đi gian gia, mà là trở về nhà mình. Nàng từ. Trong ngăn tủ cầm chút hoa quả khô, nho khô ra tới, vừa đi ra viện tử, nhìn thấy bên tường loại một gốc cây trà, cố viện đi trở lại. Giang gia cùng với nàng nhà không giống, Trừ thông thường lương thực cũng không có ăn vặt. Đối phương thế nhưng là lão tướng quân, để người làm như vậy ngồi phù hợp. Lão Giang đầu hiếm khi uống trà, nhà hắn lá trà đều là Giang Nghị từ trên núi hái, dù cho có Cố Viện trợ giúp cải thiện, hương vị cũng không tính được thượng thừa. Mình uống làm sao đều tốt, dùng để đãi khách có chút không quá phù hợp. Không biết đối phương thích uống cái gì, Cố Viện chọn tới chọn lui, chọn cực phẩm mây mù. Cố Viện thích mây mù hương vị, nàng nghĩ đến, nếu là đối phương không thích liền giữ lại mình uống ngoan bảo ngươi đây là làm gì đi ta vừa rồi hoảng hốt nghe thấy thôn trưởng thanh âm hắn tới qua cố lão thái tò mò hỏi cố gia cùng gian gia câu đối hai bên cánh cửa lấy cửa cố thôn trưởng vừa rồi kêu cửa thời điểm lại không biết lão giả thân phận cho nên thanh âm có chút lớn cố lão thái nghe thấy cũng không kỳ quái cố viện mẹ ta đi sát vách đưa chút đồ vật quay đầu lại cùng ngài nói tỉ mỉ cố viện trở lại gian gia thời điểm bốn người chính vây quanh gốc cây hạ bàn đá ngồi nói chuyện. Cây là cây lựu cây, là gia nghị từ trên núi dời cắm ra tới, ngọt cây lựu. Bàn đá là gia nghị thấy cố gia có một cái, hắn cảm thấy cố viện sẽ thích, liền tại nhà mình cùng một vị trí làm một cái. Cố viện đem rổ để lên bàn, từ trong giỏ sách mang sang trước đó cất kỹ hoa quả khô, nho khô. Lão giả mở miệng, tiểu cô nương, gọi ngươi tốn kém. Cố viện lắc đầu, đại tướng quân khách khí, đều là trên núi giả vật, ngài không chê liền tốt. Nàng lấy ra đồ vật có mấy loại, hạt đào, hạt thông, táo đỏ, đậu phộng, còn có hạt dưa. Giao khô cũng có màu tím đen cùng lục sắc hai loại. Đem đồ vật tất kỹ, cố viện lại nói, các ngươi trước trò chuyện, ta đi nấu nước cho ngài pha trà. Giang nghị đứng lên, ta cùng ngươi cùng một chỗ. Bàn tròn vị trí vừa vặn đối cửa phòng bếp, từ lão giả góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy trong phòng bếp bếp lò. Giang Nghị vào nhà sau thuần thục ngồi tại trước bếp lò, hắn cầm đá đánh lửa hai tay một túng, liền đánh ra lửa tới. Cố viện thì là từ sau cửa mặt cầm qua một cái tạp về thắt ở trên thân, thuần thục múc nước cọ nồi, nấu nước. Lão Giang đầu thấy đại tướng quân liếc mắt không sai nhìn xem Giang Nghị, nghĩ lầm hắn cảm thấy Giang Nghị xuống bếp không tốt. Hắn mở miệng giải thích, tướng quân, hương giả thôn phu khả năng cùng ngài không giống, chúng ta cái này không có chú ý nhiều như vậy, nam tử xuống bếp người không phải số ít. Lão giả hoàng hồn, hắn nói, a, à, ta không phải ý tứ này ngươi nuôi đứa con trai tốt, Giang Nghị bị ngươi giáo dưỡng nhiều tốt. Đứa nhỏ này rất trầm ổn, mặc kệ là trước kia không biết thân phận của hắn thời điểm, vẫn là hiện tại biết được thân phận của hắn, trong hai mắt đều biểu hiện nhiều bình thản. Liền tựa như hắn chỉ là cái râu riêng người, không có quan hệ gì với mình. Hắn gặp quá nhiều người, khi biết thân phận của hắn, biết được hắn đang tìm kiếm thất lạc nhi từ lúc, đôi mắt chỗ sâu thoáng hiện lửa nóng cùng nhất định phải được, còn có đối với hắn không để lại dấu vết thân cận cùng vuốt mông ngựa, những cái này nhìn như nhân chi thường tình đồ vật, hắn tại gia nghị trên thân một cái đều không nhìn thấy. Không nịnh bợ, không nịnh nọt, cho nên hắn mới có thể nói lão giang đầu đem nhân giáo đạo nhiều tốt. Lão giang đầu sửng sốt một chút, sau đó cười nói, không sợ tướng quân trò cười, ta này nhi tử từ nhỏ liền hiếu thuận, hiểu chuyện. Mẹ hắn phải đi trước, 7-8 tuổi bên trên là hắn biết giúp đỡ ta làm việc, mười mấy tuổi liền bắt đầu lên núi đi săn. Nhất lên nhi tử, lão giang đầu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo, hắn đời này có thế đem ra đánh đồ vật không nhiều giang nghị tuyệt đối thuộc thứ nhất lão giang đầu không nhìn thấy khi hắn nói lên giang nghị mẫu thân thời điểm lão giả hai tay run rẩy hô hấp đều hỗn loạn trung niên nhân thấy thế nói nén bi thương ngạch không biết chúng ta có thể hay không đi bái tế hạ tẩu phu nhân a à, dù sao chúng ta muốn tại cái này ở một thời gian ngắn ta suy nghĩ hẳn là cho tôn phu nhân thắt nén hương ánh mắt của lão giả sáng hắn có chút cầu khẩn nhìn về phía lão giang đầu Lão Giang đầu có chút khó khăn, hắn quay đầu nhìn phòng bếp liếc mắt, thở dài, không sợ tướng quân trò cười, ta tuyệt không cưới vợ, Giang Nghị hắn cũng không phải ta thân sinh. Hắn là ta trước kia ở trên núi nhặt, ta nhặt được hắn thời điểm hắn bị người đặt ở trên chạc cây, ta ở trên núi tìm hai ngày, tuyệt không tìm tới trừ hắn bên ngoài người. Cũng xin nhờ thôn trưởng hỏi thăm thôn phụ cận, cũng không nghe nói nhà ai ném hài tử. Cho nên, cho nên, không phải hắn không chịu, mà là hắn không có thê tử cho bọn hắn bái tế a. À. Cái gì? Lão giả kinh ngạc đứng lên, làm sao lại không ai? Lão Giang đầu mặc dù kinh ngạc đại tướng quân vì sao như vậy kích động, vẫn là thành thẩn nói, xác thực không ai. Chẳng qua ta tại Lân Cận có nhìn thấy qua vết máu, có thể là bị trên núi động vật tha chạy. Tha chạy là hàm xúc thuyết pháp, chuẩn xác mà nói pháp là bị ăn. Kỳ thật lão Giang đầu trong đầu cũng rõ ràng, Giang Nghị nương rất có thể biết mình sống không được, mới có thể đem Giang Nghị vứt xuống. Nàng nhiều năm như vậy không có xuất hiện. Tám thành là người không có. Lão giả đặt mông ngồi tại trên ghế. Lão giang đầu dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía trung niên nhân. Trung niên nhân do dự một chút nói. Thực không dám giấu giếm. Chúng ta hôm nay đến cũng không phải là ngẫu nhiên. Trải qua điều tra. Chúng ta hoài nghi ngài con nuôi giang nghị. Rất có thể là lão gia. Nhà ta 18 năm trước rất nghi tử. Năm đó. Lão gia bên ngoài đánh trận. Phu nhân tính cả vừa lên tiếng tiểu công tử tất cả đều không gặp. Những năm này lão gia một mực đang tìm phu nhân cùng tiểu thiếu gia ở nơi nào. Cho nên, khi biết gian nghị mẹ ruột không có, mới có thể như vậy thất thố. Chương 222, xác nhận, phân tích thế cục. Có đôi khi có mấy lời cũng không cần nói quá ngay thẳng, đối phương liền có thể hiểu. Lúc này lão giang đầu hiển nhiên nghe hiểu trung niên nhân. Hắn run rẩy nói, xác thực, xác định rồi sao? Lão giang đầu suy đoán qua giang nghị thân phận khả năng không đơn giản, nhưng hắn không nghĩ tới thế mà lại là đại tướng quân nhi tử. Năm đó nhặt được Giang Nghị thời điểm, Giang Nghị trong cổ treo cái ngọc bội, cấp trên có cái, nghị, chữ. Tiếp theo, bao bọc Giang Nghị tả lót cũng không đơn giản, kia sợi tổng hợp xem xét chính là nhà giàu sang, người bình thường căn bản dùng không nổi. Nghĩ tới đây, lão Giang đầu hít sâu, tướng quân chờ một lát, năm đó nhặt được hắn tả lót ta một mực giữ lại, ta đi lấy tới. Lão Giang đầu đứng người lên, đi đường dáng vẻ càng phát ra còng xuống như Giang Nghị thật là tướng quân nhi tử, tướng quân hẳn là sẽ đem người mang đi a. À. Dù sao tìm rồng rã 18 năm, bây giờ tìm được, hắn không tin đối phương sẽ để cho cốt nhục của mình đi theo hắn cái lão già họng hẹm ở tại nơi này sơn giả nông thôn. Chờ một chút, lão giả gọi hắn lại, tiểu cô nương, chúng ta buổi sáng ra tới còn không có ăn thứ gì, có thể hay không làm phiền ngươi đi cho làm điểm. Nghe thôn trưởng nói ngươi liền ở cửa đối diện, còn xin ngươi làm tốt lại cho bưng tới. Lão Giang đầu lúc này mới phát hiện, Cố viện đã đem nước trà cho nấu xong. Cố viện gật đầu, không có vấn đề, không biết ngài muốn ăn chút gì. Nhà chúng ta có cải trắng, khoai tây, củ cải những cái này rau quả, một nhĩ, cây nấm còn có một số đồ ăn làm. Thịt, nhà ta nuôi gà vịt cùng con thỏ. Đối phương là đại tướng quân, ăn cơm cũng không thể giống như trước đó tùy tiện, cố viện đem nhà nàng có thể lấy ra đồ vật nói ra, để lão giả tự chọn. Tiểu cô nương ngược lại là chăm chỉ, thế mà còn nuôi súc vật như thế vậy liền phiền phức cô nương cho làm thịt kho tàu con thỏ đi ta thế nhưng là nghe ngươi trong tiệm khách hàng nói qua cô nương thịt kho tàu con thỏ hương vị kia là nhất tuyệt hắn nói là tôn học tử tôn học tử cái này người là cái như quen thuộc phát hiện đại tướng quân là nơi khác đến chỉ khen hắn ăn cơm tìm đúng địa phương đồng thời đem cố viện tiệm cơm hắn thích đồ ăn giới thiệu một lần nhìn hắn tính tích cực không biết còn tưởng rằng là cái nhờ đâu lại đến cái gà con hầm nấm cùng rang đậu mầm đi ha ha Cô nương bỏ qua cho, so với thức ăn chay ta vẫn là càng thích ăn thịt. Cố Viện gật đầu, những cái này đồ ăn cũng không có vấn đề gì, chính là thịt hầm cần thời gian có chút dài, muốn chờ thêm một chút. Thịt kho tàu con thỏ không sai biệt lắm một khắc đồng hồ liền có thể tốt, hầm gà nàng quen thuộc hầm bên trên hai khắc đồng hồ trở lên, không phải không dễ dàng nát. Hai khắc đồng hồ thời gian có hơi lâu, cũng không biết đối phương có thể chờ hay không. Lão giả khoát khoát tay, không sao, chủ yếu là thèm ăn nghĩ nếm thử thủ nghệ của cô nương lão giang đầu nói tướng quân nha đầu này gọi cố viện là giang nghị vị hôn thê hắn ngừng tạm lại nói người là giang nghị tự chọn hắn nhìn ra được lão tướng quân cũng không phải là thật muốn ăn cái gì mà là tìm lý do đem người đẩy ra hắn nghĩ khả năng tướng quân cũng không muốn giang nghị sự tình đợi bị người ta biết nhưng cố viện không phải người ngoài nàng là giang nghị danh chính ngôn thuận vị hôn thê liên quan tới giang nghị thân thế hắn cảm thấy cố viện có quyền biết. Lão giả sờ lấy râu ria, ồ. Vừa vặn, vậy liền phiền phức gian tiểu huynh đệ cùng một chỗ. Ta nhớ được tiểu huynh đệ giết cá là một tay hảo thủ, nghĩ đến giết gà không khó lắm. Lời nói này lão giang đầu càng thêm nghi hoặc, nhưng, lão giả hoàn toàn không có giải thích ý tứ. Giang nghị mặt không biểu tình gật đầu, đi theo cố viện cùng ra ngoài. Sau khi hai người đi, lão giang đầu mới nói, tướng quân ngài đây là. Tướng quân hướng về phía hắn lắc đầu, trịnh trọng nói vô luận kết quả như thế nào chuyện này ta không hy vọng giang nghị biết a à, lão giang đầu nghi ngờ hơn tướng quân là có ý gì đây là không có ý định nhận giang nghị nếu không muốn nhận lại làm cái gì chạy đến trong nhà hắn đến lão giả nói trong này nói đến rất phức tạp một lát cũng giải thích không rõ ràng ngươi vẫn là trước tiên đem tả lót lấy ra ta xem một chút mặc dù thời gian cùng tuổi tác đều có thể đối được lão giả vẫn là hy vọng có thế có càng mạnh mẽ hơn chứng cứ lão giang đầu gật gật đầu hắn trở lại phòng bên trong từ ngăn tủ dưới đáy lấy ra chân tàn tả lót cùng ngọc bội đây chính là năm đó bao bọc giang nghị đồ vật còn có khối ngọc bội này sờ lấy ngọc bội lão giang đầu có chút thương cảm ta vẫn nghĩ một ngày kia thân nhân của hắn có thế đến nhận hắn quy tông cho nên một mực chừa cho hắn nhìn thấy ngọc bội trung niên nhân khiếp sợ đứng lên hai tay của hắn run rẩy lão lão gia cái này là cái này không sai hắn là tướng quân từ nhỏ cùng nhau lớn lên thiếp thân nô tài, cũng là chứng kiến tướng quân cùng phu nhân tình cảm người. Khối ngọc bội này là năm đó hắn bội tiếp tướng quân tìm thấy, cũng là hắn nhìn xem tướng quân từng chút từng chút điêu khắc mà thành. Dù là sự tình qua đi 20 năm, hắn như cũ quên không được. Còn có cái này tả lót, tả lót tài năng là trong kinh cống phẩm, toàn bộ kinh thành số lượng đều có hạn. Trừ nhà hắn năm đó rất cái này một khối, cái khác đều ở kinh thành. Cho nên, không sai. Lúc này, thật không sai. Nhi tử thân nhân rốt cục đến đây nhận thức, lão gian đầu nói không rõ trong lòng là cái gì cảm thụ. Hắn đã cao hứng nhi tử rốt cuộc tìm được người nhà, không còn là lục bình không rễ, lại khổ sở tại nhi tử sắp đi theo người nhà đi xa, phụ tử cuối cùng không còn gặp nhau. Lão giả trong lòng đồng dạng kích động, hắn vuốt ve ngọc bội, không tự giác đã lệ rơi đầy mặt. Thật lâu, hắn nức nở nói, trước nhận lấy đi, quay đầu tìm lúc không có người thiêu hủy ngọc bội ngươi liền giữ đi coi như là cái tưởng niệm biết lão giang đầu có rất nhiều nghi hoặc bình phục hảo tâm tình hắn mở miệng nói cho lão giang đầu nghe bây giờ trong kinh tình hình rất phức tạp tùy tiện dẫn hắn trở về cũng không phải là yêu hắn ngược lại sẽ hại hắn đương kim niên kỹ càng lúc càng lớn lấy quý phi cầm đầu đại hoàng tử một đảng cùng lấy hoàng hậu cầm đầu bè phái thái tử tranh đấu càng diễn càng liệt ngoài ra còn có từ nhỏ hầu hạ hoàng thượng hiền phi nàng sinh tam hoàng tử nhất phải hoàng đế yêu thích ba người đều đối cái kia vị trí có ý tưởng, lão giả thân là đại tướng quân cũng là bọn hắn lôi kéo đối tượng. Hoàng gia lôi kéo không ở ngoài thông gia hai chữ, tam hoàng tử phi chính là lão giả con gái ruột, nữ nhi duy nhất. Nhưng, trong kinh đều biết nữ nhi này là chuyện gì xảy ra, cho dù nàng thành tam hoàng tử phi, lão giả cũng sẽ không phản chiến đi giúp tam hoàng tử. Gia nghị liền không giống, tất cả mọi người rõ ràng hắn là lão giả cùng nhất nữ nhân yêu mến sở sinh. Lão giả tìm hắn ròng rã 18 năm, hắn tại lão giả trong lòng địa vị không giống. Như hắn trở về, vì lôi kéo lão giả, cái này ba nhà thế tất sẽ đem chủ ý đánh ở trên người hắn. Quý phi xuất thân đồng dạng cao quý, mẹ nàng nhà có khuê nữ cô nương ba bốn cái, chính nàng cũng có cái còn chưa hôn phối công chúa. Hoàng hậu mặc dù không có con vợ cả nữ nhi, nhưng cháu gái, cháu gái cũng có hai cái, lại đều thâm thụ hoàng hậu yêu thích. Lại đến chính là hiền phi, hiền phi nhà mẹ đẻ không hiện, cũng có hai cái còn chưa xuất giá công chúa chính yếu nhất chính là sau lưng nàng có hoàng thượng chỗ dựa nhớ ngày đó tam hoàng tử sự tình chính là hoàng đế bỗng nhiên tứ hôn như giang nghị trở về rất có thể cũng sẽ bị hoàng đế tứ hôn ứng cử viên tám thành sẽ là hiền phi xuất ra công chúa lão giả ngươi hắn cũng không muốn tham dự cái này hoàng quyền chi tranh càng không muốn con của mình trở thành hoàng quyền vật hy sinh lão giang đầu sắc mặt khó coi trung niên nhân tiếp tục nói hoàng đế cũng mặc kệ ngươi có không có người trong lòng coi như thành hôn cũng nhiều chính là biện pháp để người tan vợ, coi như hoàng đế nhân từ sẽ không đối cố cô nương như thế nào. Hai vị công chúa cũng sẽ không bỏ qua nàng. Chương 223, xác nhận, 2. Trung niên nhân vỗ nhẹ lão gian đầu bả vai, dễ cật nói, ai bảo người ta là quân, chúng ta là thần đâu. Muốn trung niên nhân nói, đương kim cái gì cũng tốt, chính là quá mức, si tình, đến mức đem hiền phi một mạch sủng vô pháp vô thiên. Lão gian đầu thưa giả dạ nói, cái này, cái này hoàng hậu nương nương liền mặc kệ. Ta nghe nói hoàng hậu nương nương hiền lương thuộc đức, nhất là công chính chẳng qua. Quảng. Các nàng A, à, sợ là ước gì hiền phi đắc tội chúng ta phủ đại tướng quân đâu, không đổ thêm dầu vào lửa cũng không tệ. Bọn hắn phủ tướng quân từ khai quốc hoàng đế lên thế hệ đều là hãng tướng, vì đại hạ lập xuống không biết bao nhiêu công lao hãng mã. Phủ tướng quân mỗi một thời đại truyền nhân đều là trong quân thần tướng, chiến công của bọn hắn không phải dựa vào tổ tông, toàn bộ là mình một đao một kiếm chém giết ra tới. Đại hạ có mấy cái đại tướng quân không giả, luận uy danh còn phải là bọn hắn uy vũ phủ tướng quân. Chỉ cần bọn hắn phủ tướng quân đăng cao nhất hô, trong quân có bảy thành sẽ lập tức hưởng ứng. Mà đại hạ quân đội uy vũ phủ tướng quân trưởng quản có một nửa nhiều, còn lại mấy đại tướng quân phân công quản lý ba thành, cuối cùng hai thành chính là hoàng thượng trong tay ngự lâm quân. Trong kinh đại thần lòng dạ biết rõ, hiền phi lưng sau chính là hoàng thượng, muốn đem hiền phi kéo xuống không dễ dàng. Mà phủ tướng quân chính là có năng lực như thế nhân chi một. Lão giả chậm rãi uống trà, mặc cho trung niên nhân cho lão giang đầu phổ cập trong kinh sự tình, chờ đối phương nói xong, hắn lại nói, không chỉ như vậy, kỳ thật phủ tướng quân cũng có chút phiền phức. Thế hệ trung lương không có nghĩa là không dính khói lửa trần gian, không chú trọng tiền tài quyền thế. Lão giả thân huynh đệ ba người, trừ hắn còn lại hai người đều chiến tử. Đại ca chưa từng lưu lại dòng dõi, nhị ca lưu lại một trai một gái giang nghị trước kia xảy ra chuyện tại phủ tướng quân những người khác xem ra là giữ nhiều lành ít người đều là rất hiện thực chí thân cũng không ngoại lệ trừ lão giả một lòng tận sức tại tìm kiếm thân nhi tử những người khác đem ý nghĩ đặt ở bồi dưỡng người thừa kế kế tiếp cũng chính là lão giả cháu ruột trên thân theo bọn hắn nghĩ vị này duy nhất đời thứ ba chính là phủ tướng quân truyền thừa có lẽ là chết quá nhiều người phủ tướng quân một ít người đối căn này dòng độc đinh miêu có chút quá độ yêu chiều, dẫn đến vị đại thiếu gia kia nhận biết xuất hiện sai lầm. Hắn đem phủ tướng quân hết thảy đều coi như là mình. Đã từng có người đề nghị nhận làm con thừa tự dòng giỏi cho hắn, hắn đầu này còn không có làm gì đâu, đêm đó vị kia bị nhấc lên đường chất tử liền bị phát hiện chết chìm tại sông Hộ Thành bên trong. Lúc ấy lão giả là chấn nộ, định lấy áp lực đi điều tra, cuối cùng tra ra hung thủ thế mà cùng hắn cháu ruột có quan hệ. Đối mặt hắn chất vấn, cháu ruột không chút nào hối cải thế mà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đối phương đoạt hắn đồ vật là đáng đời a à, hắn đồ vật như lời này là hắn nhị ca đến nói hắn có lẽ sẽ không phẫn nộ bởi vì hắn cùng nhị ca mặc dù quan hệ không thân cận không thể phủ nhận nhị ca là anh hùng cháu hắn tính là gì anh hùng sinh ra cẩu hùng phủ tướng quân duy nhất sợ hãi rụt rè không dám lên chiến trường nạo chủng lão giả ghét ác như cừu lúc đầu hắn là dự định trực tiếp đem chất tử giao ra kết quả hắn nhị tẩu mẹ hắn khóc sức mướt một đám nữ quyến sửng sốt đem hắn bao bọc vây quanh đe dọa dụ lợi một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng là một khắc này lão giả đối phủ tướng quân thất vọng cực độ hắn chợt phát hiện phủ tướng quân cũng không tiếp tục là hắn nhận biết tướng quân kia phủ có lẽ sớm muộn cũng có một ngày phủ tướng quân cũng không ngoại lệ sẽ bị tiền tài ăn mòn biến thành triều đình truy tên trục lợi công cụ tử không nói mẫu chi tội lão giả lúc này lại không chút nào che giấu nói ra mẫu thân hắn không phải, mẹ ta vốn cũng không vui gian nghị mẹ nàng, ta cháu kia lại là nàng một tay nuôi nấng, trong mắt bọn hắn phủ tướng quân chính là bọn hắn vật trong túi. Con ta nếu là trở về, kia nhất định là muốn cùng bọn hắn tranh đoạt sản nghiệp. Bọn hắn sẽ không bỏ qua hắn. Y hệt năm đó phu nhân của hắn. Phủ tướng quân đề phòng xâm nghiêm, nếu không có người nội ứng ngoại hợp, người nào có bản lãnh lớn như vậy có thể đi vào phủ tướng quân bắt đi thiếu tướng quân thê tử mẹ hắn đối với hắn phu nhân chán ghét cho tới bây giờ đều là hiện ra mặt như thế nào lại đối với hắn nhi nhìn với con mắt khác cái này cái này lão giang đầu thực sự không biết nên nói cái gì cho phải hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu nghe lớn ý của tướng quân lão tướng quân phu nhân là thật sẽ giết cháu trai ruột a à. hắn đổ sẽ không cho là lão giả ăn nói lung tung lão giả có thế nói với hắn những chuyện này xem ra là thật nhiều quan tâm giang nghị ý của tướng quân là giấu giếm giang nghị Giang nghị đứa nhỏ này rất thông tuệ, ta không cho rằng có thế giấu được hắn. Nói câu khoác lác, hắn là ta nuôi lớn, ta hiểu rõ hắn. Hắn trên miệng chưa từng nói liên quan tới thân sinh chuyện của cha mẹ, kỳ thật trong lòng là rất để ý. Khi còn bé hắn sẽ còn hỏi ta thân sinh chuyện của cha mẹ, về sau mỗi lần nhắc lên, hắn đều sẽ nổi giận. Ta cảm giác được trong lòng của hắn là có oán khí. Hắn cho rằng cha mẹ của hắn nhiều năm như vậy không tìm đến hắn, khẳng định là vứt bỏ hắn. tướng quân thảo dân coi là ngày hẳn là cùng hắn đem sự tình nói rõ ràng không phải hắn chẳng phải là sẽ hiểu lầm như lão tướng quân đối đứa bé này không cảm giác cũng coi như vấn đề là tướng quân hắn quan tâm đứa bé này đã quan tâm tại sao phải để hài tử hiểu lầm đâu hài tử trong lòng không dễ chịu chính hắn cũng đi theo khó chịu lão giả ngẩng đầu nhìn lão giang đầu ngươi nói rất đúng ta nói cho ngươi nhiều như vậy cũng không phải là ta không có ý định nhận hắn ta chỉ là muốn nói cho ngươi ngươi không cần lo lắng cho dù ta nhận hắn trong thời gian ngắn cũng sẽ không để hắn hồi kinh chính là bởi vì hắn muốn nhận về đứa con trai này mới có thể đem trong kinh hình thức nói cho lão giang đầu nghe lại từ lão giang đầu thuật lại cho giang nghị hắn sẽ tôn trọng giang nghị ý kiến như giang nghị nguyện ý đi theo hắn trở về hắn tất nhiên dốc hết toàn lực hộ giang nghị chu toàn như giang nghị không nguyện ý hắn cũng sẽ không miễn cưỡng hắn ngẩng đầu bốn phía nhìn xem đại thanh sơn chỗ vắng vẻ cũng coi là bên trên là cái dưỡng lão nơi tốt chờ hắn về nhà xử lý tốt phủ tướng quân sự tình, liền trở lại nơi này cùng nhi tử cùng một chỗ sinh hoạt. Không thể phủ nhận, nghe lão giả lời nói này, lão giang đầu nội tâm là nhẹ nhàng thở ra. Hắn đột nhiên cảm giác được dạng này mình như cái kẻ trộm, giang nghị rõ ràng là người ta nhi tử, hắn lại không nở buông tay, muốn tư giấu ở nhà. Giang gia, lão giả cùng lão giang đầu tiến hành thẳng thắn trên đường cố viện cũng đang cùng giang nghị nói bọn hắn. Giang nghị, ngươi không sao chứ? Ta luôn cảm thấy kia cái gì đại tướng quân đến chúng ta thôn, không giống như là trùng hợp. Đại Thanh Sơn cũng không phải cố gia thôn độc hữu, sao em đẹp tìm đến cố gia thôn nữa nha. Còn thật vừa đúng lúc muốn ở tại Giang Gia. Giang Gia phòng ở là mới đóng không giả, nhưng trong thôn so Giang Gia phòng ở tốt lại không phải là không có. Khi lớn tướng quân rất rõ ràng chân đứng không vững. Giang Nghị, ừm, mặc kệ hắn có cái gì mục đích, liền xem như liều mệnh của ta, ta cũng sẽ không để hắn thương hại các ngươi cố viện nhấp môi dưới, tổn thương. Ta cảm thấy thế thì chưa hẳn, hắn nhìn xem không giống như là sẽ lạm dụng chức quyền người. Ta, ta chính là. Cố viện nhất thời không biết phải nói như thế nào, nàng luôn cảm thấy hai người này là hướng về phía Giang Nghị đến. Chẳng lẽ bọn hắn đã tra rõ ràng, Giang Nghị thật là đại tướng quân nhi tử. Quyển sách kia bên trong cũng không có đề cập qua có cái này một lần a. À. Thật sâu thở dài một tiếng, cố viện tự dẻo, còn quyển sách kia đâu kia trong quyển sách cũng không nói nàng bị đoạt xá A, à, tại kia trong quyển sách nàng cùng Giang Nghị đều là pháo hôi, là tiểu nhân vật. Bây giờ nàng người đều trở về, nàng biết rõ đây chính là một cái hoàn chỉnh thế giới, khi Giang Nghị thân thế bị tuôn ra đến giống như cũng không có gì có thế kỳ quái. Chương 224, Khoe khoang. Nghĩ tới đây, cố viện có chút hoảng. Vị kia thế nhưng là đại tướng quân, nếu như Giang Nghị thật là con của hắn, chẳng phải là tiểu tướng quân giang nghị nhảy lên từ sơn giả thợ sang biến thành phủ tướng quân nhi tử danh môn quý tộc há lại mình cái thôn này cô có thế xứng với giang nghị giữ chặt nàng tay hai tay của hắn đặt ở cố viện bả vai khiến cho cố viện đối mặt với hắn hắn mỗi chữ mỗi câu chân thành nói ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì ta chỉ muốn nói cho ngươi ngươi nghĩ những cái kia cũng sẽ không thực hiện chẳng cần biết ta là ai ta đi đâu ta cũng sẽ không bỏ xuống ngươi trừ phi trừ phi là ngươi trước buông tay. Hắn thời gian rất sớm liền biết mình muốn cái gì, đồng thời một mực vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Đã từng hắn cũng nghĩ qua cha mẹ ruột sẽ xuất hiện, hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng vô luận loại nào, hắn cũng sẽ không rời đi cố gia thôn. Bởi vì nơi này có cố viện, có lão giang đầu. Cố viện là hắn yêu nhất nữ nhân, lão giang đầu cũng là hắn dứt bỏ không được tồn tại. Cha mẹ ruột, huyết nhục chí thân. Khi cũng là muốn xếp tại hai người về sau như cả hai lên xung đột, Giang Nghị sẽ không chút do dự vứt bỏ cái này cái gọi là huyết mạch chí thân. Chớ nói chi là bây giờ hết thảy đều chỉ là cố viện tưởng tượng còn chưa nhất định là thật. Bỗng nhiên bị thổ lộ, cố viện có chút xấu hổ, nàng cúi đầu quấy bắt đầu chỉ, ấp úng, vậy, vậy đại tướng quân đâu? Ta, đúng là ta, chính là cảm thấy hắn thật đáng thương. Nhi tử ném 18 năm, hắn tìm 18 năm, rõ ràng không đến 50 tuổi, tóc hoa râm, giống như là già 7-80 tuổi, đương nhiên, ta không phải nói nhất định phải ngươi nhận hắn, chính là, chính là, ai nha, ta cũng không biết nói thế nào. Nàng là cảm thấy đại tướng quân đáng thương, nội tâm cũng hy vọng nếu quả thật chính là, Giang Nghị có thể nhận hắn. Nhưng nàng lại cảm thấy cái này dù sao cũng là Giang Nghị việc tư, hẳn là để Giang Nghị mình quyết định, mà không phải nàng thay đối phương quyết định. Giang Nghị nhếch miệng cười cười, hắn cái trán chống đỡ lấy cố viện cái trán, nói khẽ, ta minh bạch ngươi ý tứ. Yên tâm đi, nếu quả thật chính là, ta sẽ nhận hạ hắn, tương lai nếu như hắn cần cũng sẽ cho hắn dưỡng lão đưa tiễn. Lại nhiều liền không có. Hắn vẫn cho là mình là bị phụ mẫu vứt bỏ, nếu như thế, hắn quả quyết là sẽ không nhận thân. Như sự thật cũng không phải là như thế, thân nhân lại tìm tới, vậy nên trách nhiệm của hắn, hắn sẽ không từ chối. Nếu, đại tướng quân thật là hắn cha đẻ, mà đối phương cũng cần, hắn sẽ kết thúc làm người tử nên có. Cái khác, sẽ không lại nhiều. Cố Viện nhẹ nhàng thở ra, nàng dùng lực đẩy ra Giang Nghị, đỏ mặt nói, "Nói chuyện cứ nói, dựa vào gần như vậy làm cái gì?" "Đều tại ngươi, chậm trễ thời gian, đi nhanh lên đi, chúng ta còn phải đi bắt con thỏ cùng gà đâu." Nói xong Cố Viện cũng nhanh bước đi lên phía trước. Giang Nghị buồn cười lắc đầu, bước nhanh chân theo sát phía sau. Lão Giang đầu mua sườn núi nhỏ không tính lớn cũng không nhỏ, chiếm diện tích có 20 mẫu. Dưới sườn núi còn có hai mẫu ruộng đất các đồng dạng bị hắn mua xuống đắp lên chuồng gà thỏ bỏ giang nghị cùng cố viện bình thường đều có chuyện đang bận sườn núi nhỏ một mực là cố lão đại đang giúp đỡ quản lý hai người đến thời điểm cố lão đại chính khiên cải trắng cho ăn con thỏ cải trắng là cố viện mình trồng đến chuyên môn nuôi con thỏ gà cái này tại người khác xem ra là kiện rất xa xỉ sự tình người cố gia đã tập mãi thành thói quen nhìn thấy giang nghị cùng cố viện cố lão đại cảm thán thật sự là kỳ quái đều nói con thỏ thứ này sẽ khoan thành động sẽ chạy Ngươi xem một chút chúng ta chỗ này, ta không gặp thiếu ngược lại cảm thấy có chút nhiều. Cố viện nhếch môi cười, cái này có gì đáng kinh ngạc? Trời lạnh sao? Trên núi không có ăn, con thỏ cũng không đều phải chạy. Nhà chúng ta con thỏ không chạy, vậy nói rõ đại ca ngươi nuôi tốt. Cố lão đại khoát khoát tay, muội tử ngươi cũng đừng lên mặt ca vui vẻ, đại ca bao nhiêu cân lượng còn không biết. Ta muốn thật có bản lãnh này nhà ta sớm phát tài. Đúng ta vừa rồi trông thấy thôn trưởng mang theo hai người hướng các ngươi bên kia đi đây là muốn làm gì vừa rồi cố lão đại lôi kéo một xe cải trắng tới vừa vặn gặp thôn trưởng từ khi lần trước trong thôn kém chút xảy ra chuyện đại gia hỏa liền rất bài xích người ngoài đặc biệt là trong thôn người có tiền nhà thôn trưởng tự mình mang theo người vào thôn vẫn là lần đầu a à, kia là đường xa đến hai khách nhân nói là lên núi đi săn bây giờ liền ở nhờ tại giang gia giang nghị sự tình chỉ là suy đoán của bọn hắn Cố Viện không định nhiều lời, nàng chỉ nói thôn trưởng báo cho nàng bộ phận. Cố lão đại tiến tới hạ giọng nói, "Nơi khác đến, muội tử ngươi nhưng phải chú ý điểm." Cố Viện gật đầu, "Đại ca yên tâm, hai người này trước đó cũng tại tiệm cơm của ta ăn cơm xong, nhìn xem không giống người xấu." "Liền xem như, còn không có Giang đại ca cùng hắn chó săn a, à, ta cảm thấy thôn trưởng đem người thu xếp tại Giang gia, nói không chừng liền có này dụng ý." Cố lão đại vỗ đùi, "Muội tử kiểu nói này, đại ca ta minh bạch." hắn liền nói đâu thôn trưởng làm sao đem người thu xếp ở đâu tình cảm là để giang nghị cho dò xét nội tình cố viện khóe miệng co giật nàng người đại ca này thật sự là hoàn toàn như trước đây dễ lắc lư hai người nói chuyện công phu giang nghị dẫn theo hai con con thỏ hai con gà cũng một con ngỗng đi ra hắn đem trong đó một con gà đưa cho cố lão đại cái này gà mập đại ca cầm lại nhà cho đại tẩu bồi bổ một con gà cùng con thỏ là vừa rồi đại tướng quân điểm đồ ăn bây giờ đã hồi lâu chờ bọn hắn làm tốt cơm không sai biệt lắm trúng tuyển buổi trưa, trực tiếp ở trong cơm trưa. Ban đêm bọn hắn dự định hầm lớn ngỗng, nồi sắc hầm lớn ngỗng, chung quanh dán lên bánh bột ngô tử, cũng là một loại mỹ vị. Cố lão đại từ chối, không cần, trong nhà của ta còn có ăn, các ngươi lấy về mình ăn là được. Nhìn xem Giang Nghị trong tay lớn ngỗng, Cố lão đại lại có chút đau lòng. Muội tử, kia hai người ở tại ta cái này, ăn cơm cho bạc sao? Cái này nếu là ăn uống chùa chẳng phải thua thiệt chết đại ca yên tâm muội muội của người ta là mở cửa làm ăn nào có để người ăn uống chùa yên tâm đi bọn hắn cho bạc đây chính là đại tướng quân coi như nàng không muốn người ta có ý tốt không cho cố lão đại thở vào một cái vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi cầm mình muốn hai người lại nhanh bước về đến nhà sau đó một đầu đâm vào phòng bếp đồ ăn nàng liền định làm kia ba loại lại đánh cái quẩn nấm canh chưng mấy cái bánh bao chay sau khi làm xong, cố viện bưng đi sát vách Giang gia. Lão Giang đầu từ trong nhà lấy ra một bình rượu, hắn nhìn cố viện đồng dạng, tướng quân, ta cái này không có vật gì tốt, cái này vẫn là viện viện tự mình động thủ sản xuất. Dùng rồng rã năm loại lương thực, cho nên ta cho nó lấy cái tên là năm lương rượu. Ngài nếm thử. Mỗi lần nghe lão Giang đầu trịnh trọng việc giới thiệu năm lương rượu, cố viện đều cảm thấy mặt thiêu đến hoảng. Không có cách, tại nàng thế giới kia, liền có một loại danh tử tới chỉ có kém một chữ lão giang đầu thích uống rượu nhưng không thích rượu nho hắn luôn cảm thấy rượu nho không có vị cố viện lúc ấy đầu óc nóng lên liền dùng năm loại lương thực cho hắn những cái rượu có cái này rượu lão giang đầu càng thêm chướng mắt rượu nho mỗi lần có hắn cho rằng người trọng yếu trọng yếu trường hợp hắn đều muốn khoe khoang cố viện tay nghề mỗi lần nghe người khác tán dương cố viện đều có loại muốn chui vào kẻ đất cảm giác nàng cũng không phải bọn hắn miệng bên trong cất rượu kỳ tài, nàng chỉ có điều đứng tại tiền nhân trên bờ vai, có hệ thống trợ giúp mà thôi. Chương 225, Giáo gia nghị tập võ. Lão giả mới lại nhìn về phía cố viện, ồ. Vậy ta nhưng phải thật tốt nếm thử. Bưng chén rượu lên lão giả uống một hơi cạn sạch, hắn hơi liêm diêm mắt không khiến người ta trông thấy đè thấp suy nghĩ. Đã từng, thê tử của hắn cũng là như vậy đa tài đa nghệ. Đáng tiếc. Nghĩ tới đây, trên người lão giả lệ ký bay vọt mà ra. Dù là hắn giết hại nàng người, để những người kia trả giá đại giới, nàng cũng không về được. Cố Viện cùng Giang Nghị hai mặt nhìn nhau, tình huống như thế nào a, à, nàng cái này rượu cũng không tính cay a, à, làm sao còn khóc bên trên rồi. Lão giả lại rót cho mình một chén rượu, uống một hơi cạn sạch sau khen, rượu ngon, rượu ngon a. À. Lão Giang đầu, ta hiện tại cũng có chút đố kỵ ngươi. Ngươi nhìn một cái ngươi cái này hảo sơn hảo thủy còn có rượu ngon uống vào thức ăn ngon ăn. a à, quả nhiên là tiêu giao tự tại. nào giống hắn cho dù ngồi ở vị trí cao lại như thế nào, rất nhiều sự vụ quấn thân, nhiều như vậy thân bất do kỹ, không tự làm chủ bản thân được. lão giang đầu cười ha ha, đúng vậy a, à, ngài đừng nhìn ta cái này nhìn như cái gì cũng không có, ăn mặc so ra kém các ngươi, nhưng muốn nói tiêu giao còn phải là ta. hắn hiện đang suy nghĩ gì thời điểm ngủ liền lúc nào ngủ, nghĩ từ khi nào liền có thể từ khi nào liền xem như thôn trưởng đình trường cũng không xen vào hắn hào hứng đến có thể uống chút rượu làm chút thức ăn nếu không nữa thì đi trên núi đi một vòng dừng lại đừng nói lại nói ta đều nghĩ tại ngươi nơi này không đi lão giả đưa tay ngăn cản hắn lão giang đầu nói vậy liền ở lại thôi nhà chúng ta chỉ ta cùng giang nghị hai người ngươi xem một chút cái này tòa nhà lớn coi như lại ở một cái ngươi cũng đủ nói xong hắn còn đi xem giang nghị giang nghị ngươi cảm thấy ta nói đúng không chớ nhìn hắn trên mặt điềm nhiên như không có việc gì, giống như chỉ là thuận miệng hỏi một chút, kỳ thật trong lòng khẩn trương muốn chết. Giang Nghị yên lặng nhìn xem hắn, nhìn lão Giang đầu có chút run rẩy, sau đó hắn gật đầu. Ngài cao hứng liền tốt. Lão Giang đầu thở ra một ngụm trọc khí, tiểu tử này, kém chút ở trước mặt hắn không kềm được. Ngay trước đại gia hỏa trước mặt, nếu là bị nhi tử nhìn chầm chầm liền thất thố, vậy coi như mất mặt. Lão giả cười ha ha, lần này hắn trong lúc cười không có đắng chát, là vui sướng nụ cười. "Tốt, tốt a, à, lão gian đầu, lời này của ngươi ta thật là, đến tương lai giải ngũ về quê ta nhất định đến đây định cư." Lời nói xoay chuyển, hắn lại nói, "Đương nhiên, hiện tại ta cũng không ở không ngươi. Ta nhớ được trước ngươi nói ngươi nhi tử chỉ là theo ngươi học chút thô thiển gia lông công phu. Cứ như vậy đi, ta ở lại đây thời gian nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát liền chỉ điểm ngươi một hai. Có điều, tiểu tử, ta công phu đều là ra trận giết địch công phu." muốn cùng ta học nhưng phải chịu khổ ngươi có thể làm đến sao hắn mặc dù yêu thương nhi tử hận không thể đem trên đời này tốt nhất đều cho hắn nhưng võ chi nhất đạo giảng cứu chính là chăm chỉ trên một điểm này hắn là rất nghiêm khắc cố viện mừng rỡ đẩy giang nghị nàng nhỏ giọng nói mau trả lời ứng a ngươi không phải đang lo không ai chỉ điểm đó sao giang nghị công phu có lão giang đầu dạy bảo nhưng ở mức độ rất lớn là chính hắn ở đây cơ sở bên trên suy nghĩ ra được mặc dù nhìn xem lợi hại, tại cố gia thôn cũng tiếp cận vô địch, cùng chân chính trong quân chiến thần vẫn là không thể so. Người trước mắt có thế được phong làm đại tướng quân, võ nghệ khẳng định là cao cường nhất kia một tràng, như Giang Nghị có thế cùng hắn học tập, dù chỉ là học cái gia lông, cũng đủ hắn hưởng thụ cả đời. Cho nên, cố viện mới có thể như vậy sốt ruột. Giang Nghị cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, chắp tay nói, cảm ơn đại tướng quân, sơn giả tiểu tử bản sự khác không có, chính là có thể chịu được cực khổ đây không phải thổi, hắn từ quà vặt khổ còn thiếu. Nếu bàn về chịu khổ, hắn cảm thấy hắn so với cái kia. Từ nhỏ cơm ngon áo đẹp lớn lên công tử ca có thể chịu được cực khổ hơn nhiều. Bọn hắn cũng có thể làm đến sự tình, mình không có đạo lý làm không được. Lão giả một tiếng lớn tiếng khen hay, tốt, ngày mai giờ mão ngươi mà theo ta tu luyện, ghi nhớ, giờ mão nhất định phải lên, nhiều một phần đều không được. Nhiều khi gian nghị là giống lão giả, liền giống với hiện tại dính đến mình chuyên nghiệp lĩnh vực hắn liền sẽ trở nên rất lạnh lùng bất cận nhân tình cố viện trong lòng thực vì gian nghị cao hứng nàng cảm thấy thân phận cái gì đều là tiếp theo như loại này có thể học được tự thân bản lĩnh mới là chủ yếu mặc kệ tương lai như thế nào nó đều là gian nghị sống yên phận bản lĩnh vì có thể để cho lão giả dụng tâm dạy bảo gian nghị cái này bữa tối cố viện đem hết tất cả vốn liếng nàng không chỉ có tại hầm lớn ngỗng bên trong thêm hái hoang dại khuẩn nấm dán bánh bột ngô dùng cũng là nàng trong ruộng chỗ sinh bắp ngô. Lớn ngỗng hầm hương phiêu bốn phía, để nhân khẩu lưỡi nước miếng, bánh bột ngô dán nồi kia một mặt kim hoàng xốp giòn, bắp ngô mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Rõ ràng nên núi không trôi thô lương, mặc kệ là lão giả vẫn là trung niên nhân đều ăn ngừng không im miệng, tốc độ kia so gian nghị cái này trẻ ranh to xác đều nhanh. Cố viện nuôi ngỗng đều tương đối lớn, gian nghị bắt cái này càng là tuyển chọn tỉ mỉ, trọn vẹn đạt tới 10 cân bỏ đi lông cùng nội tạng không sai biệt lắm còn có thế có 7-8 cân. Tăng thêm quẩn nấm cùng với khắc phối đồ ăn, cố viện hầm rồng rã một nồi lớn, không sai biệt lắm có thế có hơn 10 cân bộ dáng. Giang gia bốn người phân hơn phân nữa, cố viện cùng với nàng nương chỉ lưu lại ước chừng 2-3 cân. Còn có bánh bột ngô, cố viện cũng cho bọn hắn đưa một khay đan, nguyên lai tưởng rằng sẽ có thừa, nào biết bốn người ăn sạch sẽ. Đặc biệt là lão giả cùng trung niên nhân, hai người này liền cùng 800 đời chưa ăn qua cơm, làm có hơn phân nữa. Phần này sức ăn đừng nói lão gian đầu, cố viện đều dọa cho phát sợ. Dựa theo nàng bận tâm, những cái này đầy đủ 7-8 cái tiểu tử ăn, ai có thể nghĩ tới bốn người liền ăn sạch sẽ. Tướng quân, ngài nếu là thích chúng ta lần sau lại hầm chính là. Cũng đừng cùng chưa thấy qua, ăn quá no. Đương nhiên, sau một câu cho cố viện ba cái gan nàng cũng không dám trắng trợn nói ra miệng, chỉ ánh mắt của nàng bên trong lộ ra chính là ý tứ kia. Lão giả viện cái bàn đứng lên, ha ha, để tiểu cô nương chê cười. Ta nguyên lai tưởng rằng nhỏ thủ nghệ của cô nương đã là đỉnh đỉnh tốt, hiện tại mới phát hiện nguyên lai còn cất giấu một tay đâu. Thế nào, ngươi đây là lo lắng ta đến mai không hảo hảo giáo gian nghị, dùng rượu ngon thức ăn ngon cố ý treo ta đây. Treo chọc xong, cố viện còn không có như thế nào, lão giả mình trước cười. Cười xong về sau liền gặp hắn viện bụng ai u, cố viện mau về nhà đi cho hắn cầm tiêu thực quả mận bắt nàng coi là lão giả trước đó khả năng chưa ăn qua loại thức ăn này, trong lúc nhất thời khó mà khống chế. Nàng làm sao biết, đồ ăn ăn ngon là một mặt, tâm tình lại là một phương diện khác. Trước kia, nhi tử bạc vô âm tính, dù cho là sơn trân hải vị thả ở trước mặt hắn hắn cũng ăn không biết vị. Bây giờ, nhi tử gần trong gan tất, hắn ăn cơm trong thức ăn đầu còn có nhi tử công lao, đa trọng tâm cảnh tương gia, lão giả tự nhiên ăn thoải mái. Uống qua cố viện cho quả mận bắt nước, thấy giang nghị tại trước của phòng treo lên đèn lồng lão giả đối hắn vẫy tay đến thời gian còn sớm đồ nghịch hai chiêu để ta nhìn ngươi nội tình giang nghị gật đầu trong nhà hắn chỉ có hai cái đèn lồng toàn treo ở trước cửa viện tử còn có chút âm u hắn lại đi gõ cố viện gia môn từ nhà nàng cầm hai cái đèn lồng tới biết là muốn cùng lão giả học công phu cố viện chẳng những đem nhà mình hiện hữu đèn lồng cho hắn sợ hắn không đủ dùng còn chuyên môn đi thương thành lại hối đoái hai cái sáu cái lồng đèn lớn treo ở cổng, mặc dù ánh đèn như cũ có hạn, nhưng cũng chiếu sáng hơn phân nửa cái viện tử, đủ gian nghị đùa nghịch. Chương 226, rửa chân, lão gian đầu tác hợp. Hai người vừa luyện đã là một canh giờ, lúc này ban đêm ăn những vật kia tiêu hóa cũng kém không nhiều. Lão giả, không sai, mặc dù không có lợi hại chiêu thức, chẳng qua cơ sở công vững chắc. Ngươi cơ sở công là cha ngươi dạy ngươi đi. Bộ công phu này là quân đội trụ cột nhất, không tính là cao thâm, ngươi đi săn đầy đủ, nhưng nếu là gặp gỡ cao thủ, tất thua không thể nghi ngờ. Ta nhìn ngươi kiếm pháp bên trên không sai, ngày mai trước truyền cho ngươi một bộ kiếm pháp. Lão giả những năm này trừ bên ngoài tìm kiếm nhi tử, nếu là có chiến sự tuyên triệu cũng sẽ ra chiến trường. Trên chiến trường điểm kia công phu hắn rất quen thuộc. Quân đội trưng binh, chinh phần lớn đều là nông hộ, bọn hắn đều là không có võ học cơ sở. Bộ đội dạy bảo nhất định phải bắt đầu lại từ đầu, giáo tất cả đều là cơ sở nhất đồ vật cao thâm đến đâu không phải là không có, mà là bọn hắn sẽ không dễ dàng truyền thụ. Đại hạ mấy cái phủ tướng quân, mỗi cái phủ đô có mình đặc biệt võ nghệ, bọn hắn sẽ chỉ truyền thụ cho người trong nhà. Cũng chính là cái gọi là mổ gia quân. Những cái này, mổ gia quân, chính là bọn hắn tư binh, trừ bọn hắn sẽ không nghe theo người khác điều khiển. Cái này người khác bao quát đương kim hoàng đế. Lão giả họ nghiêu, hắn am hiểu nhất chính là trường thương, nghiêu gia quân cũng là lấy trường thương nghe tiếng chỉ là giang nghị trước đó không tiếp xúc qua thương pháp hắn dùng chính là đoạn kiếm kiếm pháp lão giả cũng biết hắn lúc này mới quyết định trước dạy hắn kiếm pháp về phần thương pháp lão giả khẳng định là muốn dạy thân là người nhà họ nghiêu làm sao có thể sẽ không thương pháp giang nghị đối với cái này cũng không quá bất cẩn thấy đại khái thật sự là huyết mạch quấy phá giang nghị từ nhỏ đối luyện võ rất mong chờ trước đó là không có cơ hội bây giờ khó được có người nguyện ý dạy bảo hắn còn chọn cái gì chọn? Thu hồi đoạn kiếm, Giang Nghị vừa mới chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, liền nghe lão Giang đầu nói, Giang Nghị, trong nồi có nước nóng, ngươi đi đánh chậu nước cho lão tướng quân tẩy cái chân. Giang Nghị dừng một chút, hắn ngẩng đầu đi xem lão Giang đầu, đối đầu lão Giang đầu không thể nghi ngờ ánh mắt, cuối cùng vẫn là gật đầu. Lão giả nói, ngươi đây là. Lão Giang đầu nói, đây là hắn phải làm. Lão Giang đầu nghĩ rất rõ ràng, mặc kệ năm đó xảy ra chuyện gì dẫn đến Giang Nghị làm mất, lão tướng quân tìm hắn 18 năm đây là sự thật. Đã thân làm con, về tình về lý hắn đều hẳn là tận hiếu. Trước đó lão giả cũng nói, trong thời gian ngắn sẽ không mang Giang Nghị hồi kinh, lấy lão giả thân phận muốn ra kinh sợ là cũng khó. Nói cách khác, trừ lần này, hai người nghĩ gặp lại chẳng biết lúc nào. Hắn suy nghĩ nhiều cho hai người chế tạo chung đụng cơ hội. Lão giả như thế nào nhìn không ra lão gian đầu ý tứ, Nói không cảm động kia là giả. Hắn trung rẩy nói, Giang Nghị có thể gặp được ngươi là phúc khí của hắn. Hắn thực sự nói thật, nếu không phải lão Giang đầu, Giang Nghị sao có thể sống đến bây giờ. Lão Giang đầu lại lắc đầu, có thể gặp phải Giang Nghị cũng là phúc khí của ta. Những năm này nếu không phải có Giang Nghị bồi tiếp, hắn cũng sẽ không sống dễ dàng như vậy tự tại. Giang Nghị rất nhanh liền đánh nước ấm ra tới, hắn bưng đi Đông Sương phòng. Đông Sương phòng là lão giả chỗ ở tạm, giường là giường đất cố viện buổi chiều liền cho đốt tốt, rất ấm áp. Trên giường đệm chăn cũng là gian gia mới làm. Cái này vốn là là lão gian đầu cho gian nghị thành hôn chuẩn bị mới đệm chăn, bị hắn lấy ra cho lão giả. Lão giả ngồi tại trên giường, gian nghị quỳ một chân trên đất đưa tay bỏ đi chân hắn bên trên giày, đem hắn chân đặt ở trong nước ấm, sau đó lại bắt chước làm theo bỏ đi cái chân còn lại. Ngay sau đó hắn lấy ra cái lục sắc thủ công tạo, trên tay xoa ra bọc biển, bôi ở lão giả trên chân. Lão giả nói, chẳng qua tẩy cái chân, cũng là không cần xa xỉ như vậy. Hắn tự nhiên là nhận biết xà phòng, cái đồ chơi này tại giới quý tộc không phải bí mật, bình thường đều là nữ tử dùng để giặt quần áo, tắm rửa chi dụng. Chẳng qua hắn thấy qua cùng gian nghị cầm trong tay không giống. Kinh thành bán tắm đậu nho nhỏ một cái liền phải tốt mấy lượng bạc, gian nghị cái này so cái kia lớn, sợ cũng đắt đến nhiều. Dù là gian nghị nhà mới đóng thạch đầu phòng ở, ăn cơm bữa bữa có thịt, tại lão giả trong mắt, gian nghị cũng là bị ủy khuất trải qua cũng không tốt coi như gian nghị trong tay có bạc lại có thể có bao nhiêu hắn không thể cho hài tử tốt sinh hoạt đã ấy nấy đâu còn có thế gia tăng hài tử gánh vác không sai là gia tăng gánh vác lão giả coi là gian nghị cho hắn cầm xà phòng là chuyên môn cho hắn mua nào biết gian nghị cũng không ngẩng đầu xa xỉ gian nghị lắc đầu chúng ta tắm rửa đều dùng cái này đổ cũng không tính được xa xỉ thứ này là viện viện mình dùng lá ngải cứu làm nàng nói lá ngải cứu có thể sát trùng trừ độc, chúng ta lâu dài trong núi chạy, trên thân không biết nhiễm bao nhiêu mấy thứ bẩn thiểu, dùng nó thanh tẩy vừa vặn. Giang Nghị rất nhanh liền cho hắn tẩy xong, lại dùng tế mau khăn cho hắn đem chân lau sạch sẽ. Cái bô đã cho ngài rửa ráy sạch sẽ đặt ở phía sau cửa, sắc trời không còn sớm, ngài sớm đi nghỉ ngơi đi. Nói xong, Giang Nghị liền bưng rửa chân bồn đi ra ngoài. Tại cửa ra vào hắn đụng phải trung niên nhân, Giang Nghị đối hắn gật gật đầu đem nước dội đến phía nam chân tường dưới mặt đất, Giang Nghị lại đi phòng bếp bưng nửa bồn nước ấm, đi lão Giang đầu gian phòng. Nhìn thấy Giang Nghị, lão Giang đầu hơi kinh ngạc, ngươi thế nào đến rồi? Giang Nghị nhíu mày, đây là nhà ta, ta không thể tới. Lão Giang đầu trầm mặt, thật lâu hắn mới nói, ngươi có phải hay không đoán được rồi? Giang Nghị không có lên tiếng âm thanh, lão Giang đầu nói, ngươi từ nhỏ đã thông minh, đoán được cũng không có gì kỳ quái. Ta, hôm nay ngươi cùng viện viện sau khi đi, ta đã xác nhận qua, hắn đúng là phụ thân của ngươi. Từ nhỏ đến lớn, lão Giang đầu không có việc gì giấu giếm Giang Nghị, lần này cũng không ngoại lệ. Giang Nghị động tác trên tay dừng lại, nói, ngài là muốn để ta cùng hắn đi sao? Ta khuyên ngươi dẹp ý niệm này đi, ta chính là cái nghèo sơn giả tiểu tử, đời này liền ỷ lại cố gia thôn. Có lẽ khi còn bé hắn xác thực nghĩ tới nếu như cha mẹ ruột tìm đến, liền cùng bọn hắn đi. Bây giờ hắn lớn lên, ý nghĩ biến, hắn không nghĩ rời đi cố gia thôn. Lão Giang đầu trầm thấp mà cười cười, làm sao? Sinh khí rồi. Yên tâm, ngươi nếu thật muốn đi, ta còn không nở đâu. Lão tướng quân cũng nói, kinh thành tình thế phức tạp, ngươi tính tình đơn thuần, cũng không thích hợp ngươi. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là, lão tướng quân nghĩ nhận hạ ngươi, nhưng cũng không chuẩn bị hiện tại liền mang ngươi đi. Ngay sau đó hắn đêm nay lại cùng Giang Nghị nói một lần, bao quát bây giờ phủ tướng quân tình cảnh, cùng cố viện. Cố viện dù sao chỉ là cái nông nữ, nàng cùng Giang Nghị không giống, người khác có lẽ sẽ kiên kỵ đại tướng quân không dám đem Giang Nghị như thế nào. Đối cố viện cũng sẽ không có điều kiên kỵ gì. Cuối cùng, hắn thêm một câu, đương nhiên, lão tướng quân là ưa thích viện viện nha đầu này, hắn cũng không nhìn trọng cái gì dòng giỏi. Chỉ là kinh thành những người khác. Giang Nghị toàn thân tản ra hơi lạnh, viện viện là Vị hôn thê của ta, cùng bọn hắn có liên can gì? chướng mắt viện viện, hắn còn chướng mắt bọn hắn đâu. Các nàng chẳng qua là xuất thân so viện viện tốt, luận bản lĩnh, ai lại hơn được viện viện. Còn dám xem thường viện viện, bọn hắn dựa vào cái gì chướng mắt viện viện. Lão Giang đầu chật chật lên tiếng, ngươi xem một chút ngươi, còn gấp bên trên. Các ngươi không hổ là thân phụ tử, ta nghe như hộ vệ nói, lão tướng quân lúc còn trẻ giống như ngươi, mang tay mềm, cũng là sợ vợ. Giang nghị trừng mắt liếc hắn một cái, lão đầu ngươi đủ. Lão nhân này thật là, cũng không biết kia lão tướng quân cho hắn rót cái gì thuốc mê, làm sao một mực đang giúp đối phương nói tốt. Thấy Giang Nghị thật muốn tức giận, lão gian đầu tranh thủ thời gian đầu hàng, lại đùa xuống dưới đem người gây gấp, nóng nảy vẫn là hắn. Giang Nghị tiểu tử này, khó hống vô cùng. Chương 227, Cố viện thanh Tĩnh Biết chân tướng, Giang Nghị cũng không có đuổi tới nhận cha, lão giả không đề cập tới, hắn liền cũng giả giả vờ không biết, một lòng cùng lão giả học tập bản lĩnh biết giang nghị không có đọc qua sách luyện võ mệt mỏi lão giả liền để trung niên nhân tìm bộ tứ thư ngũ kinh đến dạy bảo giang nghị đọc sách biết chữ đọc sách khiến người sáng suốt dùng lối nói của hắn giang nghị có thể không đi thi khoa cử nhưng nhất định phải biết chữ muốn đọc sách người nhà họ nghiêu không có một cái là mắt mù liền xem như nghiêu gia quân cũng đều muốn học tập biết chữ đối với đọc sách lão giả lại không có thành kiến hắn dạy bảo giang nghị thời điểm sẽ còn để cố viện ngồi ở một bên đi theo nghe Hắn dạy bảo Cố Viện, vợ hiền phu hòa ít, không phải là không có đạo lý, không nên cảm thấy mình là nữ tử liền không cần phải hiểu những thứ này. Cố Viện đoan chính nói lời cảm tạ. Lão giả cũng không phải là máy móc, mà là sẽ cho bọn hắn giảng đạo lý, có đôi khi sẽ còn đem chuyện bên ngoài giảng cho bọn hắn nghe. Cố Viện đi qua nơi xa nhất chính là huyện thành, lão giả giảng những cái này chính là nàng không biết. 23 tháng chạp ngày hôm đó, người Cố gia đến cho Cố lão thái đưa sủi cảo biết được cố nam phong tại thư viện đọc sách lão giả còn đem người kêu đến khảo giáo một phen về sau đọc sách trong đám người lại nhiều một cái đương nhiên cố nam phong là không biết lão giả thân phận chân thật lão giả đã sớm dặn dò cố viện bọn người muốn giữ bí mật biết hắn thân phận chân thật chỉ có năm người gian gia phụ tử cùng cố viện mẫu nữ cố thôn trưởng người cái này sủi cảo làm không tệ khó được tại nơi này thế mà còn có thế ăn vào rau hẹ 23 qua tiểu niên, cơm trưa rất phong phú, ban đêm cố viện bao hai nồi sủi cảo. Đây là tập tục, cũng sẽ không bởi vì lão giả đến mà thay đổi. Cái này còn phải nhờ có gian nghị, là hắn trong núi tìm được cái suối nước nóng động, ở trong đó nhiệt độ cao, ta liền tại bên trong trồng gọi món ăn. Lão giả đối suối nước nóng sơn động cảm thấy rất hứng thú, a à, lại có suối nước nóng động, không bằng ngày mai chúng ta cùng một chỗ lên núi nhìn xem. Phủ tướng quân tài sản không ít, trong đó suối nước nóng trang tử liền có ba bốn cái, đối suối nước nóng hắn không xa lạ gì. Nhìn thấy suối nước nóng, mọi người phản ứng đầu tiên chính là ngâm tắm, thường tắm suối nước nóng đối thân thể có chỗ tốt, đặc biệt là mùa đông thời tiết lạnh thời điểm. Nhưng có thể nghĩ đến tại suối nước nóng trong sơn động trồng rau, cố viện tuyệt đối là đầu một phần. Hắn cảm khái, nói đến, ta cũng đã lâu không có đi săn qua. Một mực ăn cố tiểu cô nương đồ vật, làm sao cũng phải cấp chút đáp lễ. Cố viện đối với cái này đổ không có ý kiến, Suối nước nóng sơn động không tính là cái gì bí mật, cố gia thôn không ít người đều biết nàng trong núi tìm sơn động. Chỉ có điều ngày thứ hai lên núi thời điểm, cố viện tìm cái cớ không có đi, chân chính lên núi chỉ có gian nghị cùng lão giả. Nàng đã biết gian nghị cùng lão tướng quân quan hệ, cũng biết lão tướng quân tạm thời không có ý định mang gian nghị về nhà. Hài tử ném 18 năm, lại không thể lập tức mang về nhà, loại kia cảm thụ nàng hiểu, cho nên nàng cũng nguyện ý nhiều tác hợp hai người, cho bọn hắn chế tạo một mình cơ hội. Giang Nghị cùng lão giả lên núi về sau, lão Giang đầu tìm tới, hắn là đến tìm cố lão Thái. Giang Nghị sự tình ngươi hẳn là nghe nói đi, ai, lão tướng quân cũng đáng thương. Ta suy nghĩ, ngươi nhìn Giang Nghị cùng viện viện hôn sự có thể hay không sớm. Ta hỏi qua xảo Nhi Nương, nàng nói năm sau chính nguyệt 28 là cái nghi gã cưới ngày tốt lành. Nhi tử ném 18 năm, bỏ lỡ hắn 18 năm trưởng thành, đối lão tướng quân đến nói là một kiện không cách nào bù đắp tiếc núi bây giờ lại bởi vì dạng này, như thế nguyên nhân không thể để cho nhi tử hầu hạ dưới gối, lão tướng quân trong lòng khẳng định không dễ chịu. Lão Giang đầu liền nghĩ để hắn nhìn tận mắt Giang Nghị đại hôn, cũng có thế thiếu lưu lại một kiện việc đáng tiếc. Cố lão thái hơi chần chờ, cái này, Giang Nghị chuyện này xác định, thật là. Nàng thở dài một tiếng, nói thật ta vẫn là không dám tin tưởng. Ta tình nguyện Giang Nghị vẫn là cái kia Giang Nghị. Nói như vậy đối Giang Nghị có chút tàn nhẫn, nhưng cố lão thái không thể không vì nhà mình nữ nhi suy nghĩ. Nhà nàng chỉ là phổ thông nông hộ người ta, như gia nghị thật là phủ tướng quân thiếu gia, cố viện gả cho hắn thuộc về trèo cao, vẫn là leo tới đỉnh phong loại kia. Nói thật, trong nội tâm nàng không nở. Lão Giang đầu gật đầu, ta minh bạch ngươi kiên kỵ, ngươi yên tâm, mặc kệ Giang Nghị là thân phận gì, hắn đều là chúng ta nhận biết cái kia Giang Nghị. Mà lại, ta cùng nghiêu hộ vệ nghe qua Giang Nghị nương sự tình, nghe. Hắn nói Giang Nghị Nương cũng không phải cao môn đại hộ quý nữ, nàng cùng viện viện đồng dạng đều là bình dân xuất thân. Nghiêu hộ vệ nói, người nhà họ Nghiêu đều trọng tình, ngươi nhìn lão tướng quân liền biết. Giang Nghị đã nhận định viện viện, chắc chắn sẽ không phụ bạc nàng. Về phần lão tướng quân bên kia ngươi cũng không cần lo lắng, lúc trước hắn còn hỏi qua ta Giang Nghị hôn kỳ. Khi đó bọn hắn thương lượng là sang năm năm tháng 6, hắn còn cảm khái mình không thể tới tham gia Giang Nghị hôn lễ. Lão Giang đầu nghĩ, đối phương nếu là không hài lòng viện viện, không cần thiết nói loại lời này. Cố lão thái trầm mặt, thật lâu nàng lắc đầu, ngươi để ta suy nghĩ kỹ một chút đi, ta liền cái này một cái khuê nữ, không nghĩ để nàng mạo hiểm. Kể từ khi biết lão tướng quân thân phận chân thật, hắn cùng Giang Nghị quan hệ, cố lão thái liền có chút như phòng cướp đề phòng Giang Nghị. Trước đó Giang Nghị cùng cố viện đơn độc ở chung, nàng từ không hỏi đến. Hiện tại, không đến một khắc đồng hồ nàng đều sẽ tìm đến thậm chí liền cố xuân vũ sự tình đều là cố lão thái cố ý nói ra nếu không phải cố quan tông cùng cố diệu tổ phẩm hạnh không quá quan nàng đều muốn đem hai người này cũng làm đến gian gia đi minh vì học tập trên thực tế thì là ngăn cách gian nghị cùng cố viện cố viện không biết tại mẹ nàng biết được gian nghị thân phận chân thật một khắc này mẹ nàng liền hối hận mẹ nàng thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ làm sao lui hôn sự này bây giờ tốt chứ lão gian đầu còn muốn sớm đại hôn nàng sao có thể đáp ứng lão giang đầu sau khi đi, cố lão thái đem chuyện này báo cho cố viện. nàng nói, không phải nương lòng giả dạ ác độc không nói đạo lý. nương là người từng trải, cái này môn không đăng hộ không đối hôn nhân hiếm có có thế hạnh phúc cả đời. ngươi là nương ngoan bảo, nương sợ a? À, vạn nhất đem đến hắn, vạn nhất đem đến gia nghị về phủ tướng quân nàng nữ thì làm sao bây giờ? cố viện hít sâu, nàng cầm cố lão thái tay nói, mẹ, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng nữ nhi không có ngươi nghĩ yếu ớt như vậy. có câu nói nói thế nào? chiếm được là nhờ vận may của ta, không được ta mệnh. Chỉ là khả năng gặp nguy hiểm liền sợ hãi rụt rè trì trệ không tiếng, không phải phong cách của ta. Ta muốn dũng cảm một lần, nếm thử một lần. Nếu tương lai thật giống như lời ngươi nói, lớn không được ta liền cùng hắn ly hôn chứ sao. Đến lúc đó hai mẹ con mình cùng một chỗ qua. Nàng nghịch ngợm cười một tiếng, hay là nói, nương ngài đến lúc đó sẽ ghét bỏ ta là cái ly hôn lão cô nương, không quan tâm ta, Cố lão thái không cao hứng khoét nàng liếc mắt, hỗn nói cái gì? Nương làm sao lại ghét bỏ ngươi, mặc kệ lúc nào nương cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Chỉ là nương dù sao lớn tuổi, nàng lại có thể bồi nữ nhi mấy năm, đợi nàng đi, khuê nữ lại nên làm cái gì? Đây mới là nàng lo lắng nhất. Cố Viện đem đầu tựa ở bả vai nàng, nhẹ nhàng nói ra, mẹ, ngài không chê ta liền tốt. Ngài nhìn, ta có ruộng có tiền, ngài còn sợ ta nuôi sống không được mình? Nàng đem Cố lão thái để tay ở ngực, ngài a, liền đem tâm thả lại trong bụng. Con gái của ngươi ta đầu thanh tỉnh đâu. Cố Viện so với ai khác đều rõ ràng, đối mặt gian nghị, nàng mặc dù đầu nhập vào tình cảm, nhưng vẫn luôn là thanh tỉnh. Nàng làm không được cùng Cố Liễu hay là Tam nha như thế. Chương 228, thảo luận hôn kỳ. Lại là hồi lâu trầm mặt, Cố lão thái cuối cùng nói, được thôi, ngươi lớn, có mình ý nghĩ, nương chỉ hy vọng tương lai ngươi không hối hận. Cố lão thái thanh âm có chút điều hiu, hiển nhiên khuê nữ không có cùng mình nhất trí, trong nội tâm nàng có chút không thoải mái. Cố Viện hai tay vòng lấy Cố lão thái cổ, làm nũng nói: "Mẹ, ngài yên tâm tốt, tin tưởng nữ nhi, nữ nhi nhất định sẽ sống rất tốt." Dù sao cũng là xuyên qua qua, Cố Viện tư tưởng bên trên cùng sinh trưởng ở địa phương người cổ đại không giống, nhìn quen hiện đại độc lập nữ tính, nàng tính cách không khỏi mang lên cường thế một mặt. Nàng không phải loại kia thua tình yêu liền sống không nổi người mà lại ta tin tưởng ánh mắt của mình giang nghị không phải loại người như vậy đều nói vợ chồng chỉ có thể cùng chung hoạn nạn không thể chung phú quý cố viện cảm thấy giang nghị không phải loại người như vậy từ hắn mấy ngày nay so thường ngày càng kề cận nàng liền có thể nhìn ra kỳ thật giang nghị trong lòng cũng tại bối rối a à. tựa như mẹ nàng nói giang nghị sợ là cũng lo lắng cố gia biết thân thế của hắn không đồng ý vụ hôn nhân này cố lão thái không cao hứng dùng ngón tay tại nàng ngạch gật đầu một cái thật sự là nhi lớn không phải do mẹ còn không có xuất giá đâu cùi chỏ liền hướng bên ngoài ngoặt hừ đã lưu ngươi không ngừng đến mai ta liền đi cùng lão giang đầu nói đem các ngươi hôn kỳ sớm nữ nhi khăng khăng muốn gả nàng còn có thể làm sao chỉ là hôn kỳ sớm cũng không biết có kịp hay không chuẩn bị cố lão thái trong lòng kìm nén một cổ khí nàng vốn là chuẩn bị cho cố viện bồi tiễn đại bút đồ cưới bây giờ giang nghị thân phận khác biệt cái này đồ cưới bên trên càng không thể mập mờ gia nghị thân phận luôn có lộ ra ánh sáng thời điểm nàng phải làm cho đám người biết nàng cố gia cũng không phải ham gian nghị thân phận cùng đồ vật nhà nàng cũng là chuẩn bị phong phú đồ cưới ngoan bảo ngươi tại ngươi kia cái gì thống bên trong tìm xem nhìn xem có hay không thượng hạng hoa cúc lê nương định cho ngươi chế tạo một tấm hoa cúc lê giường lớn ta mang theo giường lớn đi gian gia cố lão thái cùng tôn học tử nghe qua đại hộ nhân gia xuất giá đồ cưới tương đối giảng cứu đồ nội thất giường đệm chăn đây đều là cơ bản, lại ít nhất cũng phải góp đủ nửa bức đồ cưới. Một bộ đồ cưới 60. Bốn nhất, nửa bức cũng chính là 32. Nhớ ngày đó cố lão tứ đại hôn, vương thị mang 8 cái rương lớn trong đó còn có một cái chân gà một giường bàn, điểm ấy đồ cưới liền để người không ngừng ao ước. Đã muốn cho nữ nhi kiếm mặt mũi, cố lão thái đương nhiên muốn chuẩn bị tốt hơn. Chân gà một là tốt vật liệu gỗ không giả, có thể so sánh qua được hoa cúc lê thượng hạng vật liệu gỗ không phải tử đàn không ai có thể hơn, chỉ có điều tử đàn quý giá, cũng chỉ có những cái kia chân chính có nội tình đại hộ nhân gia mới có, bọn hắn lão bách tính làm không tới. Cố lão thái chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác muốn dùng hoa cúc lê. Nàng đương nhiên cũng biết hoa cúc lê trân quý, sợ nữ nhi trong tay bạc không thuận lợi, chỉ tính toán làm cái hoa cúc lê giường lớn, còn lại đồ nội thất lại dùng chân gà một tới làm. Mẹ, đã nói với ngươi thật nhiều lần, gọi hệ thống. Cố viện có chút bất đắc dĩ, mẹ nàng mỗi lần đều không nhớ được. May mắn hệ thống không có tư duy, không phải nghe được mẹ nàng, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Cố lão thái không thèm để ý nói, ta quản nó cái gì thống, ngươi liền nói có vẫn là không có. Có. Chẳng qua nương, ngài xác định những cái kia thợ một dám dùng cái này cho ta làm thành giường lớn. Hoa cúc lê trân quý, nàng sợ hiểu được người không dám xuống tay. Không hiểu được người, nàng cũng không dám làm cho đối phương xuống tay a. À mẹ ta là nghĩ như vậy chúng ta tại trên trấn thuê cái viện tử ta từ hệ thống mua tốt đồ nội thất thả trong sân sau đó chúng ta để người kéo về nhà nếu là có người hỏi tới liền nói là tìm huyện thành công tượng làm nàng đã nhìn qua trong hệ thống mua bán hoa cúc lê cùng dùng hoa cúc lê làm thành giường gỗ đồ nội thất giá cả trên lệch cũng không lớn đã như vậy còn không bằng trực tiếp mua có sẵn cũng bớt đi các nàng tìm người làm cố lão thái gật đầu vẫn là ngươi nghĩ đến chu đáo vậy chúng ta liền đi thuê cái viện tử mua có sẵn là nàng chủ quan nguyên nghĩ đến nhà mẹ để chất tử là thợ mộc có hắn tới làm không cần lo lắng bị thay thế vật liệu gỗ lại quên mẹ nàng nhà đồng dạng là hộ nông dân nhà nếu nàng chất tử biết dùng vật liệu gỗ là hoa cúc lê chỉ sợ sẽ bó tay bó chân như thế ngược lại bất lợi cho chế tác chẳng bằng để khuê nữ mua có sẵn để nàng khuê nữ từ cái kia thống bên trong thuê người giống trống khu chiên trả lại đem đồ vật qua đường sáng cũng liền cái gì còn không sợ. Nàng cảm khái, may mắn ngươi có cái gì thống, liền xem như chính nguyệt cũng được. Sau đó nàng lắc đầu, không được, chính nguyệt không được, chính nguyệt không thể động kim khâu, sớm nhất cũng phải mùng 6 tháng 2, không phải, phải mùng 8. Có chút phong tục cố lão thái vẫn là rất kiên kỵ, ví dụ như nàng dâu mới gả mới chăn bông nhất định phải là mới bên trong mới biểu mới bông, lại là làm nguyệt mới làm, sớm ngày đều không được. Chính nguyệt tập tục tương đối nhiều, động kim khâu chính là một cái trong số đó. Dạng này tính sớm nhất thời điểm là ngày 2 tháng 2. Như tân nương tử có của hồi môn, cần sớm 2 ngày đưa đến nhà chồng, như thế thời gian còn phải lui về sau. Mùng 4, 4 điểm xấu, về sau chính là mùng 6. Mùng 6 đưa đồ cưới, mùng 8 thành hôn mới vừa vặn tốt. Cố lão thái lẩm bẩm, trái phải chẳng qua mười mấy ngày, kia lão tướng quân 18 năm đều tìm, chắc hẳn sẽ không để ý chờ lâu 10 ngày nửa tháng. Lần này, cố viện không tiếp tục phản bác mẹ nàng, nàng nói, ta nghe nương, chuyện này ngài cùng ngô đại nương còn có gian đại gia thương lượng. Cố lão thái là làm lấy như tướng quân mặt nói chuyện này, sau khi nói xong nàng lần đầu tiên không có đi xem lão gian đầu, mà là đi nhìn lão tướng quân. Đương nhiên, đây chỉ là lý tưởng này, đến cùng được hay không còn phải để người khác sau khi xem lại nói. Bọn hắn nói mùng 8, mùng 10 vô dụng, phải xem nhìn ngày đó phải chăng nghi gã cưới, nếu không đi, cố lão thái tình nguyện chờ cũng sẽ không để nữ nhi xuất giá lão giả rất lý giải cố lão thái tâm tình hắn nói kia là đương nhiên đây là hẳn là hẳn là liên quan tới hôn kỳ sớm sự tình hôm qua lão giang đầu đã đã nói với hắn hắn rất cảm kích cố gia cùng gian gia vì hắn làm người ta đều làm đến nước này nhưng mình lại không biết cốt xấu chỉ điểm giang sơn liền có chút quá không phải thứ gì vừa vặn ta cũng có nhiều thứ muốn đưa cho viện viện năm sau ta để hắn trở về cầm vừa đến một lần nhanh nhất cũng phải hơn nửa tháng tháng hai đại hôn rất tốt hắn giải thích là mẹ hắn lúc trước lưu lại một vài thứ nói là chuyên môn để lại cho tương lai con dâu ta mấy năm nay lại thêm chút đi vào ngươi yên tâm cùng phủ tướng quân không quan hệ đều là chúng ta tư nhân đồ vật từ khi thê tử xảy ra chuyện hắn mặc dù vẫn ở tại phủ tướng quân lại đem phủ tướng quân sản nghiệp tổ tiên cùng mình đồ vật chia cắt nhiều rõ ràng tổ tiên lưu cho hắn hắn một điểm không nhúc nhích toàn bộ lưu tại phủ tướng quân chính hắn quân công thu hoạch được ban thưởng dựa vào bổng lộc mua đồ vật đều an trí tại mặt khác trong nhà cái kia tòa nhà là hắn phu nhân đồ cưới cùng những người khác không quan hệ biết được là lão giả tư nhân đồ vật cố lão thái dẫn theo tâm mới buông xuống một nửa nàng nói sẽ cho hai hài tử mang đến nguy hiểm không nếu như gặp nguy hiểm vẫn là thôi đi nhà ta tuy là nông hộ không ham ngài đồ vật cũng không quan tâm những cái kia mặt mũi sự tình không phải nói không mang Giang Nghị trở về là bởi vì trong kinh thành bên cạnh không đồng ý hắn sao. Như tùy tiện để người trở về cầm đồ vật, chẳng phải làm cho người ta hoài nghi. Các nàng không phải lão tướng quân không sợ những người kia, cùng những người kia so với bọn hắn. Chính là tiểu lão bách tính, người ta một ngón tay đều có thể đâm chết bọn hắn. Chương 229, Giao Thừa, Cố Gia Lão giả lạnh nhạt nói, yên tâm đi, đều là lệ cũ, coi như bị người ta biết cũng không sao. 18 năm, Thanh Sơn Trấn không phải hắn đến thứ một chỗ, Giang Nghị cũng không phải hắn tìm tới đệ nhất nhân. Mỗi lần tìm tới hư hư thực thực nhi tử người, hắn đều sẽ giống như ngày hôm nay đi tìm hiểu, tới tiếp xúc. Điều tra rõ ràng về sau hắn sẽ để cho người đưa vài thứ cho bọn hắn, cụ thể cho cái gì, chỉ cần người kia không nói, người bên ngoài không thể nào biết được. Vừa mới bắt đầu, phủ tướng quân người biết được chuyện này xác thực náo qua, về sau phát hiện hắn mỗi lần đều là như thế, thời gian dần qua cũng liền quen thuộc mà lại hắn cũng đã quyết định chờ tham gia xong gian nghị hôn lễ, liền sẽ tiếp tục lên đường, như trước đó đồng dạng đi tìm nhi tử. Dạng này, nguy hiểm sẽ lại một lần nữa giảm xuống, gian nghị an toàn có thể được đến bảo hộ. Cố lão thái lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, không có nguy hiểm liền tốt, không có nguy hiểm liền tốt. Trải qua thảo luận, cuối cùng cố viện hôn kỳ bị định là mùng 9 tháng 2. Bây giờ đã là tháng chạp mạc, lưu cho nàng thời gian chuẩn bị cũng chỉ có hơn một tháng cái này tuổi già người là tại giang nghị nhà qua giao thừa ngày ấy lão giang đầu mang theo lão giả giang nghị đi vào lúc trước hắn nhặt được giang nghị địa phương nơi đó hắn cho giang nghị mẹ ruột lập cái không mộ phần giang nghị lúc nhỏ mỗi lần nghỉ lễ hắn đều sẽ mang theo đối phương tới cho hắn nương dân hương hóa vàng mã chờ giang nghị lớn tuổi một điểm liền là chính hắn tới hôm nay hắn mang theo lão giả nhận cái đường về sau lưu lại hai cha con đi theo nghiêu hộ vệ nam tử trung niên liền hạ núi hôm nay cố gia rất náo nhiệt cố gia huynh đệ toàn bộ đều đến chân núi cố lão thái cái này cùng với nàng cùng một chỗ ăn tết nhìn xem nâng cao bụng lớn tần thị cố lão thái trách cứ lão đại nhà thân thể ngươi không tiện ngay tại nhà thật tốt nuôi ta còn có thể trách ngươi hay sao tần thị sờ lấy bụng cười nói mẹ ta không sao đại phu nói muốn bao nhiêu đi lại đến lúc đó mới tốt sinh sản ta suy nghĩ ở đâu đi không phải đi liền theo tới từ khi giả đại phu cho tần thị nhìn xem bệnh nói là cái nam hài về sau, người tần gia coi như thật. Không bao lâu bọn hắn liền mang theo tần thị đi trên trấn tìm nổi danh phụ khoa thánh thủ bắt mạch. Từ trong miệng hắn biết được tần thị mang chính là nhi tử, người một nhà mới tính nhẹ nhàng thở ra. Đặc biệt là tần thị, bây giờ tần thị quét qua hậm hực khí tức, cả người mặt mày tỏa sáng. Đương nhiên, tần thị mặc dù đối trong bụng hài tử coi trọng, cũng không có xem nhẹ cố hân hân cùng cố tân sinh. Chẳng qua cố hân hân lớn tuổi đã sớm hiểu chuyện, nàng minh bạch tần thị là thời khắc mấu chốt, nhiều khi đều là nàng chủ động hỗ trợ chiếu cố cố tân sinh, để tần thị tiết kiệm không ít sự tình. Cố tam tẩu lý thị nói, đại tẩu cái này bụng nhìn xem không nhỏ, đại phu có nói gì hay không sự tình đợi. Ta nghe hài nhi cha hắn nói lúc trước nhị tẩu chính là sớm sinh, đại tẩu ngươi đồ vật đều sớm dự bị hạ rồi. Tần thị gật đầu, đại phu nói xong thai dễ dàng sinh non, ta cùng ngươi đại ca sợ thật đến lúc đó luống cuống, Tháng trước liền đem đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm. Tần thị bụng đến bây giờ không sai biệt lắm 6 tháng, nàng bụng đã cùng người khác đủ tháng thời điểm không xê xích bao nhiêu. Nàng cũng không phải đầu một thai, không có bà bà khoa tay múa chân, nên chuẩn bị đồ vật đã sớm sớm chuẩn bị tốt. Tiền thị bỗng nhiên nói ra, "Mẹ, ta nghe nói viện viện hôn kỳ định ra rồi." Thế nhưng là thật. Cố lão thái gật đầu, "Định ra sang năm mùng 9 tháng 2." Không phải nói lưu thêm viện viện một đoạn thời gian a làm sao đổi chủ ý rồi. Nếu nàng nhớ kỹ không sai, Nguyên Lai like nói thế nhưng là tháng 6. Từ tháng 6 đến tháng 2, sớm 4 tháng. Chẳng lẽ, tiền thị không để lại dấu vết nhìn về phía cố viện bụng. Cố lão thái mặt đen lại nói, hướng chỗ nào nhìn đâu, cho lão nương thu hồi ngươi những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ. Nàng giải thích, Nguyên nói tháng 6 chẳng qua là một mình ta cách nhìn, như dựa vào ta, ngoan bảo cả một đời không lấy chồng mới tốt chỉ là lão giang đầu khoảng thời gian này thân thể không tốt lắm, giang nghị một người lại muốn lên núi lại muốn chiếu cố hắn, khó tránh khỏi có chút bận không qua nổi. viện viện sớm một chút cả đi, chiếu cố lên lão giang đầu cũng càng danh chính ngôn thuận. giang nghị chân chính thân thế sự tình khẳng định không thể cùng đám người này nói, lão thái thái đành phải kéo khác làm lấy cớ. đương nhiên nàng cũng không phải là tùy tiện nói lung tung, lão giang đầu hai ngày này thân thể quả thật có chút không tốt lắm. đây không phải hai ngày trước hạ trận tuyết lớn lão giang đầu trong đêm lên đi nhà xí không cẩn thận trượt đến té. Hắn lúc đầu đi đứng liền không tốt, tăng thêm niên kỹ lại lớn, cái này một ném trực tiếp nằm trên giường 2-3 ngày. Lúc này liền cho thấy trong nhà không có nữ nhân tệ nạn đến, giang nghị mặc dù cũng có thế chiếu cố lão giang đầu, hắn dù sao cũng là nam tử, tâm không có như vậy mảnh. Nhiều khi đều phải cố viện đi qua hỗ trợ. Vị hôn thê đến cùng không thành hôn, đi số lần nhiều, bị người trông thấy khó tránh khỏi sẽ nói chuyện phím, Giang gia liền nghĩ sớm thành hôn. Đây là cố lão thái nói cho người cố gia lý do, những người khác tin, chỉ tiền thị cảm thấy bên trong có chuyện khác. Đương nhiên, trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, nhưng không dám nhận lấy lão thái thái mặt nói ra. Nếu là nàng dám, lão thái thái tuyệt đối không buông tha nàng. Không nghĩ tại chính mình sự tình bên trên làm nhiều dây dưa, cố viện nói tránh đi. Đối nhị tẩu, nhà ngươi quan công diệu tổ đâu? Làm sao không nhìn thấy bọn hắn? Nghe phỉ phỉ nói, Ta nhị ca dự định sang năm để bọn hắn đi học tiếp tục, thật giả. Từ giờ ra ngoài, cố viện cũng rất ít qua bên kia, có cũng là truyền một lời hoặc là tại cửa ra vào tiếp một chút cố phỉ phỉ cùng cố hân hân, nàng cùng quan tông diệu tổ hai cái này chất tử càng là hơn mấy tháng thấy không lên một mặt. Đối cái này hai hài tử, nàng ấn tượng còn dừng lại tại mấy năm trước, hai người diễu võ dương oai thời điểm. Cố phỉ phỉ là bọn hắn thân tỷ tỷ, nàng nghe cố phỉ phỉ nói hai người hiện tại như trước kia rất khác nhau, biến trung thực rất nhiều đại khái là nhìn cố xuân vũ học giỏi lập tức sẽ đi thi đồng sinh nhị ca trong lòng không thoải mái lên lòng so sánh lại muốn đem hai người đưa đi học đường đọc sách trước kia mỗi lần tới bên này hai hài tử đều sẽ tiến đến bên người nàng nói lời nịnh nọt hôm nay cái này đều nhanh ăn cơm người thế mà còn chưa tới quả nhiên là hiếm lạ tiền thị sắc mặt có một nháy mắt mất tự nhiên nàng ngượng ngùng nói hai người bọn họ a à, cái này không vài năm không có đi học đường hai người bọn họ sợ rơi xuống công khóa, chính cuốn lấy Xuân Vũ dạy bảo bọn hắn đọc sách đâu. Từng có lúc nàng hai đứa con trai là Cố Xuân Vũ ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ bởi vì lấy Cố Xuân Vũ cùng sát vách tá túc khách nhân đọc sách, học vấn đột nhiên tăng mạnh, đều cần con trai của nàng cùng đối phương học tập. Tiền thị coi là, nhi tử càng ngày càng có tiền đồ, tam đệ muội nhất định sẽ ở trước mặt nàng diễu võ dương oai, tựa như nàng năm đó như thế. Nào biết tam đệ muội giống như thường ngày, tuyệt không biểu hiện ra cái gì không cùng đi đây mới là nhất làm cho nàng khó chịu. Tiền thị cảm thấy, mình cũng tốt, hai đứa con trai cũng được, tự như là tôn tép nhảy nhép. Tự cho là bao nhiêu ghê gớm, thật tình không biết người khác căn bản không có để ở trong lòng. Cố lão thái thản nhiên nói, hai người bọn họ có thế buông xuống cái kia buồn cười lòng tự trọng, nguyện ý cùng Xuân Vũ học tập, là công việc tốt. Nếu như bọn hắn thật đổi tính xấu, đối các ngươi đến nói là công việc tốt. Dù sao cũng là nàng đã từng ký thác kỳ vọng cháu trai, lão thái thái vẫn là hy vọng bọn hắn có thế tốt. Cái nhà này, trừ hai năm này không còn xuất hiện, tựa như thật cùng bọn hắn đoạn mất quan hệ cố lão tứ, cái khác ba nhà thời gian vượt qua càng náo nhiệt, lão thái thái trong lòng cũng cao hứng theo. Chương 230, cố lão tứ một nhà trở về. Cố lão tứ tình huống. Kỳ thật lão thái thái trong lòng là rõ ràng, dù sao đều tại trên trấn ở, luôn có chút truyền ngôn sẽ truyền vào nàng trong lỗ tai. Nghe nói vương gia không biết sao đắc tội cái khác bốn nhà tiệm tạp hóa, bị người bọn hắn liên hợp lại chèn ép hai năm này đã sớm nhập không đủ suất sinh ý càng ngày càng kém vương gia hai đứa con trai tính tình không tốt trước đó liền chướng mắt cố lão tứ bây giờ trong nhà sinh ý liên tục bại lui bọn hắn đem trách nhiệm đẩy tại cố lão tứ trên thân cho rằng đều là cố lão tứ sai vừa mới bắt đầu cố lão tứ còn có thể nhẫn nhịn theo vương gia sinh ý càng ngày càng kém hai huynh đệ càng ngày càng quá phận cho hắn tiền công càng ngày càng ít cố lão tứ cùng vương gia quan hệ tràn ngập nguy hiểm Năm nay lúc tháng 10 trái phải thời điểm, anh em nhà họ Vương lần nữa gây chuyện, cố lão tứ rốt cục không còn ẩn nhẫn, hai phe rùng ben, cố lão tứ bị anh em nhà họ Vương từ cửa hàng bên trong chạy ra. Cố lão tứ triệt để thất nghiệp, đương nhiên Vương gia cũng không có tốt hơn chỗ nào. Năm nay cố viện như cũ giống như thường ngày, đánh lấy thì giờ phúc lợi, ngụy trang, tiếp tục giá thấp bán cho những nhà khác tiệm tạp hóa lương thực. Vương gia không có cái này, phúc lợi, chỉ có thể giống như thường ngày sớm, đóng cửa. Bây giờ vương gia sở dĩ còn không có tuyên bố phá sản, đau khổ chống đỡ lấy, chẳng qua là không cam tâm như vậy lạc bại thôi. Chẳng qua những nhà khác cũng không phải ăn chay, trừ phi vương gia có thế khác mưu đường ra, không phải khoảng cách triệt để phá sản chuyện sớm hay muộn. Đại thái thật ứng người da trắng câu nói kia, lão thái thái vừa nghĩ đến cố lão tứ toàn gia, cố lão tứ liền mang theo vương thị trở về. Cùng lúc trước mỗi lần về nhà đều cao cao tại thượng không giống, lúc này cố lão tứ kim tốn vô cùng bọn hắn là thuê trên trấn xe bò trở về, cùng lúc trước bao lớn bao nhỏ tựa như khoe khoang khác biệt, lúc này mang tới đồ vật rất ít. Trên người tơ lụa y phục cũng đổi, đổi thành vải bông. Cố gia tất cả mọi người mặc không biểu tình nhìn xem bọn hắn, vương thị có chút xấu hổ, con gái nàng trực tiếp núp ở phía sau hai người không ra. Suy nghĩ kỹ một chút khoảng cách cố lão tứ lần trước trở về không sai biệt lắm có hai ba năm thời gian, vương thị nữ nhi niên kỹ lại nhỏ, hai ba năm không gặp, xác thực rất xa lạ. Cố lão thái không nói lời nào, những người khác cũng không dám mở miệng, cố viện trực tiếp cho cố hân hân đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để nàng đem mẹ nàng đỡ đến bên cạnh phòng bên trong nghỉ ngơi. Cố viện không thích người khác tùy tiện vào gian phòng của nàng, lại lo lắng trong nhà khách tới người, cho nên đem còn lại một gian phòng thu thập ra tới. Để lên một cái giường cùng đệm chăn, nếu có người đến, liền để hắn đi kia phòng nghỉ ngơi. Nàng không biết cố lão tứ một nhà lại tới làm cái gì, nếu như nói nàng đối cố quan tông, cố diệu tổ là chán ghét, đối cái này hai lỗ hổng chính là căm hận, mà lại là sẽ không theo thời gian chuyển dời tùy tiện tha thứ. Nhớ ngày đó nàng đại ca tái hôn, nắm lấy đều là huynh đệ ý nghĩ, nàng đại ca là có để người đi cho cố lão tứ đưa tin tức. Kết quả cố lão tứ nói cái gì hai cưới lo liệu tiệc trụ quá rêu rao, hắn gánh không nổi người kia. Liền đem người đuổi. Cố viện mãi mãi cũng nhớ đến lúc ấy đại ca sắc mặt khó coi. Người có thân sơ, cố lão tứ như vậy đối nàng đại ca, tăng thêm chuyện lúc trước, để cố viện đối cái này tứ ca càng cho hơi vào hơn phẫn. Cố lão tứ không chủ động đến cố gia, nàng cũng toàn bộ làm như mình không có tứ ca. Cố lão tứ mỗi lần đến đây đều náo trong nhà không thoải mái, cố viện không biết bọn hắn lần này tới lại chuẩn bị náo cái gì yêu thiêu thân. Nàng đại tẩu bụng nhưng chịu không được dày vò, vẫn là trốn xa một chút tốt. Mọi người thái độ làm cho vương thị trong lòng lạnh một nửa, trước kia lão thái thái coi như sinh nàng cùng lão tứ khí, Đối đông tuyết cháu gái này vẫn là có nụ cười. Hôm nay nàng không nhìn thẳng đồ vật, vậy mà trêu đùa lên không nhận ra cái nào tiểu cô nương. Vương thị trong lòng suy đoán, cái này không biết tiểu cô nương hẳn là nàng kế đại tẩu Tần thị mang tới nha đầu. Nàng bà bà đối một cái không có cố gia huyết thống nha đầu đều như vậy thân cận, hết lần này tới lần khác kết thân tôn nữ nhìn như không thấy, không phải còn tại sinh bọn hắn khí là cái gì. Vương thị vô ý thức đi xem Cố lão tứ, muốn nhìn một chút Cố lão tứ làm thế nào trên thực tế, nàng trước đó có khuyên qua cố lão tứ. Cố viện xưa đâu bằng nay, cố gia đã sớm không phải hắn coi là như thế là cái vướng víu. Hắn không nên lấy thêm trước đó thái độ đối đãi người cố gia, mà là hẳn là thay đổi sách lược, chậm chậm mưu toan. Đáng tiếc, cố lão tứ sinh ra tự phụ cũng không nghe nàng, ngược lại cho rằng nàng một cái phụ đạo nhân gia tóc dài kiến thức ngắn, lại mù nghĩ kế. Hôm nay trở về cũng là vương thị ý tứ, vương thị hàng năm đều sẽ khuyên cố lão tứ, thường ngày cố lão tứ đều là cự tuyệt hôm nay nghe nàng quả thực dọa nàng nhảy một cái nguyên lai tưởng rằng trở về có thế cùng cố gia quay về tại tốt vừa gặp mặt nàng liền luống cúng cố lão tứ gạt ra khuôn mặt tươi cười mẹ nhị tẩu tam tẩu viện viện đã lâu không gặp hai năm này trong tiệm xảy ra chút sự tình ta năm này trôi qua đều không yên lặng cũng liền không thể đến xem ngài viện viện đến nhìn đây là ngươi tứ tẩu chuyên môn cho ngươi chọn y phục tài năng A nha hai năm không gặp, chúng ta viện viện càng phát ra xinh đẹp, thật sự là tiện nghi gian nghị tiểu tử thúi này. Dù sao đều tại một cái trên trấn ở, nếu nói cố lão tứ không biết cố viện đã cùng Giang nghị đến hôn kia là không thể nào. Trước kia hắn phản đối là bởi vì cảm thấy gian gia nghèo không bỏ ra nổi bao nhiêu xính lễ đến, bây giờ không giống. Hắn đã sớm từ người khác trong tai nghe nói, gian nghị cho cố gia 99 hai mời kim. Không nói cái khác, chỉ bằng mượn cái này 99 hai, Giang nghị liền có tư cách làm muội phu của hắn cho nên hắn đi lên mới có thể lấy như vậy thân mật giọng điệu mở cố viện trò đùa lời này từ nàng nhị ca Tam ca miệng bên trong nói ra cố viện sẽ cảm thấy xấu hổ cố lão Tứ cố viện chỉ cảm thấy buồn nôn nàng cùng cố lão Tứ rất quen a à, đặt cái này bày cái gì huynh muội tình thâm đang nói kia tài năng chẳng qua là vải bông còn không phải mảnh vải bông hắn thật làm cố viện vẫn là mấy năm trước tiểu cô nương đâu Bây giờ cố viện trên thân cũng chỉ mặc mảnh vải bông tài năng, thậm chí còn có hai kiện tơ lụa. Thật cùng với nàng quan hệ tốt như vậy, có bản lĩnh mua vài thước tơ lụa cho nàng A. Nàng không tin cố lão tứ bỏ được. Cố viện không hề có động tĩnh gì phụ trợ cố lão tứ như cái tôm tép nhảy nhép, vốn là muốn lấy cố viện làm đột phá khẩu thất bại. Cố lão tứ bịch quỳ trên mặt đất, hắn dùng sức phiến mình hai bàn tay, mẹ, trước kia đều là ta mở heo làm tâm trí mê muội, ta biết sai, ngài liền tha thứ ta đi. Cố lão tứ cũng là thật hung ác, hắn cái này hai lần dùng đủ khí lực, ba ba xuống dưới, mặt đều đỏ. Nhưng, cố lão thái bọn người như cũ không hề bị lay động. Vương thị đem cố đông tuyết lôi ra đến, đẩy một cái, đông tuyết, ngươi không phải nói muốn nải nải cùng tiểu cô sao. Đi cho nải nải cùng tiểu cô vấn an a, à, ngươi quên, ngươi tiểu cô nàng thương ngươi nhất. Vương thị lời nói này cố phỉ phỉ mắt trợn trắng. Nàng cô thương nhất cố đông tuyết. Nói đùa cái gì đâu nói nàng cô thích nhất cố tân sinh cái này tiểu bất điểm đều so nói cố đông tuyết càng có sức thuyết phục nàng mỗi ngày cùng tiểu cô cùng một chỗ thế nhưng là tận mắt nhìn thấy nàng tiểu cô thường thường liền sẽ cho cố xuân vũ cố tân sinh cái này hai tiểu nhân mua đồ ăn cố đông tuyết có cái gì một cái lâu dài không thấy bóng dáng đều nhanh chỗ thành người xa lạ tiểu nha đầu cũng không cảm thấy ngại nói nàng cô thương nàng nhất nhanh đừng cười chết nàng vương thị nghĩ rất tốt lão nhân gia đều thích tiểu hài lão thái thái lại thế nào sinh khí cũng hẳn là sẽ không bài xích tiểu hài tử lúc này để đông tuyết đi vung cái kiều không thể tốt hơn